Đương nhiên có một số thần vật trong truyền thuyết nếu cho mẫu thân dùng sẽ tăng nhanh tốc độ thai nhi ngưng tụ thần lực, có ích lợi lớn cho cơ thể mẹ. Tiểu tà ma chạy đến bên cạnh Long La Phù, mặt dán bụng nàng, nghiêm túc lắng nghe. Qua, em bé mau sinh, sau khi sinh ra ta sẽ làm tiểu di. Tuy Phong Phi Vân không nói bao lâu sẽ thành thân với Long La Phù, nhưng các nữ nhân thấy nguy cơ. Nếu để Long La Phù thuận lợi sinh con, vậy tương lai bọn họ phải làm vợ bé. Chỉ có Thiên Vu thần nữ là biểu hiện bình thản nhất. Nên Phong Phi Vân đặc biệt nhờ Thiên Vu thần nữ chăm sóc Long La Phù. Long Thương Nguyệt, Diêu Cát không phải thiện nam tín nữ. Vì ích lợi của mình, bọn họ dám làm tất cả, rất có thể sẽ hại Long La Phù. Thiên Vu thần nữ rất thích không khí bình yên trong thiên quốc, nàng định mãi mãi ở lại đây tu luyện nên không từ chối lời nhờ vả của Phong Phi Vân, nàng đồng ý chăm sóc Long La Phù. Sắp xếp xong mấy chuyện này, Phong Phi Vân rời khỏi thiên quốc. Khi Phong Phi Vân quay về bán yêu minh, tìm khắp nơi không thấy ngư gia. Đám bán yêu trong bán yêu minh không thấy ngư gia, lão như biến mất khỏi quý vực. Điều này khiến Phong Phi Vân càng nghi ngờ thân phận của ngư gia. Rất có thể lão quen mẫu thân, phụ thân của ta. Hôm nay là ngày đi đại bản doanh bán yêu minh Diệp Hồng Cảnh, sáng sớm Tất Ninh Soái đến chào từ biệt Phong Phi Vân. Sau khi ngươi đi chiến trường vạn tộc rèn luyện rồi nhớ đến chiến địa tước phủ. Tất Ninh Soái cùng Tất Ngoại Công thông qua cổ trận đài rời khỏi quý vực. Mao Ô Quy ở lại. Ngươi đưa nhi tử nuôi và mẫu thân của nó đi đâu rồi? Một câu này Mao Ô Quy lặp lại 7 lần. Phong Phi Vân đứng trước cửa bán yêu minh nhìn con đường trống trải, hỏi. Nàng thật sự đã đi. Mao Ô Quy sửng sốt, hồi lâu sau mới biết Phong Phi Vân hỏi ai. Mao Ô Quy thở ngắn than dài. Nam nhân, chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Một nữ nhân xinh đẹp tóc dài màu đỏ bước ra từ bán yêu minh. Chúng ta cũng nên lên đường. Lý Lang, Mộc trưởng lão, chiến sư đạo bước ra, 5 người và một con rùa đi đến cổ trận đài. Đầu tiên từ huyền cực cổ trận đài đến bối vực. Bốn vực nằm trong 8.654 vực Diệp Hồng Cảnh, nhưng bối vực hưng thịnh, phồn hoa hơn quý vực gấp chục lần. Bối vực là trung tâm mấy chục đại vực xung quanh, có cổ trận đài đi thẳng đến Hồng Diệp Tinh Diệp Hồng Cảnh. Mỗi vực lãnh thổ mênh mông, hở chút là một tiên nhân nhảy, ha ở cầm ấy tiên nhân nhảy. Vực chủ mỗi vực là đại nhân vật một phương, địa vị, thân phận cao hơn gia chủ cổ tộc nhiều. Diệp Hồng Cảnh có 8.654 vực, 8.654 vực chủ nghe theo mệnh lệnh của cảnh chủ, là thuộc hạ của cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh. Quyền lợi của cảnh chủ cực kỳ lớn lao, trong Trung ương Vương Triều thứ 6 được phong làm thước gia, như chư hầu một phương, đứng ở đỉnh cao nhất Trung ương Vương Triều thứ 6. Trung tâm Diệp Hồng Cảnh không phải thành trì mà là một ngôi sao rơi. Ngôi sao này được gọi là Hồng Diệp Tinh, lơ lửng giữa không trung Diệp Hồng Cảnh, cách mặt đất 9 vạn trượng. Đứng trên tinh cầu có thể nhìn xuống đất đai mênh mông. Cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh giống như thần linh đứng trên ngôi sao nhìn xuống lãnh thổ của mình. Đại doanh bán yêu minh xây dựng trên đại lục huyền bí Hồng Diệp Tinh, một khối đại lục bần cùng nhất trong 8 đại lục Hồng Diệp Tinh. Nói nó bần cùng chỉ là tương đối, dù sao Hồng Diệp Tinh là trung tâm của Diệp Hồng Cảnh, nơi cường giả toàn Diệp Hồng Cảnh tụ tập lại, gia tộc lưu lạc từ thượng cổ kinh doanh đến bây giờ, thống trị mấy ngàn vạn năm. Dù chỗ này bần cùng nhất thì cũng thích hợp tu luyện hơn là vực thành quỷ vực. Nếu nói một tòa vực thành là thánh địa tu luyện thì Hồng Diệp Tinh là tinh cầu thần thánh để tu luyện. Cường giả toàn Diệp Hồng Cảnh dành bể đầu muốn có lệnh bài mãi mãi cư ngụ trong Hồng Diệp Tinh, thành người của tinh cầu này. Vù 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 vù. Ánh sáng cổ trận đài lóe lên, 5 người Phong Phi Vân đến Hồng Diệp Tinh. Mới bước ra cổ trận đài trên bầu trời đã ập xuống lực lượng khổng lồ. Áp lực còn kinh khủng hơn vực thành quỷ vực gấp 10 lần, nội tạng sắp bị ép ra ngoài. Nếu những người tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng tới Hồng Diệp Tinh chắc bị ép chết tại chỗ. Lý Lang, Diệp Tiểu Mục tu vi thấp nhất biến sắc mặt, lưng khòm xuống. Hai người không kịp đề phòng suýt bị đè nằm sấp dưới đất. Linh giác của Phong Phi Vân rất mạnh, hắn cảm nhận trọng lực khổng lồ đến từ dưới lòng đất. Thật lợi hại, trung tâm tinh cầu sao rơi này là một khối vẫn thiên linh thạch thật to. Một chiến sĩ cưỡi thiết thú, tay cầm chiến mâu đỏ quát với đám người Phong Phi Vân. Còn đứng đó làm gì? Các ngươi chặn đường của các tu sĩ phía sau. Thanh âm xen lẫn sóng âm làm màng tai người sắp rách.
Phong Phi Vân che trước mặt Diệp Tiểu Mục ngăn lại sóng âm, hai người thụt lùi mấy chục thước. Nếu không có Phong Phi Vân đỡ sóng âm giúp thì Diệp Tiểu Mục đã bị chấn thành kẻ điếc. Chiến sư đạo đứng trước mặt Lý Lang chặn lại sóng xung kích. Mộc trưởng lão lấy một khối lệnh bài ra, biểu tình cung kính đặt vào tay chiến sĩ cưỡi lưng cự thích thiết thú, đang giao thiệp với đối phương. Chiến sĩ cầm lệnh bài nhìn một lúc, khinh thường liếc Mộc trưởng lão, Phong Phi Vân, Diệp Tiểu Mục, Lý Lang, chiến sư đạo. Chiến sĩ nói, hừ, thì ra là năm bán yêu. Lệnh tạm trú của các ngươi là cấp thấp nhất, chỉ được ở lại Hồng Diệp Tinh 10 ngày. Sau 10 ngày nếu không rời khỏi Hồng Diệp Tinh hoặc làm lại lệnh tạm trú mới thì sẽ bị trục xuất. Chiến sĩ nói xong ném lệnh bài xuống đất, tiếp đó cưỡi cự thích thiết thú nghênh ngang đi. Mộc trưởng lão khom lưng nhặt lệnh tạm trú lên bỏ vào người, mang theo đám người Phong Phi Vân nhanh chóng rời khỏi Huyền Cực cổ trận đài. Chiến sư đạo hâm mộ nhìn chiến sĩ đi xa, biểu tình không có gì bất mãn mà tràn đầy tôn sùng. Hâm mộ thật, nếu ta được vào cảnh chủ tiên uy quân thì tốt biết mấy. Mộc trưởng lão than thở. Muốn tham gai cảnh chủ tiên uy quân phải tích lũy 100 điểm quân công trên chiến trường vạn tộc, người bình thường không làm được. Mộc trưởng lão cũng hy vọng có thể vào cảnh chủ tiên uy quân. Một khi tham gia cảnh chủ tiên uy quân sẽ được lệnh cư trú vĩnh cửu trong Hồng Diệp Tinh, được bao người tôn kính, hâm mộ. Các đệ tử cổ tộc tranh bể đầu muốn vào cảnh chủ tiên uy quân. Tham gia tiên uy quân thì địa vị trong gia tộc sẽ nâng lên nhiều. Đại doanh bán yêu minh ở Tây Bắc Bộ Đại Lục huyền bí, nơi này tụ tập tiền bối bán yêu mạnh nhất Diệp Hồng Cảnh. Không chỉ có bán yêu ngũ giai, còn có lục giai, thất giai. Đại doanh này là bán yêu minh thuê, mỗi năm nộp số tiền rất lớn. Chỉ có thiên tài bán yêu đỉnh cao nhất mỗi vực được tu luyện một đoạn thời gian trong chỗ này, được tiền bối bán yêu ở đây chỉ điểm. Khi năm người Phong Phi Vân đến đại doanh bán yêu minh thì đã có mấy ngàn bán yêu đến từ các đại vực tụ tập lại. Có thanh niên tài tuấn, tư chất ngút trời. Có già khu đế, tu vi cao sâu, là tài tuấn đỉnh cao nhất mỗi vực. Có bán yêu khác lục tục đến đây. Mộc trưởng lão đi lĩnh số, phát cho năm người. Hôm nay là ngày báo danh, bắt đầu từ ngày mai là lúc so tài. Mọi người nhận số thứ tự rồi đi vào động phủ tu luyện để ứng đối so tài mấy ngày sau. Mộc trưởng lão, Lý Lang cầm thẻ số đi động phủ tu luyện, chỗ này là Hồng Diệp Tinh, có thể tăng tốc độ tu luyện mau hơn rất nhiều, bọn họ giành giật từng giây tăng tu vi. Diệp Tiểu Mục, Lý Lang thì rất tò mò Hồng Diệp Tinh, một gốc cây ngọn cỏ chỗ này không phải vật thường, bọn họ không dám đụng vào sợ bị trưởng bối bán yêu minh trách phạt. Phong Phi Vân khá tò mò Hồng Diệp Tinh nên không vào động phủ tu luyện. Các người có bao nhiêu nắm chắc trong cuộc so tài sắp đến? Diệp Tiểu Mục tóc dài đỏ thẫm, da thịt trắng tuyết, vẻ mặt bực bội nói. Toàn là tài tuấn đỉnh cao nhất bán yêu minh mỗi vực đến đây, tổng cộng 43.270 thí sinh, chỉ có 500 người được chọn đi chiến trường vạn tộc. Xác suất quá nhỏ, theo ta thấy hy vọng không lớn. Lý Lang hừng hực chiến ý cũng không mấy tự tin, gã nói. Ta và Diệp Tiểu Mục có tu vi thiên mệnh đệ cửu trọng, nghe nói trong thiên mệnh đệ cửu trọng chỉ chọn ra 50 thiên kiêu đỉnh cao nhất. Cạnh tranh gấp 10 lần tu sĩ cảnh giới Niết Bàn. Danh ngạch của bán yêu minh quá ít, chỉ có 500 người. Muốn khiến 500 người đại biểu bán yêu minh tranh quân câu, đấu tranh địa vị, tôn nghiêm của bán yêu thì phải đưa bọn họ đi chiến trường vạn tộc rèn luyện, tương lai là lực lượng trụ cột trong bán yêu minh. Cho nên phải bảo đảm 500 người không chỉ có tu vi cao, còn có tiềm lực thăng cấp, khí vận mạnh mẽ, có tiền đồ phát triển. Người được chọn toàn là thiên kiêu. Có thể sáng tạo kỳ tích cho bán yêu minh. Vì lý do đó, bán yêu minh chọn ít người trong thiên mệnh đệ cửu trọng nhất, chỉ khoảng 50 người. Mặc dù tư chất của Diệp Tiểu Mục, Lý Lang rất cao nhưng muốn nổi bật trong mấy vạn tinh anh bán yêu thì vô cùng khó khăn, khả năng rất nhỏ. Phong Phi Vân cười bí hiểm nói. Nếu các người thật sự muốn trở thành 50 người nổi bật thì cũng có cách. Lý Lang hưng phấn hỏi. Chẳng lẽ Phong huynh đệ có cách? Lý Lang kéo cánh tay Phong Phi Vân, kích động nói. Phong huynh đệ nhất định phải giúp ta. Ta muốn đi chiến trường vạn tộc, muốn lập quân công, muốn tham gia cảnh chủ tiên uy quân. Diệp Tiểu Mục rất tôn sùng Phong Phi Vân, mắt nhìn hắn chằm chằm cầu xin. Phong Phi Vân nói. Trên đời này có rất nhiều linh dược tăng tư chất, sử dụng rồi tiềm lực của các ngươi sẽ tăng mảng lớn. Diệp Tiểu Mục nói. Cái này ta biết. Nhưng linh dược tăng tư chất đa số rất đắt đỏ, chúng ta không mua nổi.
Phong Phi Vân nói. Các người không mua nổi chẳng lẽ ta thì không? Diệp Tiểu Mục, Lý Lang hưng phấn. Bọn họ biết thân phận của Phong Phi Vân không tầm thường, trưởng lão đấu chiến cung còn nịnh hót hắn. Phong Phi Vân dư sức mua linh dược tăng tiềm lực. Cách đại doanh bán yêu minh 800 dặm có một chợ tiên tên là chợ Băng Hà, xây dựng trên hồ băng to. Nơi này vốn là hồ tiên, bị đóng băng, không phải băng giá bình thường mà là huyền băng tinh túy, cứng còn hơn chân diệu linh thạch. Trên mặt hồ có các băng cung, có linh bia, đường đi, cây cối khắc bằng băng. Nhiều tu sĩ đến đây giao dịch, chợ tiên lớn nhất trong phạm vi ngàn dặm, hơi nổi tiếng ở đại lục huyền bí. Mỗi tiên cung buôn bán hàng hóa đều là linh vật hiếm thấy trên đời, ở bên ngoài khó mua về. Phong Phi Vân, Diệp Tiểu Mục, Lý Lang vào một băng cung bán linh dược, linh đan. Ba người được một thiếu nữ xinh đẹp tiếp đãi. Vị tiên gia muốn mua linh dược gì? Lão bản của chúng ta là Hỏa Vân Phúc Địa, thực lực hùng hồn, các người muốn linh dược gì chúng ta cũng lấy được. Thiếu nữ xinh đẹp hít mũi, nhíu mày hỏi. Các người là bán yêu. Thiếu nữ ngửi được yêu khí trên người Lý Lang, Diệp Tiểu Mục. Lý Lang hỏi. Chẳng lẽ các người không bán linh dược cho bán yêu? Thế thì không phải. Thiếu nữ xinh đẹp không nhiệt tình nữa. Đại doanh bán yêu minh cách chợ Băng Hà chỉ 800 dặm. Thường xuyên có bán yêu đến đây giao dịch linh bảo, mua linh dược, linh đan. Nhưng đa số bán yêu rất nghèo, trưởng bối bán yêu cũng không lấy ra được ba nô nhiêu linh thạch, bán báu vật toàn hàng cấp thấp. Bình thường bọn họ hay bị tu sĩ chợ Băng Hà xem rẻ. Đại thế lực có băng cung trong chợ Băng Hà không thích làm ăn với bán yêu, vì bọn họ quá nghèo. Thiếu nữ xinh đẹp thấy rất nhiều bán yêu đến đây mua linh dược, linh đan nhưng toàn cấp thấp, không bán lời được bao nhiêu. Phong Phi Vân hỏi, chỗ các người có linh dược tăng tư chất tu sĩ không? Ha 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 ha, ba bán yêu đi mau linh dược tăng tư chất, bản công tử cười chết mất, sau khi tăng tư chất chẳng lẽ muốn đột phá vũ hóa cảnh sao? Một thanh niên 20 tuổi đi vào băng cung, hai nam nhân điển trai theo bên cạnh, đều ăn mặc hoa quý, đến từ hào môn cổ tộc, trang sức trên người tế luyện bằng linh khí. Ngọc Thiếu gia nói đúng, bán yêu mau linh dược tăng tư chất. Đây là trò cười thứ hai ta nghe trong tháng nay. Thanh niên mặt gầy gò, mắt bắn ra tia sáng trắng, thân hình liên tục thay đổi, hiển nhiên là cường giả tu vi không tầm thường, không phải loại chỉ biết ăn chơi trác táng. Cửu ca, chuyện cười thứ nhất là gì? Ha 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 ha, đương nhiên là Tiêu Thiên Duyệt thành hôn bị người cướp lão bà. Nghe nói nữ nhân hắn cưới đêm trước ngày thành thân bị nam nhân khác phá thân, cái này không buồn cười sao? Xuyệt. Đừng nói lung tung, Tiêu Thiên Duyệt không dễ chọc, lỡ bị hắn nghe thấy thì rắc rối to. Ngọc Thiếu gia cười to bảo. Xì, trong 12 cảnh Tây Nam có ai không biết đầu Tiêu Thiên Duyệt đội nón xanh? Không lẽ cửu Tiêu Tiên thành bá đạo đến nỗi diệt khẩu giết tu sĩ trong thiên hạ sao? Ha 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 ha. Ba thanh niên Tuấn Kiệt vừa nói vừa đi vào băng cung, không thèm nhìn Phong Phi Vân, Diệp Tiểu Mục, Lý Lang. Thiếu nữ xinh đẹp rất tôn kính ba thiếu gia trẻ tuổi. Thì ra là Ngọc Thiếu gia, Cố Cửu Thiếu gia, Cố Thập Tam Thiếu gia. Mau mời vào, mời vào. Một đám linh dược vạn năm mới đến, đã chuẩn bị sẵn cho các thiếu gia. Mắt thiếu nữ xinh đẹp chớp chớp nịnh hót, nếu ôm đùi được ai trong ba thanh niên này thì về sau địa vị của nàng sẽ tăng mảng lớn. Thiếu nữ xinh đẹp cũng biết đây là chuyện không thể, bởi vì ba thanh niên là anh kiệt thế hệ trẻ. Sau lưng có thế lực khổng lồ. Một vài nữ nhân thiên tài đẳng cấp Sử Thi Hận không thể cua ba người, làm sao bọn họ vừa mắt nàng được. Phong Phi Vân, Diệp Tiểu Mục, Lý Lang bị lơ, tu sĩ Nguyên Băng cung vây quanh ba thanh niên tài tuấn. Người ta không thèm để ý chúng ta thì chúng ta tự mình tìm đi. Phong Phi Vân không tức giận, vì địa vị của bán yêu vốn rất thấp. Địa vị thấp không được người xem trọng là bình thường. Khi con người ở tầng xê thó thì không nên trách bất cứ ai, phải suy nghĩ xem làm sao trèo lên cao, cố gắng theo hướng này, cuối cùng thành người ở địa vị cao. Phong Phi Vân tìm đến quầy đặt linh dược tăng tư chất, có 8 loại linh dược. Linh dược giá thấp nhất tên Bỉ Ngạn Linh Thảo, 5.000 năm tuổi, một gốc cần 1.000 khối chân diệu linh thạch. Khối xương phượng giá cao nhất tên Phỉ Thúy Tinh Linh, một giọt cần 500 vạn chân diệu linh thạch. Khi Diệp Tiểu Mục, Lý Lang xem giá ghi bên cạnh linh dược thì đứng tim, Bỉ Ngạn linh dược rẻ nhất cũng làm hai người chùn bước, vét sạch tài sản không mua nổi một gốc. Càng đừng nói Phỉ Thúy Tinh Linh nghịch thiên,
Phong Phi Vân xem giá xong lắc đầu. Quá mắc. Cuối cùng Phong Phi Vân chọn linh dược giá vừa phải, tên là Thông Thiên Bồ, linh dược 1 vạn năm tuổi, một gốc giá 8 vạn khối linh thạch. Dược hiệu của Thông Thiên Bồ không bằng Phỉ Thúy Tinh Linh nhưng vẫn là Thông Thiên Bồ đẳng cấp đỉnh cao, tộc lão cổ tộc chưa chắc mua nổi. Phong Phi Vân nói. Lấy 4 gốc Thông Thiên Bồ cho ta. Diệp Tiểu Mục, Lý Lang hết hồn. Hai người cho rằng Phong Phi Vân không thiếu linh thạch nhưng tối đa chỉ mua nổi Bỉ Ngạn Linh Thảo. Ai ngờ hắn mở miệng mua Thông Thiên Bồ, còn một hơi mua 4 gốc, thật kinh khủng. Nguyên Băng cùng yên lặng, nhiều tu sĩ đang chọn linh dược đưa mắt nhìn sang. Dù sao người có thể mau Thông Thiên Bồ không tầm thường. 3 thanh niên tài tuấn nhìn sang, thấy là Phong Phi Vân thì nhếch mép cười nhạo. Một tu sĩ sợ Phong Phi Vân nhìn lầm bảng giá làm trò cười, tốt bụng nhắc nhở. Các người hãy xem kỹ bảng giá, một gốc Thông Thiên Bồ giá 8 vạn khối linh thạch, không phải 8 khối. Phong Phi Vân lấy một khối linh thạch ra, nói. Không sai, là 4 gốc Thông Thiên Bồ. Rất nhanh Phong Phi Vân lấy ra 5 khối linh thạch, 3 kim ti linh thạch, 2 giới linh thạch. 1 kim ti linh thạch bằng 10 vạn chân diệu linh thạch. 1 giới linh thạch bằng 1 vạn chân diệu linh thạch. 5 linh thạch phẩm cấp cao vừa đúng giá 32 vạn khối linh thạch, đặt ngay ngắn trên quầy thủy tinh tỏa ánh sáng linh tính. Nhiều người nhìn sững sờ. Thiếu nữ xinh đẹp lúc trước khinh thường nhóm Phong Phi Vân là bán yêu vội chạy tới, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn thay đổi. Người trẻ tuổi này giàu còn hơn tộc lão cổ tộc, dù là bán yêu thì chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Thiếu nữ xinh đẹp cung kính trao bô cần gốc Thông Thiên Bồ vào tay Phong Phi Vân, hỏi. Không biết thiên gia còn cần thứ gì khác không? Phong Phi Vân đến chợ Băng Hà đương nhiên không vì mua Thông Thiên Bồ, hắn chỉ tiện tay mua linh dược Diệp Tiểu Mục, Lý Lang cần dùng. Phong Phi Vân thì muốn mua thứ khác quan trọng hơn. Sắp đi chiến trường vạn tộc, Phong Phi Vân cần chuẩn bị vài vũ khí bí mật cho mình mới giữ mạng được. Phong Phi Vân nói, ta có mối làm ăn lớn cần bàn riêng với lão bản của các ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp là người thông minh, mời Phong Phi Vân vào băng cung. Chỗ dựa của băng cung này là Hỏa Vân Phúc Địa, nội tình rất cường đại. Bởi vậy Phong Phi Vân quyết định làm ăn cưới bọn họ. Chủ nhân băng cung là đại nhân vật Hỏa Vân Phúc Địa, quanh năm đón đô tại Hồng Diệp Tinh, tu vi sâu không lường được. Nếu Phong Phi Vân không bỏ ra 32 vạn khối linh thạch mua 4 gốc Thông Thiên Bồ thì không có tư cách gặp chủ nhân băng cung. Không Vũ ngồi xếp bằng trong không trung, cơ thể nửa ảo nửa thật. Chàng trai, nếu mối làm ăn ít hơn cấp ngàn vạn thì ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. Đây chỉ là một lũ phân thân của Không Vũ, chân thân không ở trong băng cung. Tuy chỉ là phân thân nhưng vẫn rất khiếp người, áp lực mạnh mẽ như có thần thánh đứng trước mặt. Phong Phi Vân nói, mối làm ăn của ta không nhỏ nhưng không biết Hỏa Vân Phúc Địa có đáng tin không? Các người có nhân lúc cháy nhà hôi của hay lộ tin tức khách hàng không? Làm ăn chú trọng 2 chữ danh dự, Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta có hơn 1.000 cửa hàng tiên trong Hồng Diệp Tinh, trong Diệp Hồng Cảnh, thậm chí 12 cảnh Tây Nam càng nhiều chi nhánh. Nếu nói về giữ kín miệng thì không ai sánh bằng Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta. Người trẻ tuổi, ta biết ngươi đang lo điều gì. Ngươi là bán yêu, tu vi không cao. Nếu lấy tài phú cấp ngàn vạn ra thì sợ Hỏa Vân Phúc Địa mượn gió bẻ măng, hoặc ghi an nị giao dịch của ngươi trong cửa hàng tiên truyền ra ngoài, vời họa sát thân cho ngươi. Ngươi hãy yên tâm, Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta làm nghề này thì bảo đảm kín miệng. Dù là tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng đến giao dịch cấp 1 ước thì chúng ta tuyệt đối không đỏ mắt. Để khách hàng yên lòng mua, yên lòng bán, từ 30 vạn năm trước Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta đã cho ra lệnh bài khách quý Hỏa Vân. Hễ giao dịch hơn cấp ngàn vạn với Hỏa Vân Phúc Địa sẽ được lệnh bài khách quý 2 sao. Nếu hợp tác hơn 1 ước sẽ được lệnh bài khách quý 3 sao. Cầm lệnh bài khách quý Hỏa Vân Phúc Địa khi gặp rắc rối thì dựa theo đẳng cấp lệnh bài chúng ta sẽ trợ giúp ở mức độ khác nhau. Nếu Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta làm ra chuyện bán khách hàng có thể thông qua lệnh bài khách quý truyền tin cho lệnh bài khách quý khác có giao dịch lớn với Hỏa Vân Phúc Địa, khiến Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta thân bại danh liệt. Vì vậy làm ăn với Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta thì cứ yên tâm 100%. Tuy Không Vũ nói ba hoa chích chòe nhưng Phong Phi Vân chỉ tin 3 phần. Hỏa Vân Phúc Địa không ra tay cướp là vì báu vật chưa đủ quý giá, nếu Phong Phi Vân lấy dụng cụ thánh linh ra giao dịch. Hỏa Vân Phúc Địa không cướp mới là lạ. Đương nhiên Hỏa Vân Phúc Địa có thể làm ăn rầm rộ thế này thì mức độ danh dự đủ tiêu chuẩn, miễn không phải thần vật thánh phẩm,
bọn họ sẽ không mượn gió bẻ măng. Phong Phi Vân muốn mau vũ hóa phù lục, niết bàn đan, trùng động linh thạch, chuẩn bị cho việc đi chiến trường vạn tộc. Mấy thứ Phong Phi Vân định mua cái nào cũng là quý hiếm thưa thớt, linh thạch trên người hắn không đủ số, vì vậy hắn định bán vài thứ. Phong Phi Vân lấy kim tàm Phật đan ra, Phật tượng thành hình, Phật âm xoay quanh đan dược. Từng đợt Phật khí tinh thuần toát ra như đèn Phật. Không Vũ hơi giật mình kêu lên. Đây là Phật đan cửu phẩm, Phật khí rất tinh thuần, rất hiếm có, chắc chắn ra từ tay luyện đan đại tông sư Phật Môn. Phẩm cấp Phật đan không thấp, chứa Phật tính bừng bừng sức sống, có thể phát huy thần hiệu âm khởi tử hồi sinh. Không lẽ là đan dược trong thái cổ thánh Phật miếu lọt ra ngoài? Bán yêu này siêu may mắn, có được một viên Phật đan cửu phẩm. Không đúng, viên Phật đan cửu phẩm không thể rơi vào tay một bán yêu, không chừng là đại hiền Phật Môn nào muốn đổi linh thạch nhưng không muốn lộ mặt, vì vậy mượn tay bán yêu bán đi. Không Vũ cảm thấy gã đoán được 8, 9 phần thật sự, bán yêu chỉ ra mặt thay đại hiền Phật Môn kia. Ra giá đi. Bình thường một viên linh DNA cửu phẩm giá 500 vạn khối linh thạch trở lên. Viên Phật đan này Phật khí rất tinh thuần. Hỏa Vân Phúc Địa đồng ý mua với giá 600 vạn khối linh thạch. Được rồi, giá này đi. Chỗ ta có 3 viên Phật đan phẩm cấp này, Hỏa Vân Phúc Địa nuốt trôi không? Ha 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 ha. Dù là 300 linh đan cửu phẩm thì Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta cũng nuốt hết. Phong Phi Vân có thể đưa ra 300 Phật đan, mặc dù tiêu hao nhiều kim tàm chân nguyên nhưng tu luyện 1-2 tháng là phục hồi. Tuy nhiên Phong Phi Vân lấy ra 300 Phật đan cửu phẩm sẽ khiến Không Vũ nghi ngờ, dù là luyện đan tông sư bình thường cũng rất khó khăn cho ra 300 linh đan cửu phẩm, sẽ gây náo động không dìm xuống được. Phong Phi Vân không muốn thấy kết quả đó. 3 viên kim tàm Phật đan 180 viên kim ti linh thạch, tổng cộng 1.800 vạn khối linh thạch, xem như số tiền kếch xù. Phong Phi Vân còn được một lệnh bài khách quý 2 sao của Hỏa Vân Phúc Địa. Thứ này có chút tác dụng. Bị Phong Phi Vân ném vào giới linh thạch. Phong Phi Vân ra khỏi nội phủ băng cung, dẫn Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh đi nhanh. Phong Phi Vân không yên lòng Không Vũ, hơn nữa lúc hắn mua 4 gốc thông thiên bồ bị nhiều tu sĩ trông thấy. Giá trị 4 gốc thông thiên bồ không thấp, có thể khiến tộc lão cổ tộc cướp giật. Tóm lại một câu, không thể ở lâu trong băng cung. Một bán yêu có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy chắc chắn có điều lạ, trên người hắn còn có báu vật khác. Ngoài cửa Hỏa Vân Phúc Địa, 3 thanh niên tài tuấn đứng cạnh nhau, linh quang lấp lánh quanh người, cường đại kinh khủng. Mỗi người là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, đám tu sĩ không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Đó là Ngọc Thiếu Gia, Cố Thập Tam Thiếu Gia, Cố Cửu Thiếu Gia. Cố Thập Tam Thiếu Gia bên hông dắt thanh linh kiếm Long Văn, con thông bối linh vượn đứng trên vai gã. Cố Thập Tam Thiếu Gia nhìn hướng nhóm Phong Phi Vân rời đi, nói. Cửu ca. Ta đi bắt bọn chúng, nhìn xem có lai lịch gì. Cố Cửu Thiếu Gia trách mắng. Ngươi làm gì, Cố gia chúng ta là thế gia trung cổ, chúng ta không thèm để mắt đến cổ tộc các phương chứ nói gì ba bán yêu bình thường. Chỉ là mấy chục vạn khối linh thạch chứ có gì hay ho mà đỏ mắt. Nếu làm không sạch sẽ, đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh tiếng Cố gia. Cố Thập Tam Thiếu Gia xin lỗi. Cửu ca, ta sai rồi. Trung cổ thế gia nên có niềm kiêu hãnh của đệ tử trung cổ thế gia. Ngọc Thiếu Gia cười nói. Ha 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 ha. Cố lão cửu không uổng là một trong những anh kiệt xuất sắc nhất thế hệ này của Cố gia, không thèm để mắt mấy chục vạn linh thạch, khiến người khâm phục. Cố Cửu Thiếu Gia cười nói. Chẳng phải Ngọc Thiếu Gia cũng giống vậy sao? Ngọc Thiếu Gia nói. Nếu là 1.000 vạn khối linh thạch thì ta sẽ đỏ mắt, không chừng đã ra tay cướp bán yêu. Cái này dễ như nhặt linh thạch dưới đất. Nhưng chỉ có mấy chục vạn linh thạch, rất gân gà. Lỡ để lộ tiếng gió, làm hỏng danh tiếng gia tộc thì không đáng. Tuy chúng ta không ra tay nhưng có người cảm thấy hứng thú, khá nhiều người đã theo sau. Ha 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 ha, chúng ta cũng đi theo nhìn xem, lúc cần thì sẽ giúp mấy bán yêu một phen, rồi tuyên dương lên, về gia tộc được tiếng tốt chỉ mạnh giúp yếu. Chắc chắn có thể thu mua lòng đám bán yêu nô trong gia tộc. Mấy lão già trưởng bối sẽ nhìn chúng ta với con mắt. Muốn làm người thừa kế của gia tộc thì phải tạo ra hình tượng người tốt. Trọng lực trong Hồng Diệp Tinh rất mạnh, với tu vi bây giờ của Phong Phi Vân cũng không bay cao được. 3 người đi ra chợ băng hà mấy chục dặm, Phong Phi Vân đứng lại, ánh mắt lạnh băng. Phong Phi Vân nói,
có người bám theo chúng ta. Diệp Tiểu Mục, Lý Lang vội lấy linh binh ra bảo vệ hai bên Phong Phi Vân, mắt đầy chiến ý nhìn bốn phía. Ha 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 ha, tính cảnh giác không tệ. Bốn tu sĩ mặc đồ xám hiện ra trong hư không, toàn là người lớn tuổi, tu vi rất mạnh, cảnh giới niết bàn. Bọn họ dán phù lục ẩn thân, giờ tháo phù lục xuống. Bốn gốc thông thiên bồ của bán yêu này thuộc về chúng ta, nhất sinh cổ giáo các ngươi đừng mơ mộng. Lại ba người hiện hình, toàn là người lớn tuổi. Linh thú hắc hổ theo sau lưng, người bọn họ phát ra hơi thở lạnh băng. Nhóm người thứ hai, tu sĩ nhất sinh cổ giáo sắc mặt âm trầm, một lão nhân 60 tuổi đứng ra, người cao hơn 7 thước, mắt to như chuông. Lão nhân âm dương song tu môn hừ lạnh một tiếng. Ninh gia thạch vực các ngươi dám tranh chấp với nhất sinh cổ giáo chúng ta. Ninh Tiến cười khẩy nói. Ha 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 ha, Ninh gia chúng ta là cổ tộc truyền thừa hơn 6 vạn năm, làm gì sợ nhất sinh cổ giáo các ngươi. Ninh Tiến không thèm để lão nhân nhất sinh cổ giáo vào mắt. Hai phe thế lực cho rằng ba bán yêu là vật trong túi, phất lờ Phong Phi Vân, Diệp Tiểu Mục, Lý Lang, quay sang đấu mỏ. Phong Phi Vân mất kiên nhẫn, sợ bọn họ cãi lộn hấp dẫn nhiều người đến hơn. Phong Phi Vân hỏi, các ngươi nói xong chưa vậy? Chặn đường cướp của còn tự giới thiệu, các ngươi cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Tu sĩ Ninh gia thạch vực, nhất sinh cổ giáo ngây người. Lão nhân nhất sinh cổ giáo mắt lạnh băng, cười to bảo. Một con kiến bình thường bổn tọa chỉ dùng một bàn tay đủ đập chết ngươi. Lão nhân nhất sinh cổ giáo cao 7 thước, cánh tay thô hơn thùng nước, thuộc man tộc, tu vi đến niết bàn đệ nhị trọng thiên, khí thế rời núi. Bàn tay lão nhân nhất sinh cổ giáo như làm bằng tinh đồng, một chưởng vỗ xuống vang tiếng xé gió điếc tia. Cơ thể Phong Phi Vân so với lão nhân nhất sinh cổ giáo tựa như con nít, nhưng hắn không sợ chưởng ấn của lão chút nào. Phong Phi Vân chủ động lao lên, kích phát lực lượng 12 khối xương phượng, vỗ một chưởng. Bùm! Phong Phi Vân một chưởng đánh lão nhân nhất sinh cổ giáo văng xa, cơ thể khổng lồ suýt té ngã. Cánh tay lão nhân tê dại, xương như bị đánh gãy. Không phải to xác thì mạnh hơn. Bước chân Phong Phi Vân như bay triệu hoán thiên tủy binh đàm biến ra đao to 9 thước, cánh tay hô đao, cổ tay rút về, người bắn lên cao chém xuống nhát đao. Ầm! Lão nhân nhất sinh cổ giáo lấy gậy sắt mộng tinh long ra, thô cỡ miệng chén, trận pháp dày đặc trên thân gậy, khảm nhiều linh thạch. Nhưng thiên tủy binh đàm chém nứt gậy thành hai khúc. Lão nhân nhất sinh cổ giáo trợn to mắt, lòng tràn đầy rung động. Cái gì, đây là mộng tinh long? Phập, đao quang quét qua, Phong Phi Vân đánh bay đầu lão nhân nhất sinh cổ giáo, cột máu phun ra từ cần cổ. Cột máu đốt không khí, rất nhanh cơ thể lão nhân nhất sinh cổ giáo thành tro, không chừa mẩu xương. Phong Phi Vân đáp xuống đất, giơ đao đứng thẳng, mắt lạnh băng nhìn tu sĩ nhất sinh cổ giáo, Ninh gia thạch vực. Bán yêu niết bàn đệ nhất trọng thiên vượt cảnh giới giết tu sĩ niết bàn đệ nhị trọng thiên, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra nhưng nó bày ra trước mặt bọn họ. Các tu sĩ nhất sinh cổ giáo không thể chấp nhận. Sức chiến đấu của bán yêu thấp, là sinh vật hèn mọn nằm trên thớt, từ khi nào biến lợi hại như vậy? Một bán yêu mà dám giết tu sĩ nhất sinh cổ giáo chúng ta. Không muốn sống nữa. Còn lại ba lão nhân nhất sinh cổ giáo triệu hoán linh khí cùng công kích Phong Phi Vân. Ba lão nhân tu vi cỡ niết bàn đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng, đẳng cấp trưởng lão trong nhất sinh cổ giáo, sức chiến đấu mạnh mẽ, trải qua vô số sinh tử tẩy lễ. Ba lão nhân không cho rằng mình thua vào tay bán yêu trẻ tuổi. Đây là các ngươi tự tìm đường chết. Phong Phi Vân nhún chân, người biến thành lốc xoáy bay lên, chiến đao vô cùng sắc bén như ánh sao trắng xuyên thủng người ba lão nhân nhất sinh cổ giáo. Bùm bùm bùm. Linh binh trong tay ba lão nhân không đỡ được thiên tủy binh đàm sắc bén, đều bị chặt đứt. Thiên cương thần lôi. Một lão nhân nhất sinh cổ giáo lấy ngọc phù to cỡ bàn tay ném vào Phong Phi Vân. Đây là phù lục có tính công kích, có thể đánh bị thương tu vi niết bàn đệ tam trọng thiên. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống người Phong Phi Vân. Ha 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 ha, rốt cuộc giết ngươi, chỉ tiếc lãng phí một thần phù của ta. Một luồng đao quang trắng bay ra chém lão nhân vừa tung phù lục tia chớp thành hai khúc bay ra ngoài. Người Phong Phi Vân đầy tia điện, các tia Phật quang vàng di chuyển trên làn da. 12 khối xương phượng tỏa ánh sáng chói mắt, hấp thu lực lượng tia chớp vào người.
Tuy người Phong Phi Vân đã ra chóc thịt bong nhưng chiến ý càng đậm hơn, sát khí càng tăng lên, không bị vết thương ảnh hưởng. Cơ thể Phong Phi Vân mạnh hơn tu sĩ Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên. Bùm bùm. Chiến đao biến thành hai thanh phi kiếm xuyên thủng người hai lão nhân Nhất Sinh cổ giáo, máu rơi đầy đất, đỏ chói mắt. Phật quang lấp lánh trên người Phong Phi Vân, làn da bị thiên cương thần lôi đốt khét nhanh chóng lành lặn. Người Phong Phi Vân phát ra Phật khí thánh khiết bảo tướng, vòng Phật hiện ra sau đầu hắn. Phong Phi Vân lạnh lùng hỏi. Ninh gia thạch vực, các ngươi còn muốn cướp thông thiên bồ của ta không? Tộc lão Ninh gia sợ hãi sự sát phạt quyết đoán của Phong Phi Vân, mới 10 phút 4 tu sĩ Nhất Sinh cổ giáo cảnh giới Niết Bàn đã chết. Sức chiến đấu làm người ta sợ hãi. Tộc lão Ninh gia chỉ có tu vi Niết Bàn đệ nhị trọng thiên, không nắm chắc có thể trấn áp đối phương. Vì bốn gốc thông thiên bồ mà liều mạng thì không đáng. Chúng ta đi. Ba tu sĩ Ninh gia nhảy lên lưng linh thú hắc hổ chạy nhanh. Lý Lang vô cùng tôn sùng Phong Phi Vân. Oa, Phong huynh đệ lợi hại quá, tộc lão Ninh gia bị ngươi hù sợ bỏ chạy. Lý Lang cảm thấy Phong Phi Vân là thần tượng của gã, khi nào gã mới mạnh mẽ được như Phong huynh đệ, hù sợ tộc lão cổ tộc. Diệp Tiểu Mục thì quan tâm vết thương của Phong Phi Vân, thiên cương thần lôi khá lợi hại, có thể đánh bị thương tu sĩ Niết Bàn đệ tam trọng thiên. Vết thương trên người ta không đáng lo. Phong Phi Vân nhìn không khí. Còn tu sĩ khác núp trong bóng tối tùy thời ra tay, chúng ta hãy mau trở về đại doanh bán yêu minh. Cách chỗ Phong Phi Vân và lão nhân Nhất Sinh cổ giáo đại chiến không xa, ba thanh niên tài tuấn đứng nhìn. Cửu ca, ta muốn đi đấu với bán yêu kia. Cố Thập Tam thiếu gia siết chặt hai nắm tay, chiến ý dâng trào, ba muốn xông lên đánh nhau với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân với tu vi Niết Bàn đệ nhất trọng thiên giết bốn tu sĩ Nhất Sinh cổ giáo cảnh giới Niết Bàn, khiến kẻ cuồng chiến đấu Cố Thập Tam thiếu gia muốn đánh nhau. Cố Cửu thiếu gia cười cười. Một bán yêu Niết Bàn đệ nhất trọng thiên có gì hay khiến ngươi hiếu chiến? Cố Cửu thiếu gia tiếp tục bảo. Bọn họ đi hướng đại doanh bán yêu minh, nghe nói mấy hôm nay thiên kiêu bán yêu toàn Diệp Hồng Cảnh sẽ đến Hồng Diệp Tinh. Có vẻ nam nhân này cũng nằm trong số đó, là thiên tài được bán yêu chú trọng bồi dưỡng. Ngọc thiếu gia cười, trong mắt đầy châm biếm. Ta có nghe, hình như năm nay bán yêu có tư cách vào chiến trường vạn tộc, nhưng danh ngạch có hạn. Những bán yêu này muốn lập quân công trên chiến trường vạn tộc, để mọi người tôn trọng bọn họ. Cười chết người, bọn họ hoàn toàn không biết chiến trường vạn tộc khủng bố như thế nào. 500 bán yêu vào chiến trường vạn tộc, có 5 người trở về đã là cảm tạ trời đất, mơ lập quân công. Ha 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 ha. Cố Cửu thiếu gia cười nói. Nhưng trong bán yêu có một số nhân vật tư chất tuyệt đỉnh, như bán yêu vừa rồi không tệ. Lão bát thích mỹ nhân bán yêu đúng không? Thập Tam, người trở lại nói cho lão bát là thiên chi kiêu nữ toàn bán yêu Diệp Hồng Cảnh đều đến đại doanh bán yêu minh, chắc hẳn hắn sẽ rất có hứng thú. Cố Thập Tam thiếu gia cười gian. Được, ta quay về sẽ nói với bát ca. Ta thấy nữ nhân bán yêu tóc đỏ vừa rồi nếu bát ca mà thấy sẽ động lòng, ha 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 ha. Cố Cửu thiếu gia, Ngọc thiếu gia nhìn nhau, cười âm trầm. Cố Bát thiếu gia và Cố Cửu thiếu gia cạnh tranh vị trí người thừa kế Cố gia, là nhân kiệt ưu tú nhất thế hệ này của Cố gia, thường tính kế gài bẫy nhau. Hồng Diệp Tinh, đại lục huyền bí. Đây là tòa thần thành cổ xưa, tồn tại mấy ngàn vạn năm. Từng có vô số nhân vật thần thoại để lại dấu vết tại đây, một số tổ trạch thế gia từ trung cổ truyền thừa đến bây giờ cũng nằm ở đây. Người nào có phủ đệ trong thần thành này toàn là nhân vật tuyệt đỉnh. Trung cổ thế gia, Vố gia. Bát ca, sao ta có thể là gian tế cửu kép hái đến? Ta nói mỗi câu đều là thật, hôm nay chúng ta thấy một mỹ nữ bán yêu ở chợ Băng Hà, thân thể mềm mại linh lung, da búng da sữa, lưng có đôi cánh đỏ. Loại nữ nhân này hầu như không thấy trong nhân loại. Cố Thập Tam thiếu gia thuyết phục. Nghe nói nữ nhân bán yêu kinh tài tuyệt diễm nhất toàn Diệp Hồng Cảnh đều đến Hồng Diệp Tinh, bỏ lỡ cơ hội lần này không biết chờ lần sau đến ngày tháng năm nào. Cố Bát thiếu gia cao 8 thước, rắn chắc điển trai, ánh mắt trí tuệ. Cố Bát thiếu gia cười nói. Lão Cửu đang định thăm dò bản lĩnh của ta hay sự gan dạ của ta? Cố Thập Tam thiếu gia cười nói. Chuyện này không liên quan gì đến cửu ca. Cố Bát thiếu gia vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, cười nói. Mặc kệ có liên quan đến hắn hay không, ngày mai ta sẽ đi đại doanh bán yêu minh.
nếu lão cửu cho rằng mấy bán yêu bình thường có thể làm ta chịu thiệt thì đã quá xem thường ta. Cố Bát thiếu gia oai phong xoay người đi. Sao Bát ca và cửu ca thông minh quá vậy, như thể trên đời không có gì là không biết. Cố Thập Tam thiếu gia gãi đầu, cảm thấy mình ngốc nhất. Một áng mây tím từ trên trời giáng xuống ngưng tụ thành một bóng người, áo tím bọc thân, tuấn tú hơn người, tâm cầm cây quạt tựa tiên. Cố Thập Tam thiếu gia trông thấy công tử áo tím thì xoay người bỏ chạy, thầm nghĩ. Sao lại là nàng, hôm nay xui quả, nàng không thấy ta, không thấy ta. Công tử áo tím đi trên đường đá, phe phẩy quạt, phong độ phiên phiên, mặt mày tinh xảo như thiên địa thần tượng đi yêu khắc ra. Lão Hợp Tam của Cố gia, thấy bản công tử liền chạy mau như vậy. Hay cho rằng bản công tử ăn thịt ngươi. Cố Thập Tam thiếu gia mặt như đưa đám đứng lại, xoay người hành lễ với công tử áo tím. Thì ra là tiểu cô nãi nãi phủ cảnh chủ. Công tử áo tím ấn đầu quạt lên trán Cố Thập Tam thiếu gia. Nói tiếng người. Cây quạt nhấp e nhí thần quang như thanh kiếm bén chỉ vào đầu Cố Thập Tam thiếu gia. Không, không đúng, là Tử công tử. Tử công tử, lão nhân gia người sao có rảnh đến đại lục huyền bí. Cố Thập Tam thiếu gia suýt quỳ xuống đất, gã rất e sợ công tử áo tím. Đừng nói Cố Thập Tam thiếu gia, Bát ca, cửu ca của gã mà gặp thì cũng rụt vòi. Nửa tháng nữa là lúc đi chiến trường vạn tộc, nói cho Cố lão Bát, Cố lão cửu. Lần này đi chiến trường vạn tộc rèn luyện ai dám không theo đội của ta thì kết cuộc sẽ vô cùng thảm. Cây quạt của công tử áo tím sắp ấn đầu Cố Thập Tam thiếu gia xuống đất. Cố Thập Tam thiếu gia nức nở nói. Bát ca, cửu ca đã sớm quyết định chung đội với Tử công tử, còn lôi kéo mấy kiệt xuất tài tuấn trung cổ thế gia khác trong Hỗn Nguyên thành tham gia, tuyệt đối không dám hài lòng. Coi như hắn biết điều. Công tử áo tím rút cây quạt về, mỉm cười nói. Mới rồi ngươi đang nói chuyện gì với Cố Bát ca? Hình như ta nghe ba chữ chiến trường vạn tộc. Cố Thập Tam thiếu gia nhỏ giọng nói. Không, ta và Bát ca không nói gì hết. Công tử áo tím nói. Ta đã bảo ngươi nói tiếng người, đừng nói lời người chết mới nghe hiểu với ta. Lời người chết nghe hiểu đương nhiên là người chết nói. Cố Thập Tam thiếu gia uất nghẹn khai thật. Hôm nay ta và Bát ca đi chợ Băng Hà gặp ba bán yêu. Cố Thập Tam thiếu gia biết công tử áo tím rất thông minh, không dám che giấu, khai hết sự việc. Công tử áo tím cười nói. Cố lão cửu càng lúc càng âm hiểm, dùng cách này tính kế Cố lão Bát. Nhưng thiên tài bán yêu minh đều tụ tập trong Hồng Diệp Tinh vậy chẳng phải là sơ đại bán yêu cũng tới. Ha ha ha, thú vị. Ba người trở về đại doanh bán yêu minh. Phong Phi Vân giao thông thiên bồ cho Diệp Tiểu Mục, Lý Lang mỗi người một gốc, dặn bọn họ cũng mang cho Phùng Vãn Hạ. Chiến sư đạo. Tư chất của Phong Phi Vân đã đến đỉnh đẳng cấp sử thi, dừng nói thông thiên bồ, linh dược như phỉ thúy tinh linh cũng khó tăng trưởng tư chất của hắn. Phong Phi Vân cần không ngừng tu luyện mới phá tan đỉnh đẳng cấp sử thi, thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Phong Phi Vân giao thông thiên bồ xong hắn không tu luyện trong đại doanh bán yêu minh mà quay về chợ Băng Hà ngay trong đêm. Lần này Phong Phi Vân thay đồ, đổi thân hình và khuôn mặt. Phong Phi Vân biến thành lão nhân tiên phong đạo cốt, ung dung đi vào chợ Băng Hà. Mao Ô Quy thò ra khỏi cổ áo Phong Phi Vân, lộ đầu nhỏ trắng tinh, miệng nói. Này, trước khi đi chiến trường vạn tộc nhớ mua trùng động linh thạch, tùy thời chuẩn bị đường trốn. Còn nữa, phải mau thiên tiêu thần phù, dù là giá trên trời cũng mua hai cái. Mấy chuyện này không cần ngươi nói. Phong Phi Vân nhét Mao Ô Quy vào trong ngực lại, hắn đã đến chợ Băng Hà. Ban đêm trong chợ Băng Hà càng đông tu sĩ, đèn cổ thắp sáng, thú bay lượn, linh khí bốc hơi, tựa như tiên cung băng giá. Phong Phi Vân lại dến băng cung Hỏa Vân Phúc Địa, bỏ ra 800 vạn khối linh thạch mua 8 viên Niết Bàn Đan. Niết Bàn Đan là đan dược tu sĩ cảnh giới Niết Bàn sử dụng, trước mỗi lần sinh tử Niết Bàn dùng một viên có thể tăng 7% xác suất thành công. Niết Bàn Đan là linh đan tu sĩ cảnh giới Niết Bàn luôn chuẩn bị sẵn. Tuy chỉ là linh đan thất phẩm nhưng Niết Bàn Đan bán giá cao 100 vạn khối linh thạch. Phong Phi Vân rời khỏi băng cung Hỏa Vân Phúc Địa, hắn đi băng cung bán phù lục, mua một tấm vũ hóa phù lục. Chỉ một tấm vũ hóa phù lục cấp thấp đã mất 1.000 vạn khối linh thạch. Bán 3 viên kim tàm Phật đan được 1.800 vạn khối linh thạch chớp mắt hết sạch. Mao Ô Quy cằn nhằn. Đã kêu người tiết kiệm mà không nghe, giờ làm sao đi dạo tiếp. Xài hết linh thạch rồi.
Phong Phi Vân bỗng cảm thấy hắn rất nghèo, trong Trung ương Vương Triều thứ 6 dễ kiếm tiền, cũng mau hết. Phong Phi Vân đành bán linh thảo hái được trong thiên quốc, trong chỗ đó không thiếu linh thảo vạn năm, có bảo dược quý giá còn hơn linh thảo vạn năm. Giá một gốc linh thảo vạn năm dao động tầm 10 vạn khối linh thạch. Phong Phi Vân bán linh dược của thành bó, rất nhanh được 1.300 vạn linh thạch. Lần này đi chiến trường vạn tộc phải kiếm một ít bảo bối về, nếu không có mấy ức linh thạch mang theo bên người thì không yên tâm. Phong Phi Vân tiêu sạch 1.300 vạn linh thạch, hắn mau 8 phù lục có tính công kích, 20 tấm phù lục có tính phòng ngự, 10 côn bằng tật tốc phù. Mấy thứ này là phù lục đỉnh cao, giá mỗi cái trên 10 vạn linh thạch, những tộc lão cổ tộc cũng không mua nổi. 8 phù lục tính công kích có 4 là lôi kiếp phù, do một lão tổ niết bàn đệ tứ trọng thiên tế luyện, mỗi phù lục sánh bằng một kích 70% lực lượng của lão tổ niết bàn đệ tứ trọng thiên. Có 3 tấm thiên hỏa phù, mắc còn hơn lôi kiếp phù. Sử dụng phù lục có thể biến vạn dặm thành hỏa vực, đốt trời nấu biển. 30 vạn linh thạch mới mau được một tấm. Còn một phù lục tính công kích, thiên tiêu thần phù, nghe nói từ lão tổ niết bàn đệ ngũ trọng thiên tế luyện, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng phù lục này vì lý do đặc biệt bị khuyết một góc, Phong Phi Vân mua về với giá 100 vạn khối linh thạch, nó là một trong những vũ khí bí mật của hắn. Vốn có Mao Ô Quy, Phong Phi Vân không cần mau phù lục tính phòng ngự. Nhưng vì để phòng ngừa, Phong Phi Vân vẫn mua 2 tấm. 10 tấm côn bằng tật tốc phù, nghe nói là phù lục dùng máu chân huyết côn bằng, dán trên chân sẽ tăng tốc độ gấp 3 lần. Luân hồi tật tốc của Phong Phi Vân đã rất nhanh, nếu thêm côn bằng tật tốc phù sẽ vọt lên mức độ kinh khủng. Trừ phù lục, đan dược ra Phong Phi Vân đặc biệt mua một khối trùng động linh thạch để phòng ngừa. 8 phù lục tính công kích. 20 phù lục phòng ngự. 10 côn bằng tật tốc phù. 1 trùng động linh thạch. Phong Phi Vân xài hết linh thạch, hắn quay về đại doanh bán yêu minh ngay. Ngày hôm sau, trời chưa sáng hẳn, trong không khí tràn ngập sương mù ẩm ướt. Đại doanh bán yêu minh vang lên tiếng kèn, các bán yêu tập y kết trong giáo trường. Chỉ nửa canh giờ đã có mấy vạn người trong giáo trường, đông nghìn nghịt nhưng rất trật tự, không ầm ĩ. Phong Phi Vân không đi chung với nhóm Mộc trưởng lão, Diệp Tiểu Mục, Lý Lang. Phong Phi Vân đứng trong phương trận bán yêu niết bàn đệ nhất trọng thiên. Phương trận này có khoảng 1 vạn người, tu vi gần bằng nhau, niết bàn đệ nhất trọng thiên. Bọn họ được chọn ra từ hơn 8.000 vực, là tinh anh trong bán yêu. Có nam nhân vạm vỡ đầu mọc một sưng, có người cá đầu người mình thú, có một số nữ nhân lưng mọc cánh, tinh, khí, thần sung túc, không uể oải như bán yêu nô bình thường. Một lão nhân lưng còng đi tới đằng trước đợi, già khú đế, răng rụng sạch, lưng nhô lên 2 cái gù như lưng lạc đà. Phong Phi Vân thấy eo lão nhân lưng còng treo lệnh bài bán yêu lục giai. Vực minh chủ quý vực mới là bán yêu ngũ giai, hễ ai trở thành bán yêu lục giai đều có sức chiến đấu đáng quý, được chú trọng bảo vệ, bình thường hiếm khi gặp. Lão nhân lưng còng đến, không khí trong giáo trường thay đổi, khí chàng tập trung vào lão, biến thành vòng xoáy vô hình. Ánh mắt mọi người không thể rời khỏi lão nhân lưng gù. Mắt lão nhân lưng gù rất sắc bén, mỗi tia mắt như cây kim đâm vào thần kinh người. Mấy trăm tịnh anh bán yêu không chịu nổi ánh mắt công kích. Trước mắt tối sầm, té xuống đất. Lão nhân lưng gù mặt không biểu tình nói. Hễ ai té dưới đất hoặc thụt lùi thì tự động rút khỏi so tài, trong vòng 3 ngày đều về các đại vực. Những bán yêu vừa rồi bị ánh mắt của lão nhân lưng gù hù sợ lùi bước không phục, la ó. Bán yêu lục giai đại nhân, tu vi của người quá cao, không phải chúng ta sợ, chẳng qua không ngăn được ánh mắt của đại nhân. Mới rồi ta kiềm không được lùi một bước. Bán yêu lục giai đại nhân hãy thử thách lại đi, lần này ta sẽ không lùi bước. Mắt lão nhân lưng gù lạnh lùng nói. Lùi là lui, có cái gì không dám thừa nhận. Người ta cùng cảnh giới với các ngươi nhưng tại sao bọn họ mặt không đổi sắc, còn các ngươi không ngăn được ánh mắt của ta. Điều này nói lên tâm trí của các ngươi chưa đủ để đi chiến trường vạn tộc, cần tiếp tục tu luyện. Không ai dám phản bác một câu, những người mới lùi bước câm miệng lùi đi, biểu tình không cam lòng và tự trách. Tu sĩ ngất xỉu được nâng ra ngoài. Chỉ một ánh mắt đã đào thải hơn 1.800 tinh anh trong bán yêu. Số người còn lại ánh mắt kiên cường, khí thế trầm ổn, có thể nói là ức vạn dặm mới tìm được một. Lão nhân lưng gù vừa lòng gật gù nhìn đám người ở lại, nói. Các ngươi là thiên tài bán yêu mỗi vực, tiềm lực vô cùng,
Hoan nghênh các người chính thức vào đệ nhất doanh tinh anh doanh bán yêu. Ta là quan khảo sát mấy ngày tiếp theo của các ngươi. Có thể nổi bật, trở thành dũng sĩ đại biểu của bán yêu minh chúng ta vào chiến trường vạn tộc chinh chiến hay không phải xem biểu hiện của các ngươi. Giờ mời bán yêu thất giai đạo sư của các ngươi, thanh tế đại nhân dạy dỗ. Trời, đạo sư của chúng ta là bán yêu thất giai trong truyền thuyết. Ta nghe tổ phụ nhắc đến thanh tế đại nhân, nàng một vị sơ đại bán yêu, tu vi cực kỳ cường đại. Nghe đồn tu vi của nàng có thể tranh phong với hiền giả vũ hóa cảnh, trong đại doanh bán yêu Diệp Hồng Cảnh thuộc hàng đẳng cấp chí tôn. Phong Phi Vân đứng gần cuối phương trận nghe các bán yêu thảo luận, hắn tò mò muốn nhìn đạo sư này. Vù 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 vù. Một luồng sáng xanh đáp xuống trên đài cao đằng trước phương trận, lửa bao bọc người đó, hình dạng lửa giống đóa sen. Không ai thấy rõ khuôn mặt nàng, chỉ cảm nhận lực lượng của nàng cực mạnh, như ngôi sao màu xanh lơ lửng. Đám người kiềm không được quỳ một gối xuống đất hành lễ. Đây không phải e sợ nàng mà là sự tôn kính, tôn sùng từ tận đáy lòng. Bán yêu thất giai làm mục tiêu phấn đấu của các bán yêu. Mấy ngàn người cùng quỳ dưới đất, chỉ có ba người trẻ tuổi không quỳ, Phong Phi Vân nằm trong số đó. Một là nam nhân vạm vỡ đầu người thân thú, một là nữ nhân tóc bạc đuôi cá dài. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn thấu hai người này là sơ đại bán yêu, máu chảy trong người rất tinh thuần, tu vi cực mạnh. Trong khi Phong Phi Vân đánh giá hai người thì bọn họ cũng liếc hắn. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Trong bán yêu cũng có thiên tài tuyệt đỉnh. Giọng thanh tế bán yêu thất giai truyền ra từ hoa sen lửa màu xanh. Đứng lên đi. Thanh âm rất trẻ nhưng tràn ngập uy nghiêm. Mọi người cảm giác áp lực trên người thả lỏng, đứng dậy. Bóng người mơ hồ trong lửa sen xanh, tóc dài như suối, tựa thần linh đứng phát ra giọng nữ tuyệt vời. Bây giờ các ngươi xem như thành viên của đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh, có tổng cộng 7.432 người. Nhưng mấy ngày tiếp theo sẽ có trên 90% người bị đào thải, chỉ còn 100 người chính thức là thành viên đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh. Người bị đào thải sẽ bị trục xuất trở về các đại vực tiếp tục tu luyện. Mấy ngày tiếp theo ta sẽ là đạo sư của các ngươi. Có thắc mắc gì trong tu luyện cứ đến hỏi ta. Sau khi vào chiến trường vạn tộc, ta cũng là binh trưởng của các ngươi, dẫn dắt các ngươi chém giết dị tộc trong chiến trường vạn tộc, giành vinh dự cho bán yêu chúng ta. Các bán yêu trong phương trận đồng thanh kêu lên. Quyết tâm vào đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh, chinh chiến trong chiến trường vạn tộc, giành vinh dự cho bán yêu minh, tranh thủ địa vị cho bán yêu. Hoa sen lửa xanh tan biến, hoàn toàn biến mất trên đài cao. Tiếp theo là nghi thức trước khi so tài, như tế bái bán yêu chi thần. Mỗi bán yêu sẽ tuyên thề trước pho tượng bán yêu chi thần. Bán yêu chi thần là tà thần bán yêu tự sáng tạo ra. Trong bán yêu minh quý vực Phong Phi Vân đã thấy tượng bán yêu chi thần, có bái lại một lần. Bán yêu chi thần là nội tình mạnh nhất của bán yêu minh, cũng là một trong các lá bài tẩy giúp bán yêu minh sinh tồn đến bây giờ. Vị thần tập kết tất cả niệm lực, nhang khói của bán yêu trong thiên hạ sinh ra, thần lực không nhỏ. Miễn bán yêu chi thần còn sống thì bán yêu minh sẽ không bị hủy diệt. Nghe nói bán yêu có thể vào chiến trường vạn tộc là vì bán yêu chi thần can thiệp với mấy chí cường trong Trung ương Vương Triều thứ 6. Lão nhân lưng gù cầm quyển sách sắt bước tới, lạnh lùng nói. Bắt đầu từ bây giờ so tài vòng thứ nhất, do ta tuyên bố quy tắc. Cách đại doanh bán yêu minh 3.000 dặm một tòa nhược thủy hồ, hiện tại các ngươi tự đi bộ đến múc một bầu nhược thủy về. Trước khi trời tối trưa về thì người đó sẽ bị đào thải. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu. Trên đường đi không an toàn, phải xuyên qua rừng cổ mãng thú, dãy núi lửa. Cho dù các ngươi an toàn đến nhược thủy hồ chưa chắc mơ cứu được nhược thủy, sơ sẩy một cái là sẽ bị mảnh thú trong nhược thủy hồ nuốt. Lão nhân lưng gù vừa tuyên bố xong có vọt ra đại doanh bán yêu minh, chạy nhanh hướng nhược thủy hồ cách 3.000 dặm. Phong Phi Vân nằm trong đám người đó. Trong đầu Phong Phi Vân lóe qua nhiều suy nghĩ. Trọng lực trong Hồng Diệp Tinh rất kinh khủng. Cảnh giới và tốc độ bị ức chế cực thấp. Tu vi niết bàn đệ nhất trọng thiên muốn đi 3.000 dặm trong vòng một ngày cũng khó chứ nói gì chạy đi rồi chạy về. Nhiệm vụ nhìn như đơn giản nhưng thật ra rất khó khăn. Trên đường rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, đến bờ nhược thủy hồ không chừng bị mãnh thú trong hồ ăn thịt. Đây là thử thách tốc độ, năng lực ứng đối nguy hiểm của chúng ta. Phong Phi Vân nghĩ thông những điều này rồi không giữ sức nữa, thi triển luân hồi tật tốc.
thân thể nhanh như mãnh sư xuyên qua rừng cổ và rừng rậm. Cổ Mộc mấy ngàn năm nhanh chóng rút lui hai bên người Phong Phi Vân, rất nhanh hắn chạy ra xa hơn 100 dặm. Ban đầu có thể thấy bán yêu khác chạy nhanh bên cạnh, dần dần mọi người mất tích, chỉ ngẫu nhiên thấy bóng người. Trong bán yêu không thiếu thiên tài sở trường về tốc độ, máu yêu rất cao quý, lại tu luyện thần thông tật tốc nên đi siêu mau. Tên đời này không chỉ mình Phong Phi Vân là thiên tài, không chỉ riêng hắn được kỳ ngộ. Trong bán yêu có một số thiên tài đến đỉnh đẳng cấp sử thi, vài bán yêu thậm chí được đại hiền vũ hóa cảnh chỉ điểm, có một số được đại năng yêu tộc quán đỉnh. Có thể trở thành top người đỉnh cao nhất một cảnh, được sàng lọc từ ức vạn bán yêu hầu như siêu phàm, có bản lĩnh vượt cảnh giới giết người, có nhiều thủ đoạn bí ẩn. Phong Phi Vân vẫn nằm trong top 10 mấy người dẫn đầu, gần giữa trưa hắn đã chạy tới ven nhược thủy hồ. Ven nhược thủy hồ nước xanh biêng biếc, xung quanh rậm rạp thảm thực vật. Có thiết mộc cổ xưa sinh trưởng mấy vạn năm, thân cây như rồng, lá cây ẩn chứa linh tinh. Khi đến ven nhược thủy hồ, Phong Phi Vân cảm nhận rõ ràng khí thế khổng lồ phát ra từ hồ nước, như thể dưới đáy hồ có ma thần há mồm nuốt thiên địa. Bùn đất dọc bờ hồ bị đóng băng, có vết máu thấm ra từ mặt đất. Chỗ này rất quái lạ, sau khi lấy nhược thủy phải đi ngay. Linh giác của Phong Phi Vân rất mạnh, hắn cảm nhận hơi thở nguy hiểm, lấy cái túi ra ra đến bên hồ, chân đạp mặt băng kêu răng rắc. Rào rào. Trong nhược thủy hồ không xa sóng nước bắn lên cao mấy chục thước như bức tường nước đập vào bờ. Ầm 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 ầm. Thanh thế to lớn, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Cái gì? Phong Phi Vân mới hứng nhược thủy xong, hắn vội thi triển luân hồi tật tốc chạy nhanh. Nhưng sóng nước rất khủng bố, tốc độ hung mãnh đáng sợ. Sóng vỗ lên bờ vẫn không giảm tốc độ. Nhược thủy ập vào bờ hóa thành thủ ấn to lăn tăn sóng nước, năm ngón tay tỏa sáng. Móng sắc bén chộp Phong Phi Vân. Bùm 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 bùm. Cổ Mộc, tảng đá bên hồ dính phải nhược thủy liền nát thành bột phấn. Côn bằng tật tốc phù. Phong Phi Vân dán phù lục trên chân, tốc độ tăng gấp 3, lại bắn thiên hỏa phù ra sau lưng. Ầm. Mây lửa nổ tung trên bầu trời, lửa nóng cháy tựa tinh cầu rực cháy. Thiên hỏa phù nếu dùng ở chỗ khác có thể bộc phát thần uy vô tận, hần luyện đất đai vạn dặm. Nhưng Hồng Diệp Tinh có vẫn thiên linh thạch ức chế, thiên hỏa phù không phát huy ra lực lượng kinh khủng như thế được. Tuy uy lực thiên hỏa phù bị ức chế nhưng vẫn rất mạnh, có uy thế đốt chảy đất đai. Bàn tay to ngưng tụ từ nhược thủy không bị thiên hỏa phù luyện hóa, một chưởng vỗ vào đầu Phong Phi Vân. Mao Ô Quy, mai rùa của ngươi đâu? Người Phong Phi Vân lóe ánh sáng trắng, lưng cõng mai rùa, da phủ vầng sáng trắng. Chết đi! Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm biến thành trường mâu, chiến quang bộc phát, mâu đâm ra. Hư không run rẩy, bàn tay ngưng tụ tực nhược thủy bị đâm thủng. Bùm! Lực lượng khổng lồ đập vào người Phong Phi Vân như trăng sao trên 9 tầng trời đè xuống. Thần uy này không thể ngăn cản, nếu không nhờ mai rùa Mao Ô Quy bảo vệ thì cơ thể Phong Phi Vân đã nát bấy. Quá mạnh, không thể ngăn cản. Nhược thủy dính vào da Phong Phi Vân. Lực lượng hủy diệt từ lớp da xâm nhập vào cơ thể, sộc hướng linh đài não. Khí lạnh tựa sóng nước ập đến, đóng băng linh hồn. Bóc bóc. Phong Phi Vân cảm giác máu thịt dần bị đông lại, cơ thể sắp thành tượng băng. Niết bàn đan. Phong Phi Vân dốc hết sức lực cuối cùng nuốt một viên niết bàn đan, cơ thể hoàn toàn thành tượng băng. Bùm. Bàn tay ngưng tụ bằng nhược thủy vỗ Phong Phi Vân lún xuống bùn đất. Mặt đất mấy ngàn dặm bị băng giá đông lại, tầng băng dày một trượng. Bàn tay nhược thủy lùi về giữa hồ biến thành làn nước gợn sóng lăn tăn. Dưới lớp băng, trong lòng đất sâu hơn 30 thước. Toàn thân Phong Phi Vân bị băng giá phủ trùm, máu bị đóng băng, nhưng linh đài não không bị đông cứng. Bởi vì chỗ đó có linh hồn Phượng Hoàng chặn lại khí lạnh nhược thủy. Nhưng tế bào cơ thể Phong Phi Vân đã chết, nếu không niết bàn trọng sinh thì hắn chết hẳn. Mãi khi linh hồn tự động tan biến. Trong hồ chắc chắn có chí cường, chỉ phát ra một luồng khí lạnh đã suýt làm ta hồn phi phách tán. Phong Phi Vân cố gắng câu thông quy tắc sinh tử, hy vọng tìm được chút cơ hội sống, niết bàn tái sinh. Phong Phi Vân không ngờ sẽ nhanh chóng trải qua tử kiếp, không chút chuẩn bị. Phong Phi Vân quá xúc động, không chuẩn bị đề phòng gì. Nếu lần này không vượt qua được thì Phong Phi Vân sẽ vạn kiếp bất phục. Cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới vô cùng nguy hiểm. Không ai muốn trải qua tử kiếp,
vì không biết mình có sống qua nổi con trăng không. Đa số tu sĩ không muốn dừng lại ở cảnh giới Niết Bàn lâu, Niết Bàn 4 lần xong đột phá vũ hóa cảnh ngay, sợ mình sẽ CDS. Từ xưa đến nay ra vô số tuyệt đại thiên kiêu, trong đó có thiên tài có thể tranh phong với thánh linh tuổi trẻ. Nhưng vì có thể Niết Bàn nhiều thêm một lần mà chết trong cảnh giới này, làm vô số người tiếc thương. Nên trước mỗi lần Niết Bàn tu sĩ sẽ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nhiều mặt. Phong Phi Vân mới qua lần đầu tiên Niết Bàn không lâu, cảnh giới không ổn định, không chuẩn bị đầy đủ đã bị buộc độ tử kiếp. Dù Phong Phi Vân hiểu rất rõ về sinh tử Niết Bàn, nắm chắc thiên địa quy tắc trong lòng bàn tay cũng không tự tin chút nào. Lần này nếu không vượt qua được là hoàn toàn tàn đời. Linh hồn Phong Phi Vân sắp bị đông cứng, suy nghĩ cũng càng lúc càng chậm chạp, sắp hôn mê. Ta không thể chết, ta còn phải đi tìm Thủy Nguyệt Đình, muốn hỏi nàng tại sao rút kiếm với ta. Ta chưa biết mẫu thân của mình là ai. Hồng Nhan chết vì ta, chưa sống lại. Đông Phương Kính Nguyệt, không phải ta không thích nàng, ta sợ nàng là Thủy Nguyệt Đình. Long La Phù mang thai con của ta, đứa trẻ ra đời. Làm sao ta chết được? Ta không thể chết. Ta không thể chết. Thế giới này thiếu ta một nghi vấn, ta nợ vài người trong thế giới. Khí hải cuộn trào trong đan điền của Phong Phi Vân, một con thuyền cổ màu xanh lướt sóng. Dường như niệm lực bất khuất của Phong Phi Vân kích thích đan điền, cuồng phong rít gào trong biển. Trên thuyền cổ, các hạt cho thánh linh màu trắng bị khí lưu mãnh liệt thổi qua, rơi xuống biển đan điền. Các hạt cho, mỗi hạt nặng ngàn cân. Cho cốt rơi vào khí hải, kích động linh khí trong đan điền, xông hướng toàn thân Phong Phi Vân. 12 khối xương phượng phát ra ánh sáng, các đốm lửa tràn ra từ khối xương phượng hòa tan băng tinh trong thân thể, xua đi khí lạnh đông máu người. Bốp, bốp, băng tinh lục tục vỡ ra. Cuối cùng băng tinh bị hòa tan hoàn toàn. Ầm, người Phong Phi Vân bốc cháy ngọn lửa, thân thể như biến thành quả cầu lửa vọt lên mặt đất mang theo sức nóng biến mất phía cuối trời. Phong Phi Vân chạy ra hơn 1.000 dặm ngọn lửa trên người mới tắt. Phong Phi Vân hít sâu, đứng lại, lực lượng sôi trào trong cơ thể. Phong Phi Vân vỗ vào ngọn núi trước mặt, cánh tay mọc lông chim, biến thành vuốt thần Phượng Hoàng, móng vuốt dài nửa thước. Phượng Hoàng liệt thiên. Cả ngọn núi lắc lư, vách đá sụp đổ, hàng ngàn tảng đá to đổ ầm ầm vùi lấp Phong Phi Vân. Nơi này là Hồng Diệp Tinh, tu vi càng cao càng bị ức chế dữ dội. Có thể một móng vuốt đập nát vách đá là chuyện rất khủng bố. Đây chính là tu vi Niết Bàn đệ nhị trọng thiên sao. Phong Phi Vân nhìn móng vuốt của mình, vẻ mặt mặt như điên. Phong Phi Vân nhắm mắt lại, 360 vạn ngôi sao nhảy nhót trong người, thánh huy rực rỡ, thần vận sáng rực, cho cảm giác chảy xiết vô hạn. Đây là 360 vạn hạt cho thánh linh. Những cho cốt như ngôi sao nhảy nhót di chuyển trong máu thịt xương của Phong Phi Vân. Thánh linh cơ si trong cho cốt thánh linh đã sói mòn hầu như không còn, nhưng vẫn chứa đạo tắc vô cùng minh mông, từng giây từng phút giúp Phong Phi Vân ngưng tụ đại đạo. Bùm bùm bùm. Cơ thể Phong Phi Vân phát ra ba tiếng vang khẽ, ba khúc xương ở phần lưng bốc lửa, biến thành phượng cốt. Khối phượng cốt thứ 13. Khối phượng cốt thứ 14. Khối phượng cốt thứ 15. Trong cơ thể Phong Phi Vân có 15 khối xương phượng, mỗi khối chứa lực lượng vô cùng vô tận. Một con rùa nhỏ trắng tinh từ chân trời bay tới. Mặt trời ngã về Tây, thân thể nhỏ bé kéo cái bóng dài. Ôi, rốt cuộc đuổi kịp tiểu tử nhà ngươi, chạy mau quá. Phong Phi Vân nói. Ngươi nói lực phòng ngự mai rùa của ngươi đệ nhất thiên hạ, vừa rồi suýt bị ngươi hại chết. Mao Ô Quy đứng thẳng, cõng mai rùa, hai móng vuốt chắp sau lưng, bộ dáng ta vô tội. Tại vì tu vi của ngươi quá thấp nên không ngăn được một lũ khí lạnh của đối phương. Sinh linh trong nhược thủy hồ rất đáng sợ, có thể chiếm một góc trong Hồng Diệp Tinh, người bây giờ không trêu vào đẳng cấp cỡ đó được. Phong Phi Vân đồng ý. Hồng Diệp Tinh là địa bàn của cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, mỗi một tấc đất người bình thường không với tới được. Nếu sinh linh trong nhược thủy hồ có thể bá chiếm một hồ nước thì chính là nhân vật kinh thiên động địa, tốt nhất đừng trêu vào. Nguy rồi, mặt trời sắp lặn. Phong Phi Vân ở dưới đất Niết Bàn mất mây canh giờ đã qua buổi trưa từ lâu. Mặt trời treo hướng Tây, trong vòng một canh giờ sẽ lặn xuống núi. Trước khi trời tối chưa quay về sẽ bị đào thải. Phượng Hoàng thần dực. Lưng Phong Phi Vân nhô lên hai cục u, không ngừng mở rộng, từng đoàn lửa chói mắt bay ra từ hai cục u,
cuối cùng nổ tung thành đôi cánh màu đỏ rực. Ầm. Đôi cánh chim đỏ thẫm dài 8 thước bốc cháy ngọn lửa, mỗi cọng lông chim chứa lực lượng lửa, trong suốt lấp lánh như thần dược tế luyện bằng thần tài. Cánh vỗ cuốn cuồng phong lửa nóng cháy, Phong Phi Vân bay lên cao. Mao Ô Quy đột nhiên nhảy lên lưng Phong Phi Vân, cười nói. Thần thông tốt thật, mọc đôi cánh, trông giống thần dược làm bằng lông phượng hoàng. Cánh chim đột nhiên bừng lên ngọn lửa càng khủng bố, đốt Mao Ô Quy la hét không dám hoành hoang. Chạy xuống dưới người Phong Phi Vân, kéo góc áo, treo lủng lẳng trên người hắn. Phượng Hoàng thần dực. Đây là sau khi Phong Phi Vân hoàn thành lần thứ 2 Niết Bàn có thể thi triển ra thần thông, dù bị Vẫn Thiên Linh Thạch ức chế vẫn có thể bay. Dù trong mật địa cấm không, Phượng Hoàng thần dực vẫn bay được. Khi tu vi của Phong Phi Vân đến cảnh giới nhất định, hắn có thể dương cánh xuyên qua không gian loạn lưu, thượng cửu thiên, hạ cửu địa, không gì không làm được. Không lâu sau Phong Phi Vân quay về Đại Doanh Bán Yêu Minh. Cách Đại Doanh Bán Yêu Minh mấy chục dặm, Phong Phi Vân cất Phượng Hoàng Thần Dực, thi triển luân hồi tật tốc, giả bộ thở hồng hộc quay về Đại Doanh. Số thứ 3645. Lão nhân lưng gù đứng trước Đại Doanh Bán Yêu Minh, ghi tên Phong Phi Vân vào quyển sách sắt, cho hắn một thẻ bài. Có nhiều người hoàn thành nhiệm vụ như thế. Phong Phi Vân nhận thẻ, lòng ngạc nhiên. Phong Phi Vân xếp thứ 3645, vậy là trước hắn có 3645 bán yêu quay về Đại Doanh. Nhưng Phong Phi Vân nghĩ lại, đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh có hơn 7000 người, bây giờ mới có 3645 về kịp lúc. Trời đã tối muộn, không có bao nhiêu người về kịp. Mới có ngày đầu tiên đã hơn một nửa thiên kiêu bị đào thải. Bên ngoài Đại Doanh bán yêu minh đậu hơn 10 con thiên mã thú màu trắng, rất thuần tuấn, toàn thân mặc giáp. Là tọa kỵ đã bị thuần phục. Dùng thiên mã làm tọa kỵ, có đại nhân vật đến bán yêu minh. Phong Phi Vân hỏi thăm. Dường như có người ngoài đến bán yêu minh. Lão nhân lưng gù đứng trước cửa lớn, đôi mắt âm trầm, người lộ khí thế mũi nhọn nhưng rất nhanh biến mất. Lão nhân lưng gù thản nhiên nói. Một đệ tử trung cổ thế gia. Đệ tử trung cổ thế gia đến đại doanh bán yêu minh làm gì? Phong Phi Vân có nghe vài tin đồn liên quan Trung Cổ Thế Gia. Cái gọi là Trung Cổ Thế Gia ý chỉ gia tộc truyền thừa từ Trung Cổ đến bây giờ. Trung Cổ là một đoạn lịch sử cổ xưa, đại khái từ 160 vạn năm đến 1.400 vạn năm trước. Phân chia đoạn thời gian này là Trung Cổ vì hơn 1.000 vạn năm đó trăm tộc nhân loại náo động lớn trước giờ chưa từng có, được gọi là Trung Cổ Loạn Thổ. Trung Cổ Loạn Thế cũng là một trong các thời kỳ nhân loại huy hoàng nhất. Xuất hiện nhiều nhân vật kinh thiên động địa. Có, chư tử bách thánh, xuất thế, truyền đạo thiên hạ. Nhưng những nhân vật thần thoại ghi trên sách cổ đã chìm trong dòng sông thời gian dài dặc. Tuy nhiên gia tộc sinh ra vào thời kỳ Trung Cổ tiếp tục kéo dài, chính là Trung Cổ Thế Gia. Trung Cổ chỉ là một trang ngắn ngủi trong thiên chương lịch sử nhân loại, viết một quyển thời đại huy hoàng mà chiến loạn. Thời kỳ kia nhân loại xuất hiện thịnh thế trăm nhà đua tiếng, vô số gia tộc, tiên thành. Thánh phủ như măng mọc sau mưa. Mãi đến 160 vạn năm trước trăm tộc nhân loại xây dựng Trung ương Vương Triều, ngừng đấu đá nhau, mãi khi một kỷ nguyên kết thúc. Loạn thế thời đại Trung Cổ chấm dứt. Trung Cổ Thế Gia có thể kéo dài đến bây giờ đa số là nội tình cường đại, giữ lại một ít thủ đoạn giúp kéo dài từ Trung Cổ tới hiện tại. Cổ tộc truyền thừa mấy vạn năm như Mộng Gia không thể sánh bằng. Lão nhân lưng gù hừ lạnh một tiếng. Trung Cổ Thế Gia cực kỳ cao ngạo. Tự nhận là trong người chảy dòng máu tiên hiền, khinh thường bán yêu minh chúng ta. Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm. Hay bọn họ dám đến bán yêu minh gây sự. Đôi mắt lão nhân lưng gù chất chứa bất đắc dĩ nói. Tuy Trung Cổ Thế Gia khinh thường bán yêu minh nhưng chúng ta buộc phải xung xoe bọn họ. Như người thấy đại doanh bán yêu minh này là thuê của người Cố gia Trung Cổ Thế Gia. Nếu không bán yêu minh không có chỗ đứng trong Hồng Diệp Tinh. Chẳng lẽ không thể tự mua một mảnh đất sao? Cần gì xem sắc mặt Trung Cổ Thế Gia? Lão nhân lưng gù nói. Đất đai Hồng Diệp Tinh thuộc quyền sở hữu của cảnh chủ đại nhân, không ai mua được. Phong Phi Vân hỏi. Vậy đất của Trung Cổ Thế Gia thì sao? Đó là cảnh chủ ban thưởng cho bọn họ, đa số là từ thời Trung Cổ ban cho tổ tiên họ. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Tại sao bán yêu minh chúng ta phải xây dựng đại doanh trong Hồng Diệp Tinh? Lão nhân lưng gù nhìn Phong Phi Vân, đáp. Trung Cổ Thế Gia, thậm chí toàn nhân loại xem bán yêu chúng ta là heo chó.
nếu bản thân bán yêu không tranh đấu, không xem mình cao quý một chút thì thật sự thành heo chó. Hồng Diệp Tinh là nơi cao nhất Diệp Hồng Cảnh, nếu bán yêu minh chúng ta không có đại doanh tại đây thì thật sự bị đạp dưới chân. Dù chỉ thuê một khối đất, chúng ta cần đứng vững gót chân tại đây, nói cho tất cả bán yêu đang làm nô lệ. Tương lai có ngày chúng ta nhất định sẽ sở hữu đất đai thuộc về mình. Chúng ta không thua kém gì nhân loại, chúng ta có lý tưởng, mục tiêu của mình, đừng xem chúng ta là heo chó. Thuê đất trong Hồng Diệp Tinh chỉ là bước đầu tiên, cần đứng vững gót chân tại đây thì sau này mới có địa bàn của riêng mình, ngang hàng với nhân loại, không bị kỳ thị. Phong Phi Vân hơi hiểu nỗi vất vả của tiền bối trong bán yêu. Mọi người đang cố gắng một hướng, dù mục tiêu xa xôi cũng không bỏ cuộc. Nếu các tiền bối mạnh nhất bán yêu minh bỏ cuộc, những bán yêu sống ở tầng thấp nhất càng dễ từ bỏ hơn. Sau này bọn họ cảm thấy mình thấp kém hơn heo chó, hậu thế cũng không bằng heo chó. Lão nhân lưng gù bình tĩnh nỗi lòng kích động, chậm rãi nói. Lần này vào chiến trường vạn tộc là cơ hội. Nếu lập nhiều quân công trong chiến trường vạn tộc không chừng sẽ có được đất phong thuộc về bán yêu minh chúng ta. Đương nhiên đây là quá trình rất dài, muốn có quân công đủ để được đất phong là con số khổng lồ. 50 năm không tích lũy được. Bán yêu minh chúng ta lần đầu tiên vào chiến trường vạn tộc, không cầu có thể lập công giết địch, sống sót trở về, mang theo tin tức quý giá liên quan chiến trường vạn tộc là đã đủ. Đối với các ngươi thì đây đã là lập công lớn cho bán yêu minh. Trong tay lão nhân lưng gù có tư liệu về Phong Phi Vân, biết hắn là sơ đại bán yêu, tiềm lực rất lớn nên mới nói nhiều với hắn. Nói xong lão nhân lưng gù im miệng. Phong Phi Vân tiêu hóa những gì lão nhân lưng gù nói, từng bước đi vào đại doanh bán yêu minh, nghe tiếng ầm ĩ từ xa. Rất nhiều trong giáo trường, có tiếng chiến đấu vọng lại. Ha 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 ha, đừng nói là trung cổ thế gia chúng ta ăn hiếp bán yêu minh các ngươi. Một chọi một. Miễn các ngươi thắng được một ván thì miễn giao tiền thuê một tháng. Đáng tiếc, các ngươi được gọi là thiên tài tuyệt đỉnh trong bán yêu vậy mà liên tục thua 12 ván, thế mà gọi là vô thượng thiên kiêu. Cười chết người, bát công tử, lại đến lượt công tử chọn người. Đám tinh anh bán yêu minh căm hờn, lại có người vào giáo trường đánh nhau với một tài tuấn cố gia. Phong Phi Vân nhíu mày nhìn hai nam nhân mặc chiến giáp mang thiếu nữ bán yêu lưng mọc cánh đưa đến trước mặt nam nhân trẻ tuổi tên bát công tử. Nam nhân vươn ngón tay nâng cằm thiếu nữ bán yêu lên, vừa lòng gật đầu. Mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Đang làm gì, đệ tử trung cổ thế gia cho rằng bán yêu minh chúng ta là gia súc bọn họ nuôi sao? Muốn cướp người. Diệp Tiểu Mục thấy Phong Phi Vân đến vội chạy tới, ánh mắt uất ức tố khổ. Phong huynh đệ. Rốt cuộc ngươi đã về. Phong Phi Vân hỏi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu Mục trả lời. Chiều hôm nay bát thiếu gia cố gia trung cổ thế gia dẫn người vào đại doanh bán yêu minh đòi thu tiền thuê. Nhưng gần đây bán yêu minh bỏ ra linh thạch mau đồ vật chuẩn bị để vào chiến trường vạn tộc, không dư linh thạch, không đủ giao tiền thuê. Cố bát thiếu gia định đuổi hết bán yêu ra đại doanh bán yêu minh, còn định đập phá chỗ này. Cuối cùng một vị bán yêu thất giai đại nhân ra mặt. Cố bát thiếu gia mới chịu thôi. Phong Phi Vân hỏi. Vậy tại sao cố bát thiếu gia này còn ở đây? Bát thiếu gia đối với bán yêu thất giai đại nhân còn chút khách sáo, không đuổi người, nhưng nói một câu. Phong Phi Vân hỏi. Hắn nói gì? Hắn nhìn tinh anh bán yêu trong giáo trường, nói đây là thiên tài bán yêu đỉnh cao tuyển chọn từ các đại vực sao? Ha ha ha, tu vi ngang với gia nô cố gia chúng ta. Phong Phi Vân nhíu chặt mày. Lắc đầu. Hắn cố ý chọc giận những thiên tài bán yêu. Diệp Tiểu Mục nói. Đúng vậy, dám nói tinh anh bán yêu minh chúng ta không bằng gia nô của cố gia, không bằng gia nô thì chúng ta là gì? Thế là các bán yêu tức giận, nhiều người đòi khiêu chiến với cố bát thiếu gia. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Nếu khiêu chiến là chúng ý hắn rồi. Thì đó, cố bát thiếu gia rất gian xảo, hắn cười bảo bản công tử không rảnh đấu với đám bán yêu các ngươi. Các ngươi có tư cách gì khiến ta đánh nhau? Những thiên kiêu bán yêu toàn là người tâm cao khí ngạo, không chịu để hắn đi. Có người bảo dù thấp hơn một cảnh giới cũng có thể chém ra nô cố ra. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Hắn chỉ chờ câu này. Đúng vậy, cố bát thiếu gia cuối cùng dừng bước, cười nói được, nếu các ngươi đã gan dạ như thế thì ta cho một cơ hội. Nếu các ngươi có thể vượt qua một cảnh giới đánh bại gia nô của ta thì ta sẽ bớt một tháng tiền thuê cho bán yêu minh.
lúc này tất cả bán yêu kích động, nhiều người hăng hái. Nhưng Cố Bát thiếu gia nói nếu các ngươi thua thì phải dâng lên một thiên chi kiêu nữ trong bán yêu làm nữ nô cho hắn, vậy mới công bằng. Phong Phi Vân nói, hắn đang từng bước đặt bẫy các người, giờ đã lộ ra mục đích thật. Trong bán yêu không thiếu người tâm trí tuyệt đỉnh, không nên trúng cái trò này. Thiên chi kiêu nữ rất kiêu ngạo, bọn họ sẽ không giao thân thể làm tiền cược cho người khác. Diệp Tiểu Mục nói, nhưng Phong huynh đệ đã quên, bọn họ tự lấy mình ra làm tiền cược, vì tranh một hơi. Trong nữ nhân không thiếu người kiêu ngạo. Lúc trước Diệp Tiểu Mục cũng tức giận muốn đi lên giáo trường đấu với gia nô của Cố gia, nàng không tin mình không đánh bại một gia nô. Nhưng có người vào giáo trường trước Diệp Tiểu Mục, nếu không bây giờ nàng cũng trở thành nữ nô của Cố Bát thiếu gia. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Một khi có người rơi xuống vậy không còn đường cứu vãn. Diệp Tiểu Mục gật đầu, thở dài. Người xuất chiến đầu tiên là một vị tỷ tỷ, đánh thua, thua vào tay gia nô Cố gia, trước mặt các tinh anh bán yêu trở thành nữ nô của Cố Bát thiếu gia. Đây là nhục nhã, đả kích với tất cả bán yêu khác. Thế là có người đi vào chiến trường, muốn thắng giành lại tỷ tỷ kia, nhưng thua hết, càng lún càng sâu. Phong Phi Vân khâm phục nói. Cố Bát thiếu gia là nhân vật lợi hại, không mất một khối linh thạch đã được hơn 10 thiên chi kiêu nữ trong bán yêu, còn chèn ép tin tưởng mới rực cháy trong bán yêu. Đây là thủ đoạn người bề trên phải học được, vừa có lợi vừa phá hủy lòng tự tin của đối thủ. Phong Phi Vân chắc chắn trước khi Cố Bát thiếu gia đến đại doanh bán yêu Minh đã tính toán tất cả, gã mang theo gia nô toàn là tinh nhuệ được sàn lọc, hoặc là những người đó không phải gia nô. Phong Phi Vân từ xa liếc Cố Bát thiếu gia, gã ngồi ung dung, 12 nữ nhân bán yêu xinh đẹp tuyệt trần đứng sau lưng gã. Có người mọc đôi cá, có người lưng mọc cánh dài, có người trán có ba mắt. Toàn là thiên chi kiêu nữ trong bán yêu, bây giờ trở thành nữ nô của Cố Bát thiếu gia. Nếu thật sự làm nữ nhân của Cố Bát thiếu gia cũng không xấu, nhưng gã nổi tiếng là thích chơi mỹ nhân bán yêu, chỉ chơi lần đầu tiên, hôm sau giết chết, tuyệt đối không sống qua ngày thứ ba. Thân phận nữ nhân bán yêu thấp hèn, huyết mạch đê tiện. Cái loại trung cổ thế gia như Cố gia sẽ không để đệ tử gia tộc mình và nữ nhân bán yêu sinh ra đứa con, nên mỹ nhân bán yêu nào ngủ với Cố Bát thiếu gia là chỉ có đường chết. Lại một cường giả trong bán yêu bị đánh bại, một mỹ thiếu nữ bán yêu đuôi dài bị mang đi. Ta khuyên các ngươi đừng tự rước lấy nhục nữa, thiên tài trong bán yêu gì đó tuyệt đối không thắng được gia nô của Cố gia chúng ta, ha 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 ha. Cố Bát thiếu gia ôm mỹ thiếu nữ bán yêu vừa mang đến, cười nói. Trời đã tối, có 13 vị mỹ nhân làm bạn cũng xem như không uổng chuyến này. Cố Bát thiếu gia cúi gập đầu hướng sâu trong đại doanh bán yêu Minh, cười to người nói. Đa tạ các vị tiền bối bán yêu Minh tài bồi ra giai nhân xinh đẹp như vậy. Lần sau ta còn đến viếng nữa. Và nhớ, chuẩn bị tiền thuê, ha 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 ha. Sâu trong đại doanh bán yêu Minh yên lặng, các sát quang ngưng tụ rồi tán đi. Mắt Cố Bát thiếu gia chất chứa ý cười trêu chọc. Chờ chút, ta còn muốn khiêu chiến. Một bán yêu đầu người mình thú đi vào giáo trường, cao ba trượng, người mọc đầy lông dài màu đen như thần vượn, nhưng mặt người. Cánh tay gã thô to như khảm hai miếng giáp vàng. Chân dẫm mặt đất kêu thùng thùng. Phong Phi Vân có chút ấn tượng với bán yêu đầu người thân thú này, sáng hôm nay trước uy thế của bán yêu thất giai chỉ có 3 người không quỳ. Một là Phong Phi Vân, bán yêu đầu người thân thú cũng trong số đó, là sơ đại bán yêu. Cố Bát thiếu gia cười hỏi. Ngươi muốn chiến, lấy cái gì chiến với ta? Bán yêu đầu người thân thú nói. Lấy mạng của ta chiến với ta. Cố Bát thiếu gia nói. Mạng của ngươi đối với ta không đáng giá bằng một sợi tóc mỹ nhân bán yêu, ta muốn mạng của ngươi làm gì? Bán yêu đầu người thân thú nghiến răng, nhìn chằm chằm các thiên chi kiêu nữ trong bán yêu đứng xung quanh. Bán yêu đầu người thân thú nói. Các người có ai tin tưởng ta không? Chắc chắn ta có thể đánh bại hắn, nếu ta thua thì sẽ giao mạng cho nàng. Lúc trước có mấy bán yêu đều là kỳ tài ngút trời cũng hứa như vậy, hy vọng có một thiên chi kiêu nữ trong bán yêu làm tiền cược của mình. Nhưng các kỳ tài đó thua, thiên chi kiêu nữ thành nữ nô của Cố Bát thiếu gia. Chuyện này không phải lần đầu tiên, đã không còn nữ nhân nào muốn giao mạng sống, thân thể của mình làm tiền cược cho người khác. Bán yêu đầu người thân thú to con quỳ xuống giáo trường nhưng người rực cháy chiến ý, đôi mắt kiên quyết. Ta thật sự có thể đánh bại hắn. Xin các người hãy tin tưởng ta,
xin các người. Trong bán yêu minh có một số thiên chi kiêu nữ rung động, nhưng bọn họ không tùy tiện đứng ra. Lỡ bán yêu đầu người thân thú thua, người chịu nhục và chết là các nàng. Ai muốn giao sống chết, trong trắng vào tay người lạ. Cố Bát Thiếu ra cười nói. Người trẻ tuổi, ta cũng thấy tư chất của ngươi rất cao, rất có thể vượt qua cảnh giới đánh bại gia nô của ta. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, những thiên chi kiêu nữ bán yêu minh không tin tưởng ngươi. Ai, hèn gì địa vị của bán yêu thấp, thân phận đê tiện. Không tin người của mình thì sao đấu lại nhân loại chúng ta? Thiên chi kiêu nữ trong bán yêu minh không chịu nổi Cố Bát Thiếu ra khích tướng, một nữ nhân bước ra. Ta đồng ý tin tưởng hắn, ta sẽ làm tiền cược cho hắn. Bán yêu đầu người thân thú mừng phát khóc, liên tục dập đầu hướng nữ nhân kia. Đa tạ ngươi, đa tạ ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thắng, chắc chắn thắng. Nếu ta thua thì ta sẽ chặt đầu mình ngay tại chỗ. Đây là mỹ nhân mặc áo trắng, dưới làn váy có cái đuôi dài, tóc dài rũ xuống, phong tình quyến rũ. Nàng buông tiếng thở dài. Cố Bát Thiếu ra nhìn chằm chằm vào mỹ nhân bán yêu, khóe môi cong lên, ngồi trở về. Cố Bát Thiếu ra lạnh nhạt nói. A Miêu, người đi đấu với hắn. Một thiếu niên mặc giáp màu trắng bước ra từ sau lưng Cố Bát Thiếu ra, tay cầm họa kích, mắt ngạo nghễ, khóe môi cong lên nụ cười tà. Họa kích rộng mạnh mặt đất, đất nứt nẻ, sóng khí cường đại khuếch tán. Thiếu niên tên A Miêu là cảnh giới niết bàn đệ nhị trọng thiên, vừa lúc cao hơn bán yêu đầu người thân thú một cảnh giới. Nhưng kình khí trên người A Miêu đặc biệt mạnh mẽ, tu vi hơn hẳn tu sĩ niết bàn đệ nhị trọng thiên khác. Muốn vượt một cảnh giới đánh bại A Miêu đã khó càng khó thêm. Growl. Bán yêu đầu người thân thú triệu hoán thanh thần chùy xích đồng, miệng phát ra tiếng gầm chân trời. Trên xích đồng thần chùy lóe vô số tia điện, bộc phát lực lượng khiếp hồn người. Ầm. Một chùy đánh ra, sóng khí khổng lồ trùng kích. Thiếu niên tên A Miêu mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh, hỏa kích ngày càng dài như cây cột thần. Một kích đâm ra tốc lên mảng lớn đất bùn, xương khói bốc hơi. Bán yêu đầu người thân thú rất cuồng dã, chẳng biết xích đồng thần chùy nặng mấy ký, như ngọn núi nằm gọn trong tay gã. Có dấu tia chớp khắc trên xích đồng thần chùy, mỗi kích bắn ra tia điện cuồn cuộn. Cố Bát Thiếu ra thấy dấu hiệu tia chớp trên xích đồng thần chùy thì con ngươi co rút, lộ vẻ đăm chiêu. Phong Phi Vân hơi rung động, cảm nhận khí vũ hóa trên xích đồng thần chùy, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đa số khí vũ hóa bị phong ấn. Các bán yêu đứng đằng trước chấn động. Bọn họ hò reo cổ vũ, tiếng hét chói tai như tiếng sấm. Thì ra bán yêu đầu người thân thú đã đánh bại A Miêu, xích đồng thần chùy khổng lồ đánh bay A Miêu té xuống đất, áo giáp nứt ra, lồng ngực suýt bị đập lõm xuống. Thắng. Đây là ván thắng đầu tiên của bán yêu. Lòng người dâng cao, mỹ nhân bán yêu lúc trước dũng cảm đứng ra nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn bán yêu đầu người thân thú có sự tôn kính, tôn sùng như nhìn anh hùng chủng tộc. Tiếng vỗ tay rầm trời kéo dài thật lâu. A Miêu khó khăn đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Cố Bát Thiếu gia. Xin lỗi, chủ nhân, ta thua, khiến chủ nhân mất mặt. Cố Bát Thiếu gia mỉm cười nói. Không trách ngươi, lui xuống dưỡng thương đi. Cố Bát Thiếu gia vươn một bàn tay, lòng bàn tay hiện ra viên linh đan lục phẩm giao vào tay A Miêu. Cố Bát Thiếu gia đứng dậy, vỗ tay cười nói. Không tệ, không tệ. Trong bán yêu rốt cuộc ra một nhân vật có thể chiến thắng gia nô của ta. Chiến thắng một gia nô chẳng có gì hay, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bán yêu đầu người thân thú hơ xích đồng thần chùy, cánh tay như cối xay, vô số tia chớp đan sen thần chùy đập hướng Cố Bát Thiếu ra. Cố Bát Thiếu ra lắc đầu, một tay chậm rãi vươn ra. Một trường ấn khổng lồ phát ra thần uy hủy thiên diệt địa đánh bay bán yêu đầu người thân thú té ra xa mấy chục trường. Nhẹ nhàng như bàn tay đập chết con mũi. Phi phi. Bán yêu đầu người thân thú bỏ dậy, mờ u bàn tay cầm xích đồng thần chùy nứt toạc mảng lớn, suối máu tuôn ra, chiến ý bốc lên, đôi mắt đỏ rực. Các bán yêu hóa đá, kinh ngạc không nói nên lời. Đây là tu vi của Cố Bát Thiếu ra sao? Cố Bát Thiếu ra vuốt mũi, trường bào gọn gàng sạch sẽ. Cố Bát Thiếu ra hừ lạnh một tiếng. Một bán yêu mà mơ đấu với ta. Có thể đánh nhau với gia nô của ta đã là giỏi. Hôm nay nể mặt thiên nộ tiền bối nên bỏ qua cho ngươi, lần sau còn dám xúc phạm ta thì ngươi chết chắc. Không biết ngươi đang nói gì, thiên nộ với trả thiên nộ, muốn giết lão tử thì cứ đến đây,
đừng làm nhảm giả bộ oai. Vết thương trên người bán yêu đầu người thân thú chậm rãi khép lại, năng lực phục hồi rất nhanh. Cố Bát thiếu gia nhướng mày, còn người lóe tia sát ý nhưng nhìn xích đồng thần chùy trong tay bán yêu đầu người thân thú thì lại thôi. Cố Bát thiếu gia hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết phần điện chiến truy trong tay mình là chiến bảo của thiên nộ tiền bối? Bán yêu đầu người thân thú ngơ ngác nhị un xích đồng thần chùy, trước giờ gã không biết nó có cái tên phong cách như vậy. Phần điện chiến truy. Nổi tiếng lắm sao? Bán yêu đầu người thân thú sống trong rừng sâu, được một lão nhân nuôi lớn. Lúc bán yêu đầu người thân thú ra núi, lão nhân kia trao chiến chùy cho gã. Bán yêu đầu người thân thú không biết thiên nộ là ai nhưng không có nghĩa là các tiền bối trong bán yêu minh không biết. Bán yêu lục giai, thất giai bị kinh động, cảm thấy thật khó tin. Cố Bát thiếu gia nói. Ngươi thắng một trận, cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi chọn một trong 13 bán yêu nữ nô, ta sẽ cho nàng tự do. Lựa chọn thứ hai, bán yêu minh có thể miễn tiền thuê một tháng. Bán yêu đầu người thân thú cố chấp nói. Không được, ngươi không được mang nữ hài tử nào của bán yêu chúng ta đi. Phong Phi Vân đứng ở phía xa, cảm thấy cái tên to xác này làm người ta thích. Tuy làm việc hơi ngốc nhưng bán yêu đầu người thân thú có nguyên tắc, Phong Phi Vân không bằng gã ở điểm này. Cố Bát thiếu gia nét mặt xa sầm nói. Cái này không do ngươi quyết định, ta không giết ngươi là nể mặt thiên nộ tiền bối chứ không phải ta không dám giết ngươi. Ngươi phải hiểu mình là thứ gì, dù chân thân hiền giả vũ hóa giáng lâm cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi đắc tội cố gia chúng ta. Cố Bát thiếu gia hừ mạnh, sóng âm phát ra đánh bay bán yêu đầu người thân thú, tai miệng mũi chảy máu. Cố Bát thiếu gia không dám trêu chọc hiền giả vũ hóa nhưng không có nghĩa là gã không dám giết đệ tử của hiền giả vũ hóa. Thế hệ trẻ tranh phong, bá chủ thế hệ trước không được nhúng tay vào, đây là quy tắc của Trung ương Vương Triều thứ 6, là cách bá chủ thế hệ trước rèn luyện người trẻ tuổi. Một trung cổ thế gia sẽ sợ hiền giả vũ hóa cảnh. Tuyệt đối không. Để lại một nữ nô, chúng ta đi. Cố Bát thiếu gia lạnh lùng, giọng nói hờ hững, ánh mắt mỉa mai quét các bán yêu. Mang 12 nữ nô bán yêu đi. Đa số bán yêu căm hận nhưng đành bó tay. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Bát thiếu gia, nhìn gã mang 12 nữ nô bán yêu đi, hắn không ra tay. Lực lượng cá nhân Phong Phi Vân rất yếu ớt, không thể đối kháng với trung cổ thế gia. Sau lưng bán yêu đầu người thân thú có hiền giả vũ hóa chống nên bây giờ còn sống, nếu không vì vậy gã đã chết trong tay Cố Bát thiếu gia. Lần này dạy cho các bán yêu một bài học. Nếu không lần sau Cố Bát thiếu gia đào hố tiếp, bọn họ sẽ lại nhảy vào đó. Con người chỉ khi thật sự đau thì lần sau mới học khôn. Cố lão bát, sao đi mau vậy? Ta mới đến xem náo nhiệt, cứ a xem đã. Một công tử áo tím phong độ phiên phiên từ ngoài cổng đại doanh bán yêu minh đi vào trong, phong hoa tuyệt đại, bước chân ung dung, ngũ quan tinh xảo, phe phẩy quạt, mặt che ánh sáng nhạt khó thấy bộ mặt thật. Cố Bát thiếu gia đang định đi lập tức dừng bước. Biến sắc mặt. Cố Bát thiếu gia chửi thầm trong bụng. Chẳng phải nàng ta ghét bán yêu nhất sao? Tại sao đến đây? Thật là xui xẻo tám đời. Cố Bát thiếu gia chắp hai tay, cúi đầu chào, cười nói. Thì ra là Tử công tử giá lâm, không từ xa nghênh đón. Công tử áo tím chậm rãi đi tới, lướt qua Cố Bát thiếu gia. Công tử áo tím khép quạt lại gõ vai Cố Bát thiếu gia, mắt sáng nhìn 12 mỹ nhân bán yêu. Công tử áo tím cười khẩy nói. Cố lão bát, người diễm phúc sâu thật. Bị cây quạt công tử áo tím đè, bả vai Cố Bát thiếu gia thấp theo. Cố Bát thiếu gia vẫn chắp hai tay, cười gượng nói. Chỉ là yêu thích cá nhân, thân phận Tử công tử cao quý, chắc sẽ không quản lý chuyện này. Ta không rảnh quan tâm chuyện của ngươi, gần đây ta đang giàu chuyện khác. Công tử áo tím liếc hướng đại doanh bán yêu minh, khóe môi cong lên. Các bán yêu sửng sốt, mới rồi Cố Bát thiếu gia còn kênh kiệu huênh hoang sao gặp công tử áo tím là héo. Công tử áo tím có lai lịch gì? Không lẽ lợi hại hơn cả Cố Bát thiếu gia? Khi công tử áo tím đến đại doanh bán yêu minh thì các trưởng bối bán yêu minh lại bị kinh động, bởi vì thân phận của nàng không giống người bình thường. Nàng đến làm bán yêu thất gia ít khi lộ mặt rung động, đang định có nên đi ra nghênh tiếp không? Cố Bát thiếu gia dò hỏi. Không biết Tử công tử đang giàu chuyện gì, lão bát có thể giúp công tử được không? Công tử áo tím nhìn chằm chằm đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh, phẩy quạt. Công tử áo tím cười nói,
Sâu thật, ta hứa ban thưởng 100 vạn giám đất phong, 10 vạn nô bộc, 3.000 mỹ quyến cho một người. Bây giờ 3.000 mỹ quyến còn thiếu 12 người, ai, không biết đi đâu tìm đây. Chỗ này có sẵn đây. Cố Bát thiếu gia vội đẩy 12 nữ nô bán yêu đến trước mặt công tử áo tím. Công tử áo tím cười nói. Sao ta có thể không biết ngượng? Giúp tử công tử giải buồn phiền là chuyện rất vinh hạnh. Đám bán yêu lại phẫn uất, thật đáng ghét, xem thiên chi kiêu nữ bán yêu minh như hàng hóa trao đến chuyển đi, còn làm ngay trước mặt các bán yêu, cái này không phải bẽ mặt mà là đạp thẳng vào mặt các bán yêu. Một thiên tài bán yêu không chịu nổi nhục nhã nữa, mắt hung tợn lén rút linh khí ra, định liều mạng với Cố Bát thiếu gia, công tử áo tím. Nhưng cơ thể gã hóa đá, không nhúc nhích được. Lão nhân lưng còng eo treo lệnh bài bán yêu lục giai đè người thiên tài bán yêu lại, truyền âm. Nếu không muốn chết hãy ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Thiên tài bán yêu mắt đỏ rực, tức run người. Nhưng bọn họ khinh người quá đáng. Bán yêu đầu người thân thú cũng rất giận, muốn hô trùy liều mạng nhưng bị tiền bối bán yêu khác kiềm chế, nói. Công tử áo tím kia không phải người các ngươi có thể trêu vào. Nếu ra tay với công tử áo tím sẽ đem lại tai họa ngập đầu cho bán yêu minh. Bán yêu nào muốn tấn công đều bị kiềm chặt, bị khuyên nhủ, trơ mắt nhìn 12 thiên chi kiêu nữ bán yêu như gia súc chuyển đến sau lưng công tử áo tím. Ánh mắt Cố Bát thiếu gia lạnh băng, liếc đám tinh anh bán yêu. Dường như bọn họ không phục. Ánh mắt Cố Bát thiếu gia sắc bén như hai thanh kiếm. Công tử áo tím cười cười. Không sao. Công tử áo tím chỉ vào đám tinh anh bán yêu minh. Phong Phi Vân, còn không chịu lên nhận phong thưởng. Các bán yêu sửng sốt, liên tưởng lời công tử áo tím đã nói, lòng hoảng hốt. Bọn họ nhìn theo ngón tay công tử áo tím cuối cùng ngừng lại trên người Phong Phi Vân. Mọi người tự động nhường một con đường. Diệp Tiểu Mục đứng bên cạnh Phong Phi Vân ngây ngốc, thấy ánh mắt mọi người cùng nhìn hướng mình thì cúi đầu. Biểu tình Phong Phi Vân thản nhiên nhìn công tử áo tím. Lòng thầm ngạc nhiên. Tuy Phong Phi Vân sớm đoán ra lai lịch của nàng không nhỏ nhưng ai ngờ nàng làm Cố Bát thiếu gia rồng trong cõi người phải cúi đầu, thật không tầm thường. Phong Phi Vân lên tiếng. Lưu Tô Tử. Một gia nô thân tín của Cố Bát thiếu gia biết thân phận công tử áo tím, lớn tiếng quát mắng Phong Phi Vân. To gan, bán yêu như ngươi sao dám kêu tên của tử công tử. Phong Phi Vân khinh thường liếc gia nô kia. Tên con người không kêu chứ làm gì. Không kêu Lưu Tô Tử chẳng lẽ gọi là chó mèo. Tên của gia nô thân tín là A Cẩu, bị Phong Phi Vân nói làm gã bẽ mặt. Ngươi dám so sánh tử công tử là chó mèo. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, không ai cứu ngươi được. Lưu Tô Tử chỉ đứng xem, không lên tiếng can ngăn, nàng như người ngoài cuộc đứng xem kịch vui. Cố Bát thiếu gia không đoán được trong bụng Lưu Tô Tử nghĩ gì. Dù sao mới rồi nàng kêu Phong Phi Vân đi ra nhận ban thưởng nói lên quan hệ của nàng và bán yêu kia không phải đối địch. Quan hệ không phải đối địch thì Cố Bát thiếu gia không tiện nói gì, yên lặng theo dõi. Phong Phi Vân nói, ta không hề nói vậy, ta kêu Lưu Tô Tử chứ không kêu chó mèo, người so sánh nàng là chó mèo là ngươi, không phải ta. Gia nô thân tín của Cố Bát thiếu gia, A Cẩu không cãi lại Phong Phi Vân, mặt trướng đỏ, ôm cục tức. A Cẩu là gia nô nhưng cũng là thân tín của Cố Bát thiếu gia, tu vi, thiên phú rất cao. Tộc lão cổ tộc gặp A Cẩu còn phải cung kính chào, nhưng giờ gã bị một bán yêu chế nhạo. A Cẩu tức giận nói. Ta không muốn đấu võ mồm với ngươi, có giỏi thì đánh với ta. Phong Phi Vân nhìn A Cẩu như ngó kẻ ngốc. Đấu với ngươi có ích gì cho ta? Dựa vào cái gì bắt ta đấu với ngươi? A Cẩu không chịu nổi ánh mắt của Phong Phi Vân, gã xông lên. Giáp cổ màu xanh hiện ra tràn đầy miếng sắt, ngón tay cực kỳ sắc bén, lực lượng lửa cháy công kích. Bùm! Phong Phi Vân đứng yên tại chỗ, cánh tay hiện ra các sợi xích vũ hóa đỏ biến thành vuốt thần, móng vuốt dài nửa thước. Răng rắc! Giáp trên tay A Cẩu vỡ, người văng ra ngoài, rớt cái bịch xuống đất, lăn lông lốc ra xa. Phụt! A Cẩu hộc máu, cánh tay máu chảy đầm đìa, máu nứt toác. Phong Phi Vân rút tay về. Lạnh nhạt nói. Một gia nô cũng dám cản rỡ trong đại doanh bán yêu minh. Hôm nay nể mặt Cố Bát thiếu gia nên không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không dám giết. Ngươi nên hiểu ngươi là cái thứ gì. A Cẩu lại hộc máu. Phụt. Đám tinh anh bán yêu minh trợn mắt há hốc mồm. Qua oách, một bàn tay đánh A Cẩu cảnh giới đỉnh niết bàn đệ nhị trọng thiên hộc máu.
Phong Phi Vân nói cũng rất điêu, lặp lại lời Cố Bát thiếu gia đã nói. Mặt Cố Bát thiếu gia lạnh băng, cười khẩy nói. Vậy phải đa tạ ngươi đã nể mặt ta. Phong Phi Vân nhìn thẳng mắt Cố Bát thiếu gia, không hề né tránh. Đừng khách sáo. Ánh mắt Cố Bát thiếu gia âm trầm, tia sáng khiếp người, ngưng tụ quy tắc trong thiên địa vào con ngươi, sức xuyên thấu không gì sánh kịp, như hai thanh kiếm lạnh chém qua. Áo Phong Phi Vân không gió tự bay, con ngươi lóe tia sáng đỏ, chất chứa ngọn lửa tiêu trừ tia mắt Cố Bát thiếu gia. Chúng ta đi. Cố Bát thiếu gia thu tầm mắt về, dẫn một đám nô bộc rời đi. Trước khi đi Cố Bát thiếu gia nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, hừ mũi. Các thiên kiêu nhân kiệt bán yêu minh thở phào, rốt cuộc Cố Bát thiếu gia đã đi. Lưu Tô Tử đứng thẳng, anh tư hiên ngang. Phong Phi Vân, người còn không quỳ xuống nhận ban thưởng. Phong Phi Vân nói. Dựa vào cái gì kêu ta quỳ? Ánh mắt Lưu Tô Tử lạnh lùng, đương nhiên nói. Bán yêu nho nhỏ nhà ngươi nhận ta ban thưởng là vinh hạnh lớn lao, nên tất nhiên phải quỳ xuống tạ ơn. Phong Phi Vân không lùi bước, ánh mắt sắc bén nói. Ta không cần vinh hạnh đó, ta cứu mạng ngươi, đồng ý cho ta thù lao thì cho, không cho thì thôi, cần gì làm bộ dáng cao nhân trước mặt ta. Nhìn là buồn nôn. Lưu Tô Tử tức ngứa răng, bán yêu chết tiệt dám nói nàng buồn nôn. Quá to gan, muốn chết. Lưu Tô Tử nói. Hừ, thứ không biết điều, nếu không nhờ bản công tử đến thì Cố lão bát sẽ xám xịt rời đi sao. 12 nữ nhân bán yêu đã bị hắn mang về nhà. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân cười nói. Rất cảm ơn tử công tử, mới rồi là hiểu lầm, có chỗ nào đắc tội xin công tử thứ lỗi cho. Phong Phi Vân biến sắc mặt quá mau làm Lưu Tô Tử không kịp phản ứng, nàng nhíu mày, bản năng lùi một bước. Phong Phi Vân cười tâu đi qua, nhiệt tình nói. Vừa rồi nghe tử công tử bảo ban thưởng đất phong trăm vạn dặm, 10 vạn nô bộc, 3.000 mỹ quyến cho ta. Nô bộc và mỹ quyến không cần cũng được, về đất phong thì chúng ta hãy bàn kỹ hơn. Không biết tử công tử nói trăm vạn dặm đất phong có thể phong đất ở Hồng Diệp Tinh không? Ngươi nằm mơ đi, trăm vạn dặm đất phong của ngươi là rút từ đất phong của ta, ở quý vực, không có trong Hồng Diệp Tinh. Lưu Tô Tử không chịu nổi bộ mặt nham nhở của Phong Phi Vân, như muốn nhào vào người nàng. Lưu Tô Tử lại thụt lùi. Nghe câu này Phong Phi Vân hết nhiệt tình, hắn dừng bước chân nói. Thì ra là ta tự mình đa tình. Vậy ngươi có đất phong trong Hồng Diệp Tinh không? Ta không cần nhiều, cho mấy trăm khoảnh là được. Lưu Tô Tử nói. Đừng tưởng rằng ta không biết ý đồ của ngươi. Ta nói thẳng cho ngươi biết, đất phong trong Hồng Diệp Tinh chỉ có thể dùng quân công trên chiến trường vạn tộc đổi lấy, không phải nói ban cho thì ban được. Trăm vạn dặm đất phong, 10 vạn nô bộc, 3.000 mỹ quyến, rốt cuộc ngươi có muốn không? Phong Phi Vân nói. Muốn, tại sao không? Thứ này vốn là ngươi nợ ta. Lưu Tô Tử khinh thường bán yêu, có thành kiến với Phong Phi Vân, nhưng nàng nói chuyện giữ lời. Cuối cùng Phong Phi Vân được một khối đất phong trong quý vực, rộng trăm vạn dặm, lãnh thổ bao la hơn thần tấn vương triều. Có giấy bán mình của 10 vạn nô bộc, 3.000 mỹ quyến, còn có một cái quan ấn. Đáy quan ấn khắc 4 chữ, Đại Ti Bộ Thổ. Đất phong 100 vạn dặm mặc dù Lưu Tô Tử ban cho Phong Phi Vân nhưng không phải thế tập thì vẫn thuộc mảnh đất quý vực, sau khi hắn chết sẽ trả lại cho quý vực hoặc nên nói là trả cho Lưu Tô Tử. Không chỉ thế, khi Phong Phi Vân làm chủ nhân mảnh đất này hàng năm phải tiến cống cho Lưu Tô Tử. Bởi vì khối đất hắn được ban cho là cắt từ đất phong của nàng. Đại Ti Bộ chắc là chức quan nhỏ trong Trung ương Vương Triều thứ 6, nhỏ hơn vực chủ rất nhiều. Bởi vì khối đất của Phong Phi Vân được Lưu Tô Tử ban thưởng nên rất to do, không bị ràng buộc như đại ti bộ khác phải nghe cấp trên điều độ. Hiện giờ Phong Phi Vân xem như vua không ngai một phương. Thiên tài bán yêu kích động, rất hâm mộ Phong Phi Vân. Có lãnh địa của mình, 10 vạn nô bộc, 3.000 mỹ quyến. Bán yêu thất giai cũng khó làm được điều này. Phong Phi Vân cầm quan ấn nhưng không thấy kích động gì, hắn nhìn 12 mỹ nhân bán yêu. Phong Phi Vân nói, bây giờ các người đã tự do, lui xuống đi. 12 mỹ nhân bán yêu đứng yên không nhúc nhích, có mọc cánh, đôi mắt đầy bi thương, có đuôi cá tóc xanh, cúi thấp đầu. Thiếu nữ bán yêu hốc mắt đỏ hồng nói. Vừa rồi, tử công tử khiến chúng ta ký, khế nô lệ bán thân, suốt đời làm nô. Phong Phi Vân nhíu mày,
Lục tìm trong sấp khế bán thân rất nhanh tìm ra 12 tấm, khế nô lệ bán thân, suốt đời làm nô. Phong Phi Vân cao giọng nói. Bây giờ ta sẽ xé 12 khế bán thân này. Đừng! Đừng mà! 12 mỹ nhân bán yêu giật nảy mình, quỳ xuống. Một người nói. Bây giờ thân phận của chúng ta là nô lệ, nếu chủ nhân xé khế bán thân nô lệ thì chúng ta không còn là nô lệ, không có tượng trưng thân phận, khi đi ra ngoài ai đều có thể bắt, giết chúng ta, không bằng cả nô lệ. Phong Phi Vân vốn xé một góc nghe vậy khựng lại, chửi thầm. Lưu Tô Tử, người giỏi. Hiện giờ Lưu Tô Tử đã rời khỏi đại doanh bán yêu minh, nàng ngồi trên xe tiên bảy sắc bay trong tầng mây. Hừ, bán yêu chết tiệt dám nói bản công tử buồn nôn. Phản rồi, đấu với bản công tử, tuyệt đối không có kết cục tốt. Lão Bộc lái xe hỏi. Tiểu thư có muốn Lão Bộc dạy hắn một bài học không? Lưu Tô Tử mỉm cười nói. Không cần, sẽ có người ra tay. Tin bán yêu kia ôm 12 mỹ nữ nô lệ bán yêu truyền ra thì Cố lão bát sẽ tức hộc máu, tuyệt đối không bỏ qua. Khi đó chúng ta đứng xem kịch là được. Cố bát thiếu gia thật sự rất tức giận. Mọi chuyện nằm trong kế hoạch, gã vốn có thể mang 2 mỹ nữ nô lệ bán yêu rời đi, buổi tối hưởng thụ cực lạc trần gian. Hôm qua cố bát thiếu gia còn hứa chắc sẽ cho mấy đệ tử trung cổ thế gia hưởng dụng thiên chi kiêu nữ bán yêu. Không ngờ nửa đường gặp phải Lưu Tô Tử, phá hỏng tất cả kế hoạch của gã. Cố bát thiếu gia sắc mặt âm trầm nói. Chắc chắn là lão cửu giở trò sau lưng. Lần này thấy ta chịu thiệt chắc hắn cười bò. Cố bát thiếu gia, người hứa tặng nữ nô bán yêu cho chúng ta đâu? Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh cùng nhau đến phủ của cố bát thiếu gia. Hai người cười tâu ngồi đối diện cố bát thiếu gia. Hoàng gia là trung cổ thế gia. Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh quen thân với cố bát thiếu gia từ lâu, giờ đến đòi nữ nô bán yêu. Ánh mắt cố bát thiếu gia âm trầm, gã biết Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh nhận được tin nên đến cười nhạo gã. Cố bát thiếu gia lạnh lùng cười. Vốn đã đến tay nhưng tử công tử thiếu mấy mỹ quyến nên tặng cho nàng. Nếu các người muốn chơi nữ nô bán yêu thì đi tìm nàng đòi. Mộ Dung Kiến Khang cười nói. Không đúng, ta mới nhận được tin, nghe bảo tử công tử ban thưởng 12 nữ nô bán yêu cho bán yêu tên Phong Phi Vân. Hoàng Nhạc Sinh cười nói. 12 nữ nô bán yêu, mỗi người là thiên chi kiêu nữ trong bán yêu, khác hẳn nữ nô bán yêu trước kia từng nếm. Cực lạc trần gian này vốn là cố bát thiếu gia hưởng thụ, bây giờ bị một bán yêu ti tiện thay thế, ai? Cố bát thiếu gia lạnh lùng cười. Các người cố ý đến cười chê ta sao? Mộ Dung Kiến Khang cười khẩy nói. Làm gì có, chúng ta cũng rất tức giận, cô nương tốt biết bao vậy mà bị chó cắn, cải ngon bị heo ủi, lòng rất bực bội. Cố bát thiếu gia nói. Các người yên tâm, thứ cố lão bát ta muốn chưa từng không lấy được. Ai dám giành với ta là muốn chết. Hoàng Nhạc Sinh nói. Gần đây đừng ra tay, dù gì Phong Phi Vân được tử công tử ban thưởng, xem như người của tử công tử. Nếu chúng ta đụng vào hắn e rằng tử công tử sẽ không vui. Cố bát thiếu gia nói. Vậy chờ vào chiến trường vạn tộc rồi hành động. Ha 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 ha. Ba người cười lớn tiếng. Cạn ly. Trong đại doanh bán yêu minh, Phong Phi Vân được bán yêu thất giai Thanh Tế Đại Nhân tiếp kiến. Thanh Tế Đại Nhân là đạo sư đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh, tu vi sâu không lường được, đẳng cấp chí tôn trong bán yêu minh Diệp Hồng Cảnh. Thanh Tế Đại Nhân có đại vị không tầm thường trong bán yêu minh, trong giới bán yêu có nhiều truyền thuyết về nàng. Thanh Tế Đại Nhân khen ngợi Phong Phi Vân, rồi hỏi thăm quan hệ của hắn và Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân thành thật trả lời. Không chút giấu giếm. Thanh Tế Đại Nhân đứng trong hoa sen lửa, thân thể hư ảo, tóc dài chấm đất. Thanh Tế Đại Nhân lạnh nhạt nói. Thì ra cảnh giới của ngươi đột phá ở bờ Nhược Thủy Hồ, nếu vậy ngươi vẫn thuộc về đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh của ta đi. Đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh toàn là bán yêu thiên tài niết bàn đệ nhất trọng thiên, chỉ mình đột phá cảnh giới ngay ngày so tài thứ nhất, đến niết bàn đệ nhị trọng thiên. Thanh Tế Đại Nhân chậm rãi nói. Mấy ngày tiếp theo ngươi không cần tham gia so tài, cứ yên tâm củng cố tu vi. Đây xem như đặt chỗ trước. Phong Phi Vân nói. Đa tạ Thanh Tế Đại Nhân. Thanh Tế Đại Nhân mở miệng nói. Đi xuống đi. Bán yêu đầu người thân thú cũng được Thanh Tế Đại Nhân tiếp kiến, gã tên Thạch Đại Khai, ra từ vùng núi sâu. Thanh Tế Đại Nhân được hiền giả vũ hóa cảnh nuôi lớn,
xem như rất may mắn trong bán yêu. Này huynh đệ, người thật lợi hại, một bàn tay đã vỗ chó mèo kia hộc máu, ta không bằng ngươi. Thạch Đại Khai vươn bàn tay to dài nửa thước, một ngón tay thô bằng cánh tay Phong Phi Vân, đen thui. Phong Phi Vân bắt tay với Thạch Đại Khai. Trong người Thạch Đại Khai có huyết mạch Thái Vượn yêu tộc, còn là sơ đại bán yêu. Phong Phi Vân thấy người Thạch Đại Khai đầy lông, cơ thể khổng lồ thật không hiểu nổi mẫu thân của gã là Thái Vượn yêu tộc hay phụ thân là Thái Vượn yêu tộc. Nếu mẫu thân là Thái Vượn yêu tộc thì khẩu vị của phụ thân Thạch Đại Khai khiến người khâm phục. Nếu phụ thân Thái Vượn yêu tộc thì khẩu vị mẫu thân của Thạch Đại Khai càng làm người ta kính nể. Cuối cùng Phong Phi Vân hỏi ra thắc mắc. Thạch Đại Khai im lặng giây lát, nói. Lão già bảo mẫu thân, phụ thân của ta yêu nhau thật lòng. Thật sự yêu nhau. Thạch Đại Khai nghiêm túc nói. Yêu thật. Phong Phi Vân cười nói. À, vậy chúc mừng. Một thiếu nữ nuôi cá bưng linh trà đến, trang nhã dịu dàng, vóc người thon thả, tóc dài xanh biếc, ngực to, da trắng nõn. Đôi chân nuôi cá bị vảy phủ trùm, mỗi miếng vảy lóe ánh sáng ngọc xanh biếc như linh thạch khảm vào cái đuôi. Mỹ nhân bán yêu khom người đưa linh trà đến trước mặt Phong Phi Vân, trên ly trà còn dính mùi hương thoang thoảng. Nô tỳ đưa trà cho chủ nhân. Phong Phi Vân cau mày nói. Ngọc Đại, ta đã nói nàng đừng làm vậy. Chúng ta cùng là thành viên đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh, không phân biệt nô tỳ và chủ nhân. Mỹ nhân bán yêu tên Ngọc Đại, một trong 12 nữ nô bán yêu, cũng nằm trong ba sơ đại bán yêu đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh. Trong người Ngọc Đại chảy huyết mạch nhân ngư yêu tộc. Tu vi của Ngọc Đại rất mạnh nhưng thua vào tay A Cẩu thân tín của Cố Bát thiếu gia, làm nữ nô, sau được Lưu Tô Tử chuyển giao cho Phong Phi Vân. Ngọc Đại khẽ thở dài. Thân phận nô lệ suốt đời không phải chủ nhân nói một câu là thay đổi. Khi đã ký khế bán thân thì dù là tử công tử cũng không thể cho chúng ta tự do như xưa. Cái này giống như trong người đệ tử trung cổ thế gia chảy huyết mạch cao quý, còn huyết mạch bán yêu chúng ta đê tiện đã định sẵn suốt đời làm người thấp kém, còn bọn họ mãi mãi là người bề trên. Phong Phi Vân nói, bậy bạ, quý tiện do ta không do người, con người tôn quý hay đê tiện nằm trong tay mình. Nếu nàng tự cam đê tiện thì suốt đời sẽ là nữ nô, nếu nàng cho rằng mình cao quý thì tương lai không ai dám xem nàng là nữ nô. Qua đây, ngồi cùng chúng ta đều là sơ đại bán yêu, tiềm lực vô cùng, là người kiêu ngạo nhất đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh. Ngọc Đại ngước đầu lên, cần cổ dài trắng nõn, mắt ướt nước nhìn Phong Phi Vân. Lời Phong Phi Vân nói như đánh thức người trong mộng, dấy lên sự kiêu ngạo trong lòng Ngọc Đại. Qua 8 ngày so tài. Danh sách vào chiến trường vạn tộc đã định ra. 50 người thiên mệnh đệ cửu trọng. 100 người niết bàn đệ nhất trọng thiên. 150 người niết bàn đệ nhị trọng thiên. 200 người niết bàn đệ tam trọng thiên. Có thể nói lực lượng nòng cốt nhất là 200 trưởng lão bán yêu niết bàn đệ tam trọng thiên. Bọn họ toàn là lão nhân sống mấy ngàn tuổi, có nhiều thủ đoạn, tuyệt học siêu phàm. Tinh anh bán yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên so với trưởng lão niết bàn đệ tam trọng thiên thì cách biệt tu vi quá xa. Một trưởng lão bán yêu niết bàn đệ tam trọng thiên có thể đánh bại mấy chục tu sĩ niết bàn đệ nhất trọng thiên, đương nhiên trừ cá biệt bán yêu sức chiến đấu nghịch thiên. Có thể nói trừ 200 trưởng lão bán yêu niết bàn đệ tam trọng thiên ra tinh anh bán yêu cảnh giới khác vào chiến trường vạn tộc là để rèn luyện, đột phá bản thân. Bán yêu minh không trông cậy bọn họ lập quân công trên chiến trường vạn tộc. Có thể sống sót đã là giỏi. Trừ 500 tin hành bán yêu được chọn, những bán yêu khác bị tục xuất về, rời khỏi Diệp Hồng Cảnh. Còn lại mấy ngày càng nhiều tu sĩ kéo đến Diệp Hồng Cảnh. Mỗi vực Diệp Hồng Cảnh có nhiều tu sĩ đổ về, có quân đội vực chủ, có thanh niên tài tuấn cổ tộc. Có một số thiên kiêu trẻ của trung cổ thế gia, tiên thành thánh phú. Mỗi ngày có mấy chục ức người tuôn vào Diệp Hồng Cảnh, đi chiến trường vạn tộc rèn luyện. Sốt cuộc chờ đến ngày đi chiến trường vạn tộc, 4 vị bán yêu thất giai dẫn dắt, 3 tinh anh doanh bán yêu minh, 1 phụ trợ doanh đi địa cực cổ trận đài Tây Bộ Đại Lục huyền bí. 50 bán yêu thiên mệnh đệ cửu trọng bị xếp vào phụ trợ doanh. 100 bán yêu niết bàn đệ nhất trọng thiên xếp vào bán yêu tinh anh đệ nhất doanh. 150 bán yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên xếp vào bán yêu tinh anh đệ nhị doanh. 200 bán yêu niết bàn đệ tam trọng thiên xếp vào bán yêu tinh anh đệ tam doanh. 4 đại doanh do 4 bán yêu thất giai dẫn đội. Quanh các cổ trận đài Hồng Diệp Tinh vây kín người, tu sĩ đứng khắp nơi. Địa cực cổ trận đài cũng không ngoại lệ,
dòng người đông đúc, khoảng hơn ngàn vạn người tụ tập, 500 tinh anh bán yêu ở trong đám tu sĩ này không chút bắt mắt. Chỉ là một quân đội do cổ tộc một vực tổ thành đã khoảng mấy ngàn người, hơn bán yêu minh gấp chục lần. Phong Phi Vân đứng trong bán yêu tinh anh đệ nhất doanh, dò hỏi. Tại sao toàn là tu sĩ thế hệ trẻ đến? Thế hệ trước có ra mặt thì chỉ đứng sau lưng các thanh niên tài tuấn, rõ ràng là hộ đạo. Ngọc Đại mặc bảo y màu lam, cõng cổ cung Ngọc Thạch. Ngọc Đại đứng bên cạnh Phong Phi Vân, giải thích rằng. Tu sĩ bình thường hoặc bá chủ thế hệ trước muốn đi chiến trường vạn tộc thì tùy thời thông qua cổ trận đài truyền tống. Bình thường hầu như mỗi ngày Hồng Diệp Tinh có mấy chục ức tu sĩ liên tục chạy đi chiến trường vạn tộc. Chiến trường vạn tộc cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao 50%, có chiến trường đến 70%. Nhưng luôn có một đoạn thời kỳ chiến trường vạn tộc khá bình thường, sẽ không dữ dội. Vào lúc này cổ tộc, trung cổ thế gia sẽ đưa thanh niên tài tuấn của gia tộc vào chiến trường vạn tộc rèn luyện. Phong Phi Vân gật gù. À, ta hiểu rồi, bây giờ là thời kỳ tương đối an toàn. Thời kỳ tương đối an toàn trong chiến trường vạn tộc thật ra vô cùng nguy hiểm. Sơ sẩy một cái là đệ tử trung cổ thế gia toàn quân bị diệt, tỷ lệ tử vong vẫn rất cao. Một đám tu sĩ đi chiến trường vạn tộc hầu như là người thừa kế các cổ tộc, đương nhiên bọn họ dẫn theo quân đội, cường giả hộ đạo. Bọn họ muốn lập quân công trên chiến trường vạn tộc, dùng quân công chứng minh bản thân, nâng cao địa vị của mình trong gia tộc. Địa cực cổ trận đài mở ra, thông hướng biên cương trung ương vương triều thứ 6 nhân loại, cách xa Hồng Diệp Tinh không biết bao nhiêu ức dặm. Địa cực cổ trận đài khắp Hồng Diệp Tinh lóe sáng, như mây cái tui to chứa người vào, truyền tống đi. Cổ trận đài lấp lánh ánh sáng cực kỳ chói mắt, khi đám người Phong Phi Vân bước ra khỏi cổ trận đài đã đến một mảnh đất trống bao la. Đưa mắt nhìn toàn là các binh doanh, có ở dưới đất, có một số rải rác trong không trung, vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu tu sĩ đi trong binh doanh. Một nam nhân trung niên cưỡi phong thú to từ một tòa binh doanh bay ra. Nam nhân trung niên toàn thân bao phủ trong áo giáp dày, tay cầm trường thương đẳng cấp linh khí cửu phẩm, người phát ra lực lượng khiếp hồn người, đại khí huy hoàng, tựa chiến thần đi đến. Nơi này là chiến trường vạn tộc, Mộc Thần giá chiến khu, binh doanh 875. Các anh hùng nam nhi nhân loại, hoan nghênh các người đi tới biên cương nhân loại, chiến đấu vì sinh tồn và phồn vinh của nhân loại. Bên eo nam nhân trung niên treo một thiết lệnh màu đen ghi con số, 18159. Thiết lệnh này đại biểu số lượng quân công nam nhân trung niên đã lập ra. 18159 điểm quân công, đây là một con số kinh khủng. Dù lão tổ cổ tộc cũng không tài nào có nhiều quân công như thế. Nên biết lập 100 điểm quân công sẽ được phong làm nhân loại công thần, có tư cách thống lĩnh tiên quân. Loại người này nếu quay về từ chiến trường vạn tộc sẽ được đối xử như anh hùng, các cổ tộc hết sức lôi kéo, có địa vị cao trong một cổ tộc. Lập 1000 điểm quân công được phong làm nhân loại đại công thần, nhận vô số người kính ngưỡng. Những trung cổ thế gia hết sức lôi kéo, rất có thể làm khách khanh, gia tướng, môn nhân của trung cổ thế gia. Còn người lập 1000 điểm quân công thì rất lợi hại, toàn là bá chủ, có thể trở thành chiến vương uy danh hiển hách trong chiến trường vạn tộc. Khi quay về quốc gia nhân loại sẽ được đất phong một vực, tạo dựng gia tộc, tiên môn đại giáo của riêng mình. Trời, một vị chiến vương. Rào rào. Đám người quỳ xuống hết. Thanh niên tài tuấn cổ tộc cũng quỳ một gối, trong mắt tràn đầy tôn sùng, là sự tôn kính với cường giả. Rất nhiều người trong bán yêu tinh anh doanh quỳ một gối dưới đất, biểu tình đầy kích động, tôn kính vị chiến vương kia. Phong Phi Vân đứng yên nhìn phương xa, thấy đầu kia cũng xuất hiện bóng dáng chiến vương. Có rất nhiều tu sĩ quỳ một gối xuống đất, hành lễ quân sĩ. Bóng dáng chiến vương không chỉ xuất hiện một nơi ảm cùng lúc có mặt ở nhiều nơi. Phong Phi Vân thầm hiểu. Thì ra đây chỉ là một ảnh chiếu thiên địa của chiến vương, không phải chân thân. Tuy chỉ là ảnh chiếu thiên địa nhưng thật sự tồn tại, có máu có thịt, lực lượng siêu khủng bố, một thưởng đâm ra rách trời nứt đất. Chỉ một ảnh chiếu đã rất cường đại. Hãy đi binh doanh lĩnh chiến đấu, vào chiến trường chiến đấu vì nhân loại đi. Người nào giành được quân công sau khi trở về có thể đi vào Mộc Thần Cung chọn lựa công pháp tu luyện. Chiến vương cầm trường thương chớp mắt biến mất. Nghe mấy chữ Mộc Thần Cung làm đám thanh niên tài tuấn các đại tộc hưng phấn. Cổ tộc phái đệ tử vào chiến trường vạn tộc rèn luyện, tích lũy quân công là một, nhưng mục đích lớn nhất là học tập, tu luyện công pháp đỉnh cao.
Trong binh doanh chiến trường vạn tộc có một ít công pháp tu luyện, trung cổ thế gia cũng sẽ liều mạng tranh giành. Những công pháp này do tiên hiền nhân loại chết trong chiến trường để lại, người quét dọn chiến trường thu về, chuyển từng xe vào các chiến khu, chất thành núi. Nếu siêu may mắn không chừng tìm được công pháp tu luyện do thánh linh thượng cổ để lại. Đương nhiên muốn đi Mộc Thần Cung lựa công pháp thì phải tích lũy nhiều quân công, nếu không chỉ có thể đứng ngoài cửa ngó. Bán yêu tinh anh doanh sôi trào, mỗi người mừng rỡ như điên. Nguyên nhân quan trọng nhất bán yêu yếu hơn đệ tử trung cổ thế gia cùng cảnh giới vì công pháp tu luyện quá thấp kém, đệ tử cổ tộc thì toàn tu luyện công pháp đỉnh cao. Thể chất bán yêu vốn đã yếu, huyết mạch không tinh thuần, công pháp tu luyện thua xa người ta thì làm sao đối kháng với đệ tử cổ tộc. Giờ cho bán yêu có cơ hội vùng lên, miễn tích lũy đủ quân công là có cơ hội chọn lựa công pháp, hỏi sao bọn họ không kích động. Bốn bán yêu thất giai cũng rung động, vội đi binh doanh lĩnh chiến lệnh. Trong khi đám bán yêu tinh anh doanh sôi sục ý chí thì Phong Phi Vân nghiêm trang, không hân hoan chút nào. Chiến trường vạn tộc không phải chỗ để chơi, muốn lập quân công nói dễ hơn làm, chín chết mười sống chưa chắc lập được một điểm quân công. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm một khối bia đá, bên trên có giới thiệu sơ về Mộc Thần Giá Chiến Khu. Mộc Thần Giá Chiến Khu là một phần của Tử Vân giới chiến trường, chiến khu cấp thấp. Bao gồm một tòa tiểu thiên thế giới, 657 bí cảnh cao cấp, 7.800 bí cảnh trung cấp, bí cảnh cấp thấp thì nhiều vô số kể. Cái gọi là chiến khu cấp thấp tức là hệ sống nguy hiểm thấp nhất, đa số là chiến khu hậu chiến. Nói thẳng ra là chiến trường gần xong, vùng đất đã bị nhân loại chiếm. Nhưng vẫn có nhiều yêu tộc tán loạn hoặc đánh thua hoạt động trong các bí cảnh này. Tu sĩ đến Mộc Thần Giá Chiến Khu phải tìm ta những yêu tộc còn sống, giết chết hẳn, do đó chiếm được quân công. Tuy chỉ là chiến khu hậu chiến nhưng Phong Phi Vân không dám thả lỏng thần kinh. Cố Bát Thiếu Gia bước chậm đến. Bán yêu minh các ngươi cũng đến Mộc Thần Giá Chiến Khu. Trùng hợp thật. Cố Bát Thiếu Gia mặc thiết giáp thần khải, bên người có hai thanh niên tài tuấn tinh thần phấn cơ chấn theo cùng. Trên người bọn họ có khí thế bạch hồng quán nhật, tu vi cực kỳ mạnh, đẩy lùi trưởng lão bán yêu niết bàn đệ tam trọng thiên. Không còn vẫn thiên linh thạch ức chế, Cố Bát Thiếu Gia hoàn toàn bộc phát tu vi, vô cùng cường đại, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đằng sau ba nhân kiệt trung cổ thế gia có mấy vạn quân đội gia tộc, đông nghìn nghịt, đến chiến trường vạn tộc để bảo vệ ba người. Đây là nội tình của trung cổ thế gia. Một đệ tử ưu tú đến chiến trường vạn tộc rèn luyện sẽ dẫn theo mấy vạn đại quân thiết kỵ. Huống chi Cố gia có vô số tài tuấn đỉnh cao, không chỉ một mình Cố Bát Thiếu gia đi chiến trường vạn tộc. Mỗi một đệ tử ưu tú thống lĩnh mấy vạn thiết kỵ, tổng số càng kinh khủng hơn. Cố Bát Thiếu gia cố ý nhìn Phong Phi Vân, cười hỏi. Không biết bán yêu minh các ngươi đi chiến khu nào rèn luyện? Phong Phi Vân lạnh nhạt nói. Tiền bối bán yêu minh chúng ta tự sắp xếp. Không cần phiền Cố Bát Thiếu gia quan tâm. Cố Bát Thiếu gia cười gằn. Nếu bán yêu minh các người muốn lập quân công hãy đi Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới, chỗ đó là chiến trường lớn nhất Mộc Thần Giá Chiến Khu. Đệ tử trung cổ thế gia chúng ta đều tới đó rèn luyện, không biết bán yêu minh các người có lá gan đó không? Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới là nơi nguy hiểm nhất trong chiến khu Mộc Thần Giá Chiến Khu, cũng là chỗ tụ tập nhiều yêu tộc nhất. Thạch Đại Khai Hơ Phần Điện Chiến Truy. Tia điện đan sen quanh thân, giọng to như sấm. Ai nói chúng ta không có gan, chúng ta nhất định sẽ đi Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Địa khai, đừng nói bậy, đi chiến trường nào do binh trưởng quyết định, lời chúng ta nói không được tính. Đúng vậy, bán yêu minh chúng ta không đi Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới. Chúng ta đến Nham Hồng Bí Cảnh cao cấp. Một đóa sen lửa xanh nở rộ trong không trung. Ánh sáng chiếu bầu trời thành màu xanh, bóng dáng mơ hồ hiện ra trong hoa sen. Thanh tế đại nhân, Nham Hồng Bí Cảnh cao cấp là một trong 657 bí cảnh cao cấp của Mộc Thần Giá Chiến Khu. Nham Hồng Bí Cảnh cao cấp cũng là chiến khu rất nguy hiểm, nhưng không bằng Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, binh trưởng bán yêu minh có quyết định này nằm trong dự định của Phong Phi Vân. Bán yêu minh ít người, lần đầu tiên tới chiến trường vạn tộc, phải hết sức cẩn thận. Sơ sẩy một cái là toàn quân bị diệt. Nham Hồng Bí Cảnh cao cấp là lựa chọn bảo thủ. Thấy bán yêu thất giai xuất hiện, Cố Bát Thiếu gia bớt càn rỡ hơn. Căn cơ bán yêu minh vốn mỏng manh, không đi Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới là quyết định chính xác. Vậy các ngươi chờ xem chúng ta lập quân công lớn đi, ha 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 ha.
Cố Bát thiếu gia cũng rất e ngại Khổ Khiếu Thiên tiểu thiên thế giới, nếu kêu một mình gã dẫn quân đội gia tộc đi vào thì gã tuyệt đối không có lá gan đó. Chủ vì lần này này tập trung nhiều thanh niên tài tuấn trung cổ thế gia, lại có Lưu Tô Tử liên hợp một số tiên thành, thánh phủ nên gã mới dám xông pha Khổ Khiếu Thiên tiểu thiên thế giới. Minh trưởng bán yêu minh chọn rèn luyện trong bí cảnh cao cấp là quyết định hết sức đúng đắn. Không phải bí cảnh cao cấp không có nguy hiểm, bí cảnh cao cấp vẫn rất khó khăn, hiền giả vũ hóa cảnh cũng sẽ chết. Thạch Đại Khai siết chặt chùy to, nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Bát thiếu gia đi xa, rất muốn đánh gã. Thạch Đại Khai hỏi, Minh trưởng, tại sao chúng ta không đi Khổ Khiếu Thiên tiểu thiên thế giới? Thanh Tế Đại Nhân trả lời, đi nham hồng bí cảnh cao cấp vẫn có thể rèn luyện, tích lũy quân công. Đây là sổ tay quân công Minh Tế, mọi người hãy đọc đi, chúng ta đến nham hồng bí cảnh cao cấp ngay bây giờ. Thanh Tế Đại Nhân bắn ra các đốm sáng xanh, bên trong bao bọc một quyển sách bay vào não các bán yêu. Đó là sổ tay quân công Minh Tế. Một bán yêu thất giai khác lấy viên phong mặc ra, tỏa định tọa độ không gian nham hồng bí cảnh cao cấp, mở cửa trùng động. 500 bán yêu bảy vào cửa trùng động. Cửa trùng động mở ra trong nham hồng bí cảnh cao cấp. 4 bán yêu thất giai, 500 tinh nhụ bán yêu bước ra, đạp chân trên mảnh đất đỏ rực. Đá đỏ tựa máu, có tảng đá to cỡ ngọn núi. Tòa bí cảnh cao cấp này hơi đặc biệt, trọng lực gấp 8 lần bên ngoài, không khí hỗn loạn dòng khí cực nóng, có thể ảnh hưởng tốc độ ngưng tụ linh khí của tu sĩ, rất có hại cho tu sĩ nhân loại. 4 đại doanh kết thành phương đội, đệ tam doanh bảo vệ 4 phía, phụ trợ doanh ở giữa, sau đó. A. À, một bán yêu thất giai đang bay trên bầu trời ra lệnh, bỗng một móng vuốt khổng lồ từ tầng mây vỗ xuống. Móng vuốt dài mây trăm thước, đánh bán yêu thất giai té xuống, người đầy máu. Đây là yêu khí khiến người sợ khủng khiếp, tràn ngập vô tận sát khí tàn phá sát. Há to mồm máu nuốt bán yêu thất giai té dưới đất và miệng. Mọi chuyện xảy ra trong phút chốc, các bán yêu chưa kịp phản ứng thì bán yêu thất giai đã bị nuốt vào bụng đại yêu kia. Là địa yêu của Hổ Lang yêu tộc. Thanh Tế Đại Nhân phản ứng mau nhất, lấy ra thần liên màu xanh, có 9 cánh biến thành thanh đăng, ánh sáng xanh bắn ra ngoài. Hổ Lang đại yêu ngửa đầu gầm giống, miệng khổng lồ phun ra suối mục giữa màu vàng, như đập nước vỡ đê. Bán yêu dính phải suối mục giữa giây lát cơ thể thành bãi nước mủ. Tiếng kêu gào không dứt, có mấy chục bán yêu đã chết. Phong Phi Vân bay lên cao, hét to với đám bán yêu còn ngạc nhiên hóa đá. Mọi người mau trốn đi, trốn đắc càng xa càng tốt. Hãy che giấu hơi thở của mình, đừng để yêu tộc phát hiện. Sát kiếp dến quá đột ngột, bán yêu thất giai chết ngay một giây, thành thức ăn cho yêu tộc, huống chi là đám bán yêu chưa từng vào chiến trường vạn tộc. Phong Phi Vân cũng chạy trốn. Thanh Tế Đại Nhân và Hổ Lang Đại Yêu là cường giả đỉnh cao, sử dụng linh khí cửu phẩm, tùy ý một luồng uy lực bắn lọt có thể giết bán yêu niết bàn đệ tam trọng thiên. Các bán yêu bắt đầu chạy trốn, hai bán yêu thất giai khác cũng ra tay vây công Hổ Lang Đại Yêu. Phụt! Tảng đá đỏ nứt ra, một đống nhện trắng bỏ ra. Mỗi con nhện cao một thước, chân dài mấy thước, có mấy trăm con nhện. Người chúng nó có vỏ cứng dày. Mắt sáng đầy nhân tính, miệng phun ra tia sáng trắng quấn lấy bán yêu đang bay trên trời. Bán yêu rớt xuống, rơi vào miệng đàn nhện. Phong Phi Vân lại nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, đừng để tơ nhện quấn chúng, khi bị quấn hãy dùng nhị vị minh hỏa đốt đứt. Điểm yếu bị nói toạc ra chọc giận đám nhện yêu tinh, mấy chục con nhện tinh phun ra tơ nhện quấn Phong Phi Vân. Bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ ngọn lửa vỗ xuống, bàn tay lửa khổng lồ đốt hết tơ nhện thành làn khói. Thủ ấn vỗ xuống đất, mấy chục nhện tinh vỡ nát, vỏ cứng tan vỡ, bị giết hết. Phong Phi Vân phất tay áo, thu xác mấy chục nhện tinh vào giới linh thạch. Xác yêu có thể bán lấy tiền, dùng để luyện đan, luyện khí, giá trị không nhỏ. Mấu chốt là dùng để đổi quân công. Một bàn tay đập chết mấy chục con nhện tinh, đàn nhện tinh dưới đất tức giận. 6 con nhện tinh cường đại biến thành hình người, trần chuồng, rút yêu binh công kích Phong Phi Vân. Tất cả có tu vi niết bàn đệ tam trọng thiên, yêu binh cực kỳ cường đại, một kích rơi xuống đất, vạn giảm tan vỡ. Phong Phi Vân không muốn bị bầy yêu vây công, hắn rút ra thiên tủy binh đàm, chân đạp luân hồi tật tốc lao khỏi vòng vây nhanh chóng chạy xa. 6 con nhện tinh theo đuổi không bỏ, như giòi bám vào xương, tốc độ siêu mau. Một lão nhân tiên phong đạo cốt từ đằng trước bay tới,
chân đạp tường vân, tay cầm phất trần, đầu đội đạo quan. Lão nhân từ xa nói, đạo hữu, ta giúp người chém yêu. Phong Phi Vân vận chuyển bất tử phượng hoàng thân, hai con phượng hoàng bay trong con ngươi. Phong Phi Vân nhìn lão nhân chằm chằm. Tu vi của lão nhân rất mạnh, phất trần biến to như ngọn núi cao mang theo thần uy đập vỡ thiên địa giáng xuống đầu Phong Phi Vân. Một con hổ lang yêu sao dâu được mắt ta. Phong Phi Vân đề phòng từ trước, thiên tủy binh đàm biến thành thanh đao to như nửa vầng trăng màu trắng từ trên trời đánh xuống, xẻ phất trần của lão nhân ra. Lão nhân tiên phong đạo cốt mắt lạnh lẽo khát máu, cơ thể trướng to thành mãnh thú cao tựa ngọn núi. Mình sói đầu cọp, người bao phủ ánh sáng đỏ. Con hổ lang yêu này không khủng bố như hổ lang đại yêu kia, tu vi đại khái là niết bàn đệ tam trọng thiên, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn nhân loại cùng đẳng cấp. Hổ lang yêu gầm một tiếng, thiên địa rung rinh. Sáu con nhện tinh đã đuổi theo. Trước có sói cọp, sau có nhện tinh. Trong thời gian ngắn Phong Phi Vân phán đoán nhanh, bay ngược về hướng sáu nhện tinh. Phong Phi Vân đánh ra thiên hỏa phù, mây lửa giáng xuống, uy lực đốt trời nấu biển. Mảnh đất vạn dặm biến thành hỏa nguyên. Đây là phù lục do lão tổ Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên tế luyện, uy lực ngang ngửa tu sĩ Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên dốc sức đánh một kích. Bùm 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 bùm. Sáu con nhện tinh nổ tung, cơ thể bị lửa đốt thành cho chỉ còn lại sáu viên yêu châu. Hễ yêu tộc có thể biến thân thì trong người sẽ ngưng tụ ra yêu châu, tương tự đan điền của nhân loại. Phong Phi Vân cất sáu viên yêu châu, thở dài. Đó là sáu nhện tinh có thể biến thân, nếu bắt được bán giá khá cao trong Trung ương Vương Triều thứ sáu. Con hổ lang yêu thấy Phong Phi Vân đánh ra thiên hỏa phù, chớp mắt đốt sáu nhện tinh niết bàn đệ tam trọng thiên thành cho thì e ngại nhìn hắn. Hổ lang yêu không rõ trong tay Phong Phi Vân còn phù lục công kích kinh khủng như thiên hỏa phù không. Đến lượt ngươi. Thiên tủy binh đàm biến thành mấy ngàn thanh kiếm nhỏ đâm vào hổ lang yêu, kiếm khí tung hoành, sát quang quét thiên địa. Nhân loại ti tiện, ngươi đang tìm chết. Miệng hổ lang yêu phun tấm da yêu biến to ra mấy trăm trượng, trên da yêu ngưng tụ vô số trận văn, có chữ yêu khắc bên trên, có hơi thở vũ hóa. Bùm 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 bùm. Mấy ngàn kiếm nhỏ bị da yêu chặn lại. Trên da yêu bộc phát lực lượng tà tính như có vị đại yêu bay ra, áp lực không gì sánh bằng, đánh bật thiên tủy binh đàm trở về. Phong Phi Vân giật mình kêu lên. Đại hiền yêu tộc khắc chữ yêu ra. Yêu ra mạnh nhất không phải trận pháp mà là một chữ do địa hiền yêu tộc khắc ra, giữ lại một lũ hơi thở đại hiền yêu tộc, ngưng tụ đạo ấn, uy lực không tầm thường. Thiên tủy binh đàm cũng khó đâm thủng ra yêu. Người có chút kiến thức. Hổ lang yêu lại tung ra yêu ra, giống như áng mây chụp xuống Phong Phi Vân, muốn dùng đạo ấn đại hiền yêu tộc giết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc nhanh chóng thụt lùi, bay lên trời. Ngươi không trốn thoát. Hổ lang yêu lại biến thành hình người, chân đạp trên da yêu, miệng phun suối mục giữa như thiên hà dắt trên bầu trời, ập hướng Phong Phi Vân. Mắt Phong Phi Vân lạnh băng, 360 vạn cho thánh linh rung động, lớp da hiện ra Phật quang ngưng tụ biến thành chứng Phật màu vàng bao bọc người Phong Phi Vân lại. Suối mục giữa đánh vào người Phong Phi Vân, bị chứng Phật vàng ngăn chặn, không dính vào người. Hổ lang yêu mỉm cười nói. Nhân loại, đừng vùng vẫy vô ích, ngoan ngoãn làm đồ ăn trong bụng ta đi. Bùm 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 bùm. Các kiếm khí bị đánh rơi, đất bị xé ra các khe nứt. Phong Phi Vân khựng lại, đan điền bắn ra tia sáng xanh biến thành thần thuyền thanh đồng cổ xưa, dài cỡ dãy núi, uy lực bàng bạc mênh mông. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền đụng bay hổ lang yêu. Cơ thể nó nứt ra cá vệt máu, suýt rách toạc thành mấy mảnh. Hổ lang yêu hãi hùng nhìn thanh đồng cổ thuyền, thuyền cổ toát ra hơi thở thần thánh hùng hồn, để ép nó thụt lùi liên tục. Hổ lang yêu kinh hoàng nói. Đây là vô thượng thần binh, nhân loại nho nhỏ không thể nào có được. Ngại qua, ta sở hữu nó. Phong Phi Vân đứng trên kình thiên côn, lại đụng vào, cơ thể hổ lang yêu bị đụng nứt ra, máu chảy xuống dưới. Hổ lang yêu biến về nguyên hình. Một con cọp sói khổng lồ. Mới rồi Phong Phi Vân đã điều tra xung quanh không có yêu tộc ẩn nấp, nên hắn mới yên tâm sử dụng thanh đồng cổ thuyền, không lo có cường giả yêu tộc nghe tin đến cướp bóc. Hổ lang yêu hú dài, lấy tấm da yêu ra, muốn dùng da yêu đối kháng thanh đồng cổ thuyền. Chữ yêu trên tấm da càng thêm thần thánh, ánh sáng bắn thẳng lên trời, chiếu sáng mảnh đất này. Đây là một lũ hơi thở của đại hiền yêu tộc, khá lợi hại, mặt đất rung rinh.
Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, rót hết linh khí vào miểu quỷ ban chỉ. Miểu quỷ ban chỉ lại truyền lực lượng vào Long Mã Hà Đồ, điều khiển thanh đồng cổ thuyền tăng tốc độ, tựa như thuyền thánh linh xuyên qua không gian đụng vào hổ lang yêu. Bởi vì có hơi thở đại hiền yêu tộc bám vào nên giá trị ra yêu bằng một vũ hóa phù lục. Phong Phi Vân thu yêu châu, máu thịt của hổ lang yêu. Giết một con yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, được 1 điểm quân công. Giết một con yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên, được 0,1 điểm quân công. Giết một con yêu niết bàn đệ nhất trọng thiên, được 0,01 điểm quân công. Trong đầu Phong Phi Vân xem xét sổ tay quân công minh tế, tính sơ số lượng quân công hiện có. 7 con yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, 11 con yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên, 28 con yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, cộng lại có 8,38 điểm quân công. Phong Phi Vân cười tự hào. Dường như tích lũy quân công không mấy khó khăn. Giây sau Phong Phi Vân nghĩ đến tiền bối bán yêu thất giai đã chết, hàng trăm tinh anh bán yêu thì lại thấy tích lũy quân công không dễ chút nào. Sơ sẩy một cái sẽ toàn quân bị diệt. Con hổ lang yêu, 6 con nhện tinh rất mạnh, nếu trưởng lão bán yêu gặp phải rất có thể sẽ chết. Không biết kết quả chiến đấu của nhóm thanh tế đại nhân và đại yêu hổ lang yêu tộc thế nào. Phong Phi Vân trốn xuống lòng đất, xuyên qua đá đỏ trở về theo đường cũ, tụ hợp với mấy vị binh trưởng. Dù sao nơi này chính là chiến trường vạn tộc, có nhiều nguy hiểm chưa biết. Ở chung với binh trưởng an toàn hơn, nếu gặp một số đại yêu thì chỉ có đường chết. Khi Phong Phi Vân nhô ra khỏi tảng đá, trước mặt hắn là thế giới hỗn độn, hoang tàn. Đất đai bị xới nát, khắp nơi tan hoang như gặp đại kiếp nạn tận thế. Trong không khí còn di chuyển dòng khí sát phạt, xé hư không thủng lỗ chỗ. Có các vòng xoáy khổng lồ di chuyển trên bầu trời, nuốt hết đá và núi. Ba binh trưởng bán yêu minh, quân công đã mất tích. Đây là lực lượng của mấy vị binh trưởng, quá mạnh. Phong Phi Vân không dám sử dụng thần thức tra xét, dù sao trong lúc dùng thần thức điều tra sẽ bị yêu tộc khác phát hiện, nếu gặp bầy yêu vây công thì đúng là không có chỗ chôn. Thiên tủy binh đảm hóa thành trường thương nằm trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dọc theo dấu vết đất vỡ vụn, ẩn núp thân hình đuổi theo. Trên đường đi Phong Phi Vân lại thấy nhiều xác vụn của bán yêu. Có bị yêu tộc nuốt đầu, có bị cắn nửa người. Phong Phi Vân thở dài thườn thượt, thu xác mấy bán yêu, tê dọc đường đi hắn thu được 9 bộ xương vụn. Có tiếng nữ nhân kêu cứu, tiếng chiến đấu. Phong Phi Vân lao nhanh qua, 3 mỹ nữ bán yêu đang truy sát 1 mỹ nữ bán yêu. Nàng mọc đuôi cá, người loang lổ vết máu, cung tên trên lưng đã bắn hết. Chiến cung của mỹ nữ bán yêu bị một hổ lang yêu vỗ gãy. Hổ lang yêu biến thân nam nhân cao to, khinh thường cười khẩy nói. Ra là bán yêu đê tiện, bán yêu cũng có thể vào chiến trường vạn tộc. Hổ lang yêu khinh thường sinh vật đê tiện như bán yêu. Tuy là bán yêu nhưng bộ dạng không tệ. Một hổ lang yêu lấy ra sợi xích thô cỡ cánh tay. Xích sắt đỏ rực kéo dài mấy chục dặm, như con rắn sắt thép quấn quanh. Rào rào. Xích sắt chói mỹ nữ bán yêu lại. Bốp. Phong Phi Vân biến thành luồng sáng chặt đứt sợi xích, đáp xuống trước mặt mỹ nữ bán yêu. Phong Phi Vân giơ thương đứng thẳng, mắt lạnh băng nhìn 3 con hổ lang yêu. Mỹ nữ bán yêu thấy Phong Phi Vân thì mừng hết lớn, quỳ sau lưng hắn. Chủ nhân. Nữ nhân là Ngọc Đại. 3 con hổ lang yêu cảm nhận khí thế từ Phong Phi Vân, chúng nó thận trọng hơn, biến thân bản thể, 3 con sói cọp to cỡ ngọn núi cao, phát ra tiếng hú dài, tràn ngập khí giết người. Ánh mắt Phong Phi Vân ngạo nghễ, cơ thể thành cái bóng đen bay lên, đâm ra một thương. Một luồng sáng trắng bay ra đâm mạnh vào mắt một con hổ lang yêu. Khí kình thiên tủy binh đàm vô cùng sắc bén, từ con mắt đâm vào cơ thể, cắt nát máu thịt trong người hổ lang yêu. Miệng hổ lang yêu chảy máu, gầm giống kinh thiên động địa, lao nhanh đi cuối cùng gục ngã dưới đất. Phong Phi Vân đáp xuống, nhìn thân hình hổ lang yêu khổng lồ, da lông lấp lánh ánh sáng yêu tính. Phong Phi Vân cười nói. Rốt cuộc được xác yêu hoàn chỉnh, da yêu này có thể bán giá tốt, có thể tế luyện ra mấy chục bộ áo giáp không tệ. Grau, dám lấy ra hổ lang yêu tộc ta tế luyện áo giáp, đây là nhục nhã hổ lang yêu tộc ta. 2 con hổ lang yêu cùng xông vào Phong Phi Vân, tu vi niết bàn đệ nhị trọng thiên, miệng phun suối mục giữa biến thành sông đen thui ập đến. Người Phong Phi Vân bao bọc Phật quang màu vàng, thiên tủy binh đàm biến thành chiến đao chém một nhát.
Long hoàng nhất đao sát. Tiếng rồng ngâm vang lên. Một đao khí hình rồng thổi qua, đao quang dài mấy ngàn thước xẹt qua, chém rớt đầu một con hổ lang yêu, cơ thể to lớn té dưới đất. Cùng lúc đó, móng vuốt con hổ lang yêu khác từ trên trời giáng xuống, đánh vào đầu Phong Phi Vân, đè xuống. Ầm. Móng vuốt khổng lồ nhấn xuống lòng đất, đá đỏ vỡ nát bấy. Ba vết nứt lấy móng vuốt làm trung tâm lan xa mấy trăm dặm. Đây là yêu Niết Bàn Đệ nhị trọng thiên dốc sức đánh ra một kích, dù là tu sĩ Niết Bàn Đệ tam trọng thiên cũng sẽ bị thương nặng. Bùm! Phong Phi Vân bay ra khỏi lớp đá, hắn không bị thương. Hổ lang yêu định vỗ tiếp một móng vuốt thì Phong Phi Vân đã bắn ra một tấm phù lục phòng ngự, chặn lại đa số lực lượng. Chết đi! Phong Phi Vân chém một nhát đao chặt đứt một chân hổ lang yêu, thân thể to lớn té dưới đất. Phong Phi Vân vọt lên, đáp xuống đầu hổ lang yêu, vỗ trán nó, đâm thủng sọ não, nhiều tủy não chảy ra ngoài. Phong Phi Vân vội thu xác ba hổ lang yêu, kéo Ngọc Đại nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này xảy ra chiến đấu rất nhanh sẽ có một đống yêu tộc chạy tới, phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Phong Phi Vân, Ngọc Đại vừa đi không lâu có một địa yêu khủng bố lộ ra thân hình hít ngửi dưới mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Trong nhân loại có người thông minh, không để lại chút dấu vết. Phong Phi Vân mang theo Ngọc Đại trốn ra ba vạn dặm mới tạm dừng. Phong Phi Vân đào một cái hang trên vách núi, bày trận pháp giấu hơi thở quanh cái hang. Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, mới rồi hắn cảm giác hơi thở đại yêu xuất hiện, sợ hết hồn co giò chạy nhanh. Mãi khi hắn trốn đến chỗ này hơi thở đại yêu mới biến mất. Ngọc Đại hiểu điệu hành lễ hướng Phong Phi Vân, mím môi. Đa tạ chủ nhân cứu mạng. Phong Phi Vân ngồi ở cửa hang, tay cầm cục đá xếp dưới đất, hỏi. Sao nàng bị ba con nhổ lang yêu truy sát, ba vị binh trưởng đâu? Ngọc Đại cắn răng, hốc mắt đỏ hồng. Bán yêu tinh anh đệ nhất doanh của chúng ta có rất nhiều người chết, bị đám yêu tộc khét tiệt ăn sống, không biết có mấy người sống sót. Ta chạy về tìm ba vị binh trưởng, nhưng vừa phát ra thần thức dò xét thì bốn con hổ lang yêu bao vây. Một hổ lang yêu bị ta giết, ba con khác chết trong tay chủ nhân. Phong Phi Vân bóp cục đá, liếc hướng Ngọc Đại. Chỗ này là chiến trường vạn tộc mà nàng dám dùng thần thức. Linh hồn yêu tộc cực kỳ cường đại, thần thức của nàng quét qua người chúng là yêu tộc sẽ phán đoán ra vị trí của nàng ngay. Ngọc Đại nói, nô tỳ nhớ kỹ chủ nhân dạy bảo. Phong Phi Vân đặt cục đá cuối cùng xuống đất vây thành vòng tròn, ánh sáng dâng lên cao biến ra ảo ảnh thế giới rộng lớn, có dãy núi chập trùng, sông chảy xiết, thảo nguyên vạn dặm, hang sâu không thấy. Đây là thế giới ảo ảnh, rất to lớn, rung động hồn người. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Đã thôi diễn ra. Ngọc Đại ngồi xổm dưới đất, tóc dài rủ xuống, quần áo rách dưới, da trắng dính tầng máu giả, đôi mắt tràn ngập kinh thán hỏi. Chủ nhân. Đây là cái gì? Phong Phi Vân đứng dậy nhìn ảo ảnh thế giới lan tràn khắp hang động, nói. Một thế giới muốn hình thành phải do địa lý mạch lạc xây dựng, miễn tìm ra được địa lý mạch lạc là có thể tính ra hình dạng địa lý toàn thế giới. Bây giờ nàng đang xem địa lý hình dạng nham hồng bí cảnh cao cấp. Ngọc Đại kinh thán không nói nên lời. Loại thủ đoạn này quá thần dị, trước kia nàng chưa từng nghe nói. Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Chúng ta hiện đang ở đây. Chỗ này là Đông Nam Bộ Đại Lục thứ 2 nham hồng bí cảnh cao cấp, tạm đặt tên là Đại Lục số 2. Vị trí ngón tay Phong Phi Vân chỉ là nơi giao giới giữa bình nguyên và dãy núi, địa lý khác biệt rất lớn. Các dòng dung nham tụ lại thành sông lớn chảy qua, trời quang mây tạnh, đỏ thẫm nhiên thiên. Ta ước chừng khoảng cách Nam Bắc Đại Lục số 2 là 7.600 vạn dặm, Đông Tây khoảng 9.000 vạn dặm. Diện tích khu vực cỡ một vực quốc gia nhân loại. Phong Phi Vân nói tiếp. Trên đại lục thứ hai không có thảm thực vật, 80% bị đá bao phủ, 10% dung nham bao phủ tụ thành hồ, nước sông. Đại lục thứ hai ẩn giấu bao nhiêu yêu tộc, chỗ nào biến thành yêu quật, chúng ta hoàn toàn không biết, nhưng xem vị trí địa lý đại lục thứ hai có thể đoán đại khái những chỗ có yêu quật. Ngọc Đại hỏi, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Phong Phi Vân suy tư, tốt nhất là không đi đâu. Nếu gặp đàn yêu tộc thì bằng vào sức hai ta sẽ thành cho ngay. Vậy chúng ta làm sao trở về binh doanh? Chỉ có bốn vị binh trưởng giữ trùng động linh thạch. Chiến trường vạn tộc quá nguy hiểm, tùy thời gặp tai họa ngập đầu, ăn ngủ không yên, thần kinh kéo căng. Ngọc Đại đánh trống rút lui, không dám ở lại đây tiếp.
Phong Phi Vân nhìn Ngọc Đại chằm chằm. Nếu nàng muốn trở về binh doanh thì ta có thể đưa nàng đi ngay. Nhưng chúng ta đến chiến trường vạn tộc vì cái gì? Là vì đoạt chiến công, tranh vinh dự, thắng được tôn trọng và địa vị. Chúng ta là tinh anh trong bán yêu, tinh nhuệ chọn ra từ vô số bán yêu, đại biểu ước vạn bán yêu chiến đấu chứ không phải riêng chúng ta. Chỉ mới vào chiến trường ngày đầu tiên đã định rút lui, hèn gì nhân tộc và yêu tộc đều xem thường bán yêu. Ngọc Đại bị Phong Phi Vân nói cúi thấp đầu, mắt đỏ ngầu, tay kéo tóc dài. Ngọc Đại xấu hổ nói. Ta không có ý đó. Ý của ta là không có mấy vị binh trưởng dẫn dắt thì lực lượng của chúng ta quá yếu, gặp một tàn quân yêu tộc cũng đủ chết. Ngọc Đại lo là có lý. Trên chiến trường vạn tộc không thể chú trọng chủ nghĩa cá nhân anh hùng, không tác chiến đơn độc được. Tuy yêu tộc trong nham hồng bí cảnh cao cấp chạy trốn từ chiến trường quy mô lớn nhưng vẫn tập kết thành đàn, ít có yêu đi lẻ. Phong Phi Vân trầm tư giây lát, nói. Xem tình hình chúng ta vừa gặp thì thấy trong mấy trăm vạn dặm xung quanh có hai yêu tộc tụ tập, Hổ Lang yêu tộc, Bạch Chu yêu tộc. Chúng ta gặp phải tiểu yêu đi lẻ phụ trách điều tra, sao huyệt của chúng nó sẽ không quá xa. Phong Phi Vân quan sát địa hình trong thế giới ảo, phân tích thói quen sinh hoạt của Hổ Lang yêu tộc, Bạch Chu yêu tộc, suy đoán vị trí xào huyệt của Bạch Chu yêu tộc. Bạch Chu yêu tộc sợ lửa, ổ của nó chắc chắn cách xa sông nước dung nham. Chúng nó có tốc độ mau, động tác nhanh nhẹn, giỏi ảo thuật và trận pháp. Đến cảnh giới Niết Bàn đệ tam trọng thiên là có thể biến hình người, nữ yêu diễm xinh đẹp, nam tuấn tú tiêu sái, mê hoặc lòng người. Ta cho rằng xào huyệt của nó rất có thể nằm trong dãy núi sau lưng chúng ta. Mấy ngày sau Phong Phi Vân khoác mặt trái áo ra phượng vảy rồng, ẩn núp đi vào dãy núi tìm kiếm. Ngày thứ năm, trên một ngọn núi đỏ rực Phong Phi Vân thấy dấu vết trận pháp ẩn nấp. Phong Phi Vân núp trên vách đá treo leo chờ trời tối. Trong không trung có tia dao động, mấy chục trận pháp phản chuyển. Mấy chục nữ yêu bước ra, hình dáng yêu kiều, gợi cảm hở hang, tóc dài màu trắng, đôi mắt trắng, phát ra ánh sáng yêu dị. Nữ yêu thủ lĩnh vóc dáng cao kiều, minh châu cài trên tóc, mặt lạnh băng. Tuyết Lang đại nhân đã tính ra lại có 6 quân đội nhân loại đến mảnh đất này. Chúng ta chia ra 6 tổ quyết tìm ra vị trí 6 đội quân nhân loại. Nữ yêu thủ lĩnh ra lệnh, các nữ yêu khác tự động chia 6 tổ, mỗi tổ từ 5 đến 10 người. Bọn họ biến thành mấy con nhện màu trắng chui vào đá đỏ, biến mất. Má ơi, rốt cuộc có thể tích lũy quân công. Phong Phi Vân nhếch môi cười, cũng chìm xuống đá đỏ, đuổi theo một tổ. Tổ này có 8 con bạch chu yêu tinh, thi triển yêu thuật độn địa bò trong đá, không toát ra chút hơi thở nào. Phong Phi Vân theo sau đám bạch chu yêu tinh. Lặng lẽ triệu hoán quan tài hoàng thạch thu con bạch chu yêu tinh bò sau cùng vào, nhanh chóng đóng nắp quan tài. Trong quan tài vang lên xích sắt nhúc nhích, tiếng bạch chu yêu tinh kêu cứu. Nhưng thanh âm đã bị Phong Phi Vân che giấu, 7 con bạch chu yêu tinh đi đằng trước không nghe thấy. Vù 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 vù. Phong Phi Vân lại hành động, một lần thu 2 bạch chu yêu tinh vào quan tài hoàng thạch. Những bạch chu yêu tinh này có thể biến thân. Sau khi bắt sống bán giá cao trong Trung ương Vương Triều thứ 6. Phong Phi Vân liên tục ra tay 5 lần thu 7 con bạch chu yêu tinh vào quan tài hoàng thạch, lần ra tay cuối cùng kinh động yêu tinh mạnh nhất đi đầu. Ai đó? Yêu tinh này tu vi siêu cường đại, đến đỉnh Niết Bàn đệ tam trọng thiên. Chân nhện quất qua, cắt mặt đất thành hai nửa. Quan tài hoàng thạch bị bạch chu yêu tinh hất bay, xông hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đang tập trung thu bạch chu yêu tinh thứ 7. Không còn yêu tinh đi đằng trước mạnh như vậy. Quan tài hoàng thạch đập vào ngực Phong Phi Vân, đánh bay hắn ra mây giảm, đụng vỡ bao nhiêu là khối đá. Vù 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 vù. Keng keng keng. Bạch chu yêu tinh xông lên, chân nhện như thanh thiên đao chém cổ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thò tay vào ngực móc Mao Ô Quy ra, dùng mai rùa chặn chân bạch chu yêu tinh, nhưng lực lượng vẫn rất kinh khủng, hắn lại văng ra. Tu vi bạch chu yêu tinh ngang ngửa thần cung chủ thần linh cung, lực lượng lớn vô cùng, sát khí đậm đặc, miệng phun tơ nhện màu trắng quấn lấy Phong Phi Vân. Một tiểu yêu mà dám cản rỡ trước mặt ta. Cánh tay Phong Phi Vân mọc vô cùng lông chim đỏ rực biến thành vuốt phượng hoàng khổng lồ chộp đằng trước. Móng vuốt rực lửa đốt hết tơ nhện trắng thành tro, vuốt đập vào người bạch chu yêu tinh, đánh bay nàng té xuống đất. Phong Phi Vân vọt ra khỏi mặt đất, mặc vào mặt phải áo da phượng vảy rồng. Uy thế ngút trời phát ra từ người Phong Phi Vân.
Mặt phải thần y là da phượng vảy rồng, mặt trái là ẩn tàm sa la. Hai thuộc tính khác nhau, một đại biểu lực lượng, một có thể ẩn thân. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Phong Phi Vân lại thi triển ra Phượng Hoàng Liệt Thiên, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nơi này rất gần hang ổ Bạch Chu yêu tộc, tùy thời kinh động cường giả trong Bạch Chu yêu tộc. Con Bạch Chu yêu tinh này không dễ đối phó, biến thân nữ nhân xinh đẹp trần truồng, da trắng, ngực cao vút, mông vêu, rốn gợi cảm, đôi mắt đầy yêu tính, một chiếc nhẫn bay ra khỏi ngón tay. Tỏa hồn giới. Đây là yêu binh linh khí thất phẩm. Nó biến thành cái vòng sắt to bộc phát ra yêu khí khổng lồ trấn áp linh hồn Phong Phi Vân. Bùm! Đôi mắt Phong Phi Vân kiên quyết, linh hồn vững chắc. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm biến thành mấy ngàn thanh kiếm nhỏ màu trắng như mưa kiếm đâm tới. Tốc độ Bạch Chu yêu tinh rất mau, chân cực nhanh, người như cánh hoa bay trong mưa kiếm. Không thanh kiếm nào đâm trúng Bạch Chu yêu tinh. Nhân loại thi tiện. Các ngươi cho rằng đã công chiếm bí cảnh này thì có thể làm chủ nhân của bí cảnh sao? Mơ tưởng viễn vông. Bạch Chu yêu tinh như rắn ngọc không xương bay tới trước mặt Phong Phi Vân, vươn cánh tay mảnh khảnh đâm vào tim hắn. Phong Phi Vân lắc đầu, sử dụng ra yêu chụp xuống đầu Bạch Chu yêu tinh. Lực lượng đại hiền yêu tộc bộc phát, chấn áp Bạch Chu yêu tinh dưới ra yêu. Phong Phi Vân cuộn ra yêu thành cái bao, vác trên vai. Bạch Chu yêu tinh vùng vẫy trong ra yêu. Đánh ra các chiến binh, muốn xé ra yêu bỏ chạy nhưng không được. Lực lượng đại hiền yêu tộc áp chế Bạch Chu yêu tinh gắt gao, sức lực chống cự yếu dần. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Thật là ngực to không đầu óc, dám đánh cận chiến với ta. Đây là hậu quả của việc sơ sẩy. Phong Phi Vân thu tỏa hồn giới lơ lửng trong không trung vào lòng bàn tay, đây là yêu binh linh khí thất phẩm, đồ tốt. Trong hang yêu tộc phía xa bắn ra cột sáng. Cách mấy ngàn dặm công kích Phong Phi Vân. Nguy rồi, kinh động đại yêu trong hang ổ. Người Phong Phi Vân dựng đứng lông tơ, con người co rút. Phong Phi Vân liên tục đánh ra 10 phù lục phòng ngự, lặn xuống lòng đất. Phong Phi Vân dán côn bằng tật tốc phù vào chân, nhanh chóng bỏ chạy khỏi lòng đất. Uy lực cột sáng rất kinh khủng, chắc chắn do đại yêu đánh ra, chớp mắt đâm thủng 10 phù lục phòng ngự bắn trúng vị trí Phong Phi Vân vừa đứng, đánh thủng đất thành cái lỗ sâu hóm. Trong hang ổ Bạch Chu yêu tộc lao ra mấy vạn Bạch Chu yêu tinh, chui xuống hố không đáy điên cuồng truy sát Phong Phi Vân. Yêu khí này phô thiên cái địa, đất bùn dày không thể che giấu nó. Yêu khí tràn ra mặt đất, biến đá đỏ thành màu xanh, đất rung rinh. Đội quân cổ tộc mới đến mảnh đất này bị yêu khí khổng lồ hù sợ, vội vàng kêu cha gọi mẹ chạy trốn. Bà nội nó, xui quá, mới đến nham hồng bí cảnh cao cấp đã gặp bầy yêu chạy lung tung. Còn cho người ta sống không? Mấy vạn Bạch Chu yêu tinh truy sát, yêu khí rầm rộ. Có con bò dưới đất, có bò trên mặt đất hình thành dòng lũ. Trong đó có khá nhiều yêu tinh tu vi cao siêu biến hình người liên tục đánh ra thuật pháp muốn giết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chạy nhanh dưới lòng nham thạch, nghe tiếng quân đội cổ tộc trên mặt đất. Là một thanh niên tài tuấn cổ tộc dẫn đội quân vào chiến trường vạn tộc, có mấy ngàn người, chiến thú, chiến xa rầm rộ chạy nhanh. Phong Phi Vân cười thầm trong bụng, chạy hướng quân đội cổ tộc, những Bạch Chu yêu tinh cũng đuổi theo. Tía nó, quá đáng, tại sao đuổi theo chúng ta? Còn thiên lý không? Đội quân cổ tộc chửi thề, cảm thấy mình quá xui, gặp yêu tộc đánh lén quy mô lớn. Quân đội thần tấn vương triều và đám Bạch Chu yêu tinh đụng độ, chiến đấu. Trong Bạch Chu yêu tinh có một số cường giả lấy yêu binh vô thượng bắn ra yêu quang đánh nát mấy chục quân sĩ mặc áo giáp. Cơ thể rách thành mấy mảnh. Có cường giả cổ tộc ra tay, là người hộ đạo cho thanh niên tài tuấn. Cường giả cổ tộc sử dụng linh khí bát phẩm, linh khí xẹt qua hư không đánh nát đất đai vạn dặm, vô số Bạch Chu yêu tinh bị giết. Đội quân cổ tộc kết thành chiến trận đâm thẳng, giết Bạch Chu yêu tinh tu vi cao sâu. Nhưng trong Bạch Chu yêu tộc cũng có cường giả, ra tay tàn nhẫn giết người hộ đạo cầm linh khí bát phẩm. Cuối cùng Bạch Chu yêu tinh giết hết quân đội Bạch Chu yêu tinh. Khi mấy vạn Bạch Chu yêu tinh bỏ qua, trên mặt đất không còn lại gì, chỉ có bãi máu đỏ ao đọng lại. Gần một phút, thanh niên tài tuấn cổ tộc dẫn theo quân đội bị diệt sạch, không người sống sót. Lão tổ theo đội cũng chết tại chỗ, rơi vào miệng yêu tinh. Đám Bạch Chu yêu tinh có khứu giác nhạy bén, dù Phong Phi Vân mặc ẩn tàm sa la thì chúng ta lần theo mùi đuổi theo không tha. Bạch Chu yêu tinh thanh thế rầm rộ đụng thủng núi cao, san bằng hiệp gốc.
Có vẻ Bạch Chu yêu tinh bị ta bắt địa vị không thấp, đám yêu tinh không tiếc truy sát ta mấy chục vạn dặm. Phong Phi Vân phát hiện một đội quân thần tấn vương triều ở hướng khác, khoảng hơn 800 người. Bọn họ trông thấy yêu khí bay tới, quay người bỏ chạy ngay, không muốn gặp đàn yêu tộc. Chết tiệt, đám yêu tộc đổi hướng đuổi theo chúng ta. Tu sĩ cổ tộc chạy trốn mau hơn. Thiên địa tối sầm, cát bay đá chạy, yêu khí răng khắp lối. Chỉ chiến đấu vài giây, mấy trăm tu sĩ nhân loại đã bị nuốt sạch sẽ, không thể ngăn lại bước chân của Bạch Chu yêu tinh. Trên ngọn núi đỏ thẫm vang tiếng hét chói tai. Nghiệt chướng, chịu chết. Thiếu niên mặc áo đạo đứng trên ngọn núi, khoảng 17, 8 tử, anh tư bừng bừng, chiến ý lạnh lẽo, tay cầm thái cực bát quái ấn chiếu hư không. Ánh sáng hỗn độn dâng lên như vầng trăng sáng chiếu tám hướng. Thái cực bát quái ấn ẩn chứa âm dương hỗn độn chi khí, chia thiên địa thành hai màu đỏ và xanh. Bùm 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 bùm. Thoáng chốc mấy trăm Bạch Chu yêu tinh nổ tung trên bầu trời, cơ thể thành bột máu. Bên kia núi cao đứng thiếu nữ mặc áo đạo, khoảng 17, 8 tuổi, mắt sáng răng trắng, tóc tơ bay, khuôn mặt giống thiếu niên áo đạo y như đúc. Thiếu nữ cầm thần đăng màu xanh. Vô vọng hàng yêu đăng. Đèn bay lơ lửng chiếu rọi bát phương, sáng hơn hẳn thái cực bát quái ấn, như dùng ánh sáng chống đỡ một thế giới. Ánh sáng thần tính thổi quét ra ngoài, đánh bại mấy ngàn con Bạch Chu yêu tinh. Trong đó có gần ngàn Bạch Chu yêu tinh cơ thể vỡ nát thành huyết vụ, mấy ngàn Bạch Chu yêu tinh bị thương. Đám Bạch Chu yêu tinh bị trấn áp, biết gặp phải cường giả trong nhân loại. Chu tà. Thiếu niên áo đạo lấy ra thanh kiếm cổ, thái cực bát quái ấn bay trên đầu, khí thế tăng vọt, chiến quang chói mắt. Thiếu niên áo đạo lao vào bầy Bạch Chu yêu tinh, mỗi bước ra một bước là chém một con yêu tinh thành hai khúc, không yêu nào chắn được. Phục ma. Trưởng bối Cửu Tiêu Tiên Thành triệu hoán kiếm cổ, thanh đăng treo trên đầu, chân đạp tam thanh đạo khí, thân thể biến thành ảo ảnh, tốc độ mau đến tận cùng. Thiếu nữ áo đạo đi một vòng trong đám Bạch Chu yêu tinh, một đống yêu tinh ngã trên mặt đất. Chỉ 10 phút, mấy vạn Bạch Chu yêu tinh bị thiếu niên áo đạo, thiếu nữ áo đạo giết lùi, để lại mây ngàn cái xác yêu chất đầy đất như chiến trường tàn sát. Thiếu niên áo đạo, thiếu nữ áo đạo dọn dẹp chiến trường, thu các xác yêu vào giới linh thạch. Phong Phi Vân chui lên khỏi mặt đất, nhìn cảnh tượng đồ sộ phía xa, lòng thầm cảm thán hai người quá mạnh. Ai đó? Thiếu nữ áo đạo có linh giác cực mạnh, cảm giác ánh mắt nhìn mình chăm chú. Thiếu nữ áo đạo thấy Phong Phi Vân đứng cách hơn 10 dặm. Thiếu nữ áo đạo lắc người vượt qua hơn 10 dặm, đáp xuống trước mặt Phong Phi Vân, phục ma cổ kiếm giơ ngang ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không ngờ thiếu nữ áo đạo cảnh giác mạnh như vậy, cười nói. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, người mình, người mình. Thiếu nữ áo đạo triệu hoán vô vọng hàng yêu đăng, đăng quang chiếu người Phong Phi Vân, thấy hơi thở nhân loại và yêu tộc trên người hắn. Thiếu nữ áo đạo lạnh lùng nói. Thì ra ngươi là bán yêu. Thần đăng của thiếu nữ áo đạo rất lợi hại, yêu tộc nào bị ánh đèn chiếu vào sẽ hiện ra nguyên hình. Dù Phong Phi Vân tu luyện bí pháp giấu yêu khí cũng bị thần đăng chiếu ra, không thể che giấu. Thiếu niên áo đạo đáp xuống. Chắc chắn là bán yêu bên yêu tộc phái đến. Thiếu niên áo đạo vỗ trưởng vào Phong Phi Vân. Thiếu nữ áo đạo vung cổ kiếm phục ma chém hư không, phát ra kiếm quang chém phá trưởng ấn của thiếu niên áo đạo. Thiếu nữ áo đạo nói. Tử Lâm, đừng làm bậy. Trước nay bán yêu không đến chiến trường vạn tộc, nghe nói năm nay bán yêu quốc gia nhân loại có thể vào chiến trường vạn tộc rèn luyện, không chừng là người mình. Phong Phi Vân vác ra yêu, nói. Là người mình, ta là quan viên Trung ương Vương Triều thứ 6, Đại Ti Bộ Diệp Hồng Cảnh, có đất phong trăm vạn dặm, đây là quan ấn của ta. Phong Phi Vân lấy ra quan ấn Đại Ti Bộ hơ trước mặt hai người rồi nhanh chóng cất đi. Phong Phi Vân chứng thực thân phận, thiếu niên áo đạo, thiếu nữ áo đạo cất chiến binh, cổ kiếm lại. Thiếu niên áo đạo tên Tử Lâm mím môi, lẩm bẩm. Một bán yêu mà có đất phong. Thiếu nữ áo đạo trừng thiếu niên áo đạo, nàng cười thân thiện với Phong Phi Vân. Chúng ta là đệ tử Vô Thọ Tinh Cung, ta tên Du Tử Lăng, đệ đệ của ta tên Du Tử Lâm. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Nàng và đệ đệ rất giống nhau. Du Tử Lăng cười nói. Bởi vì chúng ta là song sinh. Giới thiệu sơ rồi tỷ đệ song sinh dọn dẹp chiến trường, rất nhanh cất mấy ngàn xác yêu, nhanh chóng rời đi. Phong Phi Vân không nói nhiều với Du Tử Lăng. Du Tử Lâm, hắn đi trước.
Tu vi đôi tỷ đệ song sinh rất mạnh, bọn họ sử dụng thái cực bát quái ấn, vô vọng hàng yêu đang ít nhất cỡ linh khí cửu phẩm hoặc là linh khí thập phẩm. Chỉ từ điều này nhìn ra được Du Tử Lăng, Du Tử Lâm không đơn giản, sức chiến đấu gần bằng thiếu thành chủ cửu Tiêu Tiên Thành, Tiêu Thiên Duyệt. Trên chiến trường vạn tộc đừng đi gần người không quen, rất có thể sẽ bị đâm dao sau lưng, cướp quân công, chiến bảo, chuyện này rất bình thường. Du Tử Lâm, Du Tử Lăng hiểu đạo lý này, Phong Phi Vân cũng biết. Phong Phi Vân lặng lẽ rời đi, rất nhanh trở lại hang động bên mép dãy núi. Phong Phi Vân mở ra yêu, quan tài hoàng thạch ra, thả tám nữ yêu tinh bạch chu yêu tộc ra ngoài. Bọn họ trần truồng, vóc dáng mỹ miều, trắng nõn. Mặt ngọc đại xấu hổ đỏ hồng hỏi. Chủ nhân, bọn họ là nữ yêu bạch chu yêu tộc. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Cho bọn họ mặc y phục vào đã, ta muốn thẩm vấn riêng. Phong Phi Vân cắt ra hổ lang yêu thành 8 miếng, giao cho Ngọc Đại. Ngọc Đại tế luyện 8 miếng ra yêu thành 8 giáp mềm cho bạch chu yêu tinh mặc vào. Tu vi của 8 bạch chu yêu tinh đã bị Phong Phi Vân phong ấn, bọn họ như người bình thường không có sức chống cự. Phong Phi Vân lần lượt thẩm vấn các yêu tinh. Ánh mắt Ngọc Đại là lạ nhìn Phong Phi Vân. Chủ nhân thật sự thẩm vấn bọn họ. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Đương nhiên là thẩm vấn. Nàng ở bên ngoài trông chừng 7 nữ yêu khác, không cho bọn họ thông cung. Ta cần đơn độc, thẩm vấn từng người. Phong Phi Vân đưa một nữ yêu tinh dáng người nóng bỏng vào sâu trong hang, ném xuống đất. Phong Phi Vân dựng bình chướng ngăn cách hang động. Nữ yêu có tu vi sơ kỳ niết bàn đệ tam trọng thiên, dáng người nóng bỏng, trước nhô sau vểnh, đường cong mỹ miều, sau khi mặc giáp mềm càng gợi cảm hơn. Da thịt nhiều nơi lõa lồ, nửa che nửa hiện, cực kỳ mê người. Hoàn toàn xứng đáng là nữ yêu tinh. Da nàng trắng mịn, tóc dài màu bạc, mắt đầy yêu tính. Nữ yêu nằm sấp dưới đất, eo nhỏ, mắt đa tình. Nữ yêu cười hỏi. Nhân loại, ngươi định thẩm vấn ta kiểu gì? Nữ yêu tinh cười rất quyến rũ, khí chất yêu mị. Nam nhân định lực mạnh mấy thấy nữ yêu tinh nằm trước mặt thì khó thể kiềm chế. Dầm. Phong Phi Vân đá bay nữ yêu tinh, cơ thể đập mạnh vào vách tường. Bị trận pháp trên vách tường bật về. Nữ yêu tinh lăn dưới đất, không ngừng ho ra máu. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Đừng lấy mỹ thuật của bạch chu yêu tộc ra đùa với ta. Ngoan ngoãn khai thật đi, ta hỏi một câu, người đáp một câu. Bụng nữ yêu tinh xuất hiện một vệt máu chảy ra từ kẽ giáp mềm, dọc theo hai đùi thon dài nhỏ xuống nền đất. Nữ yêu tinh nhe hàm răng chắc dính đầy máu, hung tợn trừng Phong Phi Vân. Nữ yêu tinh lạnh lùng nói. Nhân loại vô sỉ, ta sẽ không nói bất cứ thứ cho ngươi. Điều này không theo ý ngươi. Phong Phi Vân ấn vai nữ yêu tinh, ánh mắt giao nhau. Con người Phong Phi Vân bốc cháy ngọn lửa, lửa ngưng tụ thành hai phượng hoàng ảo phát ra tiếng hót. Nghe tiếng phượng hoàng hót, cơ thể nữ yêu tinh co giật, đôi mắt thẫn thờ. Phong Phi Vân thu về phượng hoàng thiên nhãn, hỏi lại. Tên ngươi là gì? Bạch La Diệp. Tại sao đến nham hồng bí cảnh cao cấp? Đại quân tan tác, bỏ chạy vào không gian bí cảnh. Phong Phi Vân hỏi tiếp. Các ngươi là yêu tộc giới nào? Tử Vân giới. Phong Phi Vân hỏi. Vậy thống lĩnh của bạch chu yêu tộc trong nham hồng bí cảnh cao cấp là ai? Có bao nhiêu tàn quân? Tuyết Lang đại nhân, không rõ số lượng tàn quân. Phong Phi Vân hỏi. Tại sao không rõ? Trong nhân loại có bán thánh ra tay. Đại quân yêu tộc tan tác trốn vào các bí cảnh, tiểu thiên thế giới. Ta không rõ có bao nhiêu yêu quân bạch chu yêu tộc trốn vào nham hồng bí cảnh cao cấp. Chỉ biết đội chúng ta khoảng 20-30 vạn tụ tập ở Ma Thiên Lĩnh. Thủ lĩnh là Tuyết Lang đại nhân. Phong Phi Vân nhíu mày, số lượng tàn quân yêu tộc vượt qua dự tính của hắn. Con số 20-30 vạn mới chỉ là một đội trong đó. Phong Phi Vân định hỏi thăm đủ tin tức rồi diệt sạch ổ bạch chu yêu tộc. Nhưng bây giờ hắn đành bỏ ý định đó, khó khăn quá lớn. Phong Phi Vân không chết tâm, hỏi tiếp. Tuyết Lang đại nhân có tu vi đẳng cấp cỡ nào? Cái này, cũng không biết. Phong Phi Vân biết nữ yêu tinh không nói dối, đại yêu sẽ không lộ ra tu vi của mình, nữ yêu tinh như nàng không được biết. Nữ yêu tinh dần tỉnh táo lại, hoàn toàn không nhớ Phong Phi Vân đã làm gì mình, tinh thần hoảng hốt. Phong Phi Vân mở bình chướng cầm chế đưa nữ yêu tinh ra ngoài. Thẩm vấn xong rồi. Ngọc Đại nhìn nữ yêu tinh, thấy giáp mềm bị rách vài chỗ,
tinh thần hoảng hốt, giữa hai đùi chảy máu. Đôi mắt Ngọc Đại thay đổi, kỳ lạ nhìn Phong Phi Vân. Khi Ngọc Đại hỏi, thẩm vấn xong, khá làn gượng nghịu. Mao Ô Quy nằm ở cửa hang, than thở. Cầm thú. Phong Phi Vân mặc kệ trong đầu bọn họ nghĩ gì, dẫn nữ yêu tinh thứ hai vào sâu trong hang, bình chướng ngăn cách nhưng mơ hồ nghe tiếng nữ yêu tinh gào thét. Một lúc sau, Phong Phi Vân đưa nữ yêu tinh ra. Ngọc Đại, Mao Ô Quy nhìn chằm chằm giữa hai chân nữ yêu tinh. Chân nữ yêu tinh không đổ máu nhưng giáp mềm bị rách nhiều chỗ, lộ mảng lớn da thịt, tinh thần lơ ngơ, tóc rối xù dính đất cát. Phong Phi Vân ném nữ yêu tinh xuống đất, dẫn nữ yêu tinh thứ ba vào hang. Khi nữ yêu tinh thứ ba bị đưa ra ngoài thì tàn tạ như hai người trước, hiển nhiên đã bị trà đạp vô nhân đạo. Phong Phi Vân định thẩm vấn nữ yêu tinh thứ bốn. Mao Ô Quy trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Phi Vân, lắp bắp. Khụ khụ, này, này. Phong Phi Vân liếc Mao Ô Quy. Ngươi định nói gì? Mao Ô Quy nói. Ta muốn hỏi là ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Ngọc Đại góp lời. Đúng, đúng, chủ nhân, hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Chủ nhân, thẩm vấn chắc đã mệt. Mới thẩm vấn ba người, mệt gì? Phong Phi Vân kéo nữ yêu tinh thứ tư vào sâu trong hang. Mao Ô Quy lắc đầu, cảm thán một câu. Sung sức thật. Mao Ô Quy, Ngọc Đại trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Phi Vân lần lượt mang tám nữ yêu tinh vào sâu trong hang thẩm vấn. Nữ yêu tinh cuối cùng bị thẩm vấn lâu nhất, lúc Phong Phi Vân kéo ra thì người nàng đầy máu. Mao Ô Quy khẽ thở dài. Ngươi quá cuồng dã, tuy thân thể nữ yêu tinh khỏe mạnh hơn người nhưng ngươi nên dịu dàng với họ một chút. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Nàng là điệt nữ ruột của Tuyết Lang đại nhân, quý tộc trong Bạch Chu yêu tộc. Nàng chết sống không chịu lộ thân phận nên đương nhiên phải đặc biệt chăm sóc. Phong Phi Vân cũng rất bực bội. Linh hồn nữ yêu tinh này rất mạnh, trong đầu có ấn ký cường giả yêu tộc để lại, Phượng Hoàng Thiên Nhãn không công phá được. Phong Phi Vân không moi được tin nào từ miệng nàng. Phong Phi Vân biết nàng là điệt nữ ruột của Tuyết Lang đại nhân vì bảy nữ yêu tinh trước đó đã khai. Mao Ô Quy hỏi. Giờ ngươi định làm sao? Phong Phi Vân trầm ngâm nói. Ta đã hiểu biết tình huống hang ổ Bạch Chu yêu tộc, suy đoán đại khái tu vi của Tuyết Lang đại nhân. Hiện tại chúng ta cần liên lạc ba vị binh trưởng, lần này sẽ lập quân công lớn. Phong Phi Vân biết chỉ dựa vào lực lượng bán yêu minh sót lại không thể nuốt hết nguyên Bạch Chu yêu tộc, cần bài bố rất nhiều. Phong Phi Vân cảm thấy A binh trưởng bán yêu minh còn ở trong mảnh đất này. Dù sao tinh nhuệ bán yêu minh tan tác tại đây, ba binh trưởng sẽ dốc hết sức tìm về tinh anh bán yêu còn sống. Nơi này là mỹ nữ bán yêu, thiên địa quy tắc hỗn loạn, không ổn định, không thể dùng lực lượng thiên đạo suy tính vị trí của người hoặc yêu. Phong Phi Vân chỉ có thể chậm rãi tìm tung tích tu sĩ bán yêu minh khác. Rất nhanh 12 ngày trôi qua. Trong 12 ngày này Phong Phi Vân bị yêu tộc khác công kích, gặp cường giả thì chạy ngay, gặp kẻ yếu liền giết. Phong Phi Vân tích lũy quân công, có vài lần suýt đụng phải đại yêu, chín chết một sống trốn thoát. Đến ngày thứ 12, Phong Phi Vân gặp một tinh anh bán yêu minh. Phong Phi Vân lặng lẽ đến sau lưng trưởng lão bán yêu, khẽ kêu. Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão điều tra tình hình yêu tộc bị Phong Phi Vân kêu hết hồn. Mộc trưởng lão không ngờ có người lặng lẽ xuất hiện sau lưng mình, lão suýt lấy linh khí hình thoa ra đánh vào đầu Phong Phi Vân. Thấy rõ người đến là Phong Phi Vân, Mộc trưởng lão vội rút linh khí về, kéo hắn lặn xuống lòng đất sâu mấy chục trượng, liên tục bày ba trận pháp tạo ra không gian nhỏ hẹp. Mộc trưởng lão móc một bình linh tử ra rót vào đôi môi khô. Tiểu tử, ngươi không chết. Số lớn thật. Mộc trưởng lão đưa linh tử cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhận lấy, uống một hớp, hỏi. Tinh anh bán yêu minh khác đâu? Mặt mộc trưởng lão như vỏ cây, sần sùi cực kỳ khó xem. Mộc trưởng lão nặn nụ cười khó xem hơn khóc. Rất nhiều người chết, người sống chưa đến 2%. Bán yêu thất giai Hỗ Ngọc đại nhân cũng chết, bị đại yêu Hổ Lang yêu tộc ăn vào bụng. Bán yêu thất giai Hỗ Ngọc là binh trưởng phụ trợ doanh. Mộc trưởng lão giật lấy bình linh tử, uống một hớp. Mộc trưởng lão nói, phụ trợ doanh hầu như toàn quân bị diệt, bán yêu tinh anh đệ nhất doanh không còn vài người. Chỉ có bán yêu tinh anh đệ tam doanh là nhiều người sống sót hơn một chút, nhưng một nửa đã chết. Chiến trường vạn tộc quá khủng bố, tỷ lệ tử vong quá cao. Nói ra không sợ ngươi cười, bây giờ ta mỗi giây lo lắng có yêu tộc lao ra,
thần kinh căng thẳng, sợ hơi thả lỏng dây sau đầu sẽ dọn nhà. Phong Phi Vân hiểu cảm giác của Mộc trưởng lão. Mặc kệ tu vi của ngươi cao bao nhiêu, nếu lần đầu tiên đến chiến trường vạn tộc sẽ bị tàn phá thể xác và tinh thần. Người chịu đựng được dày vò tâm lý mới có thể thành công thần nhân loại, giết yêu lập công, gà anh được sự tôn kính của mọi người. Phong Phi Vân an ủi. Chuyện này rất bình thường, đi chiến trường mấy lần là quen. Mộc trưởng lão phun ngụm rượu mới uống. Phụt. Mộc trưởng lão cảm thấy câu đó nên là trưởng lão như lão nói, thế nhưng Phong Phi Vân lại là người nói trước, còn là vì an ủi lão. Mộc trưởng lão lau rượu dính bên mép, nói. Tiểu tử anh ngươi thật lợi hại, tâm trí kiên định. Nếu đám tinh anh bán yêu minh được giống như ngươi thì tốt rồi. Sắc mặt Phong Phi Vân hơi thay đổi. Chẳng lẽ các TNS anh bán yêu minh không chống nổi? Mộc trưởng lão lắc đầu thở dài nói. Căn cơ bán yêu minh nhỏ yếu, chỉ có ít ỏi 500 người vào chiến trường vạn tộc, không có minh hữu, không có chi viện, muốn sinh tồn trong chiến trường vạn tộc càng khó khăn hơn tu sĩ nhân loại. Mới vào chiến trường, hai tay trống trơn, chưa kịp đứng vững đã gặp sát kiếp, chết một bán yêu thất giai. Một thân một mình, sát kiếp tùy thời xuất hiện, không hiểu gì về chiến trường, các loại khó khăn. Đa số trưởng lão bán yêu còn không chịu nổi chứ nói gì đám người trẻ tuổi. Mộc trưởng lão tiếp tục bảo. Trên đời này đáng sợ nhất là chuyện chưa biết. Bây giờ ba vị binh trưởng hết đường xoay sở. Đừng nói tích lũy quân công, có thể ổn định quân tâm được không là vấn đề lớn. Phong Phi Vân biết tầm quan trọng trong đó, thông cảm ba binh trưởng tiến lùi khó khăn. Nếu mang đám bán yêu rời khỏi chiến trường vạn tộc ngay bây giờ giờ những tinh anh trong bán yêu sẽ bị ám ảnh tâm lý, sợ hãi chiến trường vạn tộc. Nỗi sợ đó thốt ra từ miệng bọn họ, sau này còn bán yêu nào dám đến chiến trường vạn tộc. Khí thế, tự tin của bán yêu minh hoàn toàn tiêu đời. Phong Phi Vân nói, cần có trận đại thắng. Mộc trưởng lão cười châm chọc. Có thể tích lũy một ít quân công đã là khá, còn dám mơ gì đại thắng. Hai người ở dưới lòng đất, không khí nặng nề. Phong Phi Vân nói, ta có đề nghị rất hay, hãy mang ta đi gặp ba vị binh trưởng đại nhân. Mộc trưởng lão ngây người nhìn Phong Phi Vân, cuối cùng gật đầu. Hai người đi dưới lòng đất, khoảng hơn 500 dặm trước mặt xuất hiện một tòa chu thiên đại trận. Mộc trưởng lão giơ lệnh bài bán yêu, trận pháp chậm rãi chuyển động, mở một cánh cửa. Nơi này như đáy hiệp cốc, sâu thẳm, đường đi chật hẹp. Vách đá hai bên lỏ ánh sáng kim loại như làm bằng thanh đồng. Ngón tay Phong Phi Vân chạm vào vách đá, cảm nhận phản lực khá nhẹ. Cái này là một linh khí đúng không? Mộc trưởng lão gật đầu, nói. Nó là vũ khí chấn minh của bán yêu minh chúng ta, thiên địa đỉnh. Bán yêu minh Diệp Hồng Cảnh có nội tình, có khá nhiều chiến khí cổ binh. Chuyến này đi chiến trường vạn tộc. Bốn binh trưởng đem theo một linh binh cường đại. Thiên địa đỉnh nằm trong số đó. Thạch Đại Khai cầm phần điện chiến truy, người lấp lánh chiến quang, nhiệt tình cười chào Phong Phi Vân. Phong huynh đệ, người còn sống. Tốt quá. Phong Phi Vân nhìn tên to xác, cười nói. Không ngờ ngươi cũng đột phá niết bàn đệ nhị trọng thiên. Thạch Đại Khai nhếch môi cười. Cũng không có gì, mấy ngày hôm trước bị một đoàn hổ lang yêu vây công, suýt chết. May mắn ta đại nạn không chết, lại niết bàn trọng sinh. Thạch Đại Khai cười xong vẻ mặt trầm trọng nói. Huynh đệ tỉ muội đô bán yêu tinh anh đệ nhất doanh chúng ta chết gần hết, cộng thêm ngươi là còn sót lại 7 người. Nếu ngươi còn sống thì hãy mau báo cáo với thanh tế đại nhân đi. Phong Phi Vân gật đầu, đi sâu vào trong. Trên đường đi gặp một số tinh anh bán yêu minh, bọn họ không thoải mái như Thạch Đại Khai. Không khí nặng nề bao phủ mọi người. Phong Phi Vân gặp lại Thanh Tế Đại Nhân. Thanh Tế Đại Nhân ngồi xếp bằng trên mây, lửa xanh đốt cháy quanh thân thành hình dạng hoa sen. Thanh Tế Đại Nhân phát ra uy thế khiếp người. Phong Phi Vân đứng thẳng bên dưới, phát ra nhuệ khí, thanh âm dồi dào vững vàng. Phong Phi Vân đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh về đội, bái kiến Thanh Tế Đại Nhân. Thanh Tế Đại Nhân chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng xanh lấp lánh trong con ngươi. Thanh Tế Đại Nhân gật đầu, nói. Sống trở về là tốt rồi, đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh chúng ta chỉ còn lại 7 người. Phong Phi Vân nói. Là 8, Ngọc Đại còn sống. Thanh Tế Đại Nhân hỏi. Sao nàng không về đội? Phong Phi Vân trả lời. Chúng ta phát hiện một hang ổ yêu tộc quy mô lớn, nàng canh chừng ở bên kia. Bậy bạ,
các ngươi dám đến gần hang ổ yêu tộc. Vị trí cụ thể ở đâu? Ta đón Ngọc Đại về. Giọng thanh tế đại nhân sắc bén tràn ngập uy nghiêm, như núi thần đè xuống. Phong Phi Vân nghiêm nghị đứng thẳng tắp, nói. Ta đã nắm giữ tất cả tình huống trong hang ổ yêu tộc đó, bây giờ chỉ cần ba vị binh trưởng chịu ra tay, ta nắm chắc 80% đánh chiếm hang ổ yêu tộc đó. Ta hiểu tâm tình của ngươi bây giờ, nhưng ngươi quá trẻ tuổi, ổ yêu tộc không dễ tấn công, sơ sẩy một cái là nguyên bán yêu minh bị diệt sạch. Thanh tế đại nhân cảm thấy Phong Phi Vân trẻ tuổi ngông cuồng, không hiểu yêu tộc đáng sợ. Tay Phong Phi Vân vỗ mặt đất, bụi đất bay lên chậm rãi ngưng tụ thành địa hình phức tạp, núi non chập trùng, sông hồ lớn, núi cao hiểm gốc. Đây là đại hình quanh ổ Bạch Chu yêu tộc 30 vạn dặm. Nơi này là ổ Bạch Chu yêu tộc, đại khái chiếm 80 dặm, có 26 vạn yêu tộc tụ tập. Trong đó 40% tiểu yêu thiên mệnh đệ bát trọng, cửu trọng. 60% cảnh giới Niết Bàn trở lên, trong đó có từ 7.000 đến 1 vạn là Niết Bàn đệ tam trọng thiên. Số lượng cường giả yêu tộc từ Niết Bàn đệ tam trọng thiên trở lên thì chỉ có thể tính toán dựa theo biên chức quân đội yêu tộc. Trên chiến trường vạn tộc không thể tác chiến đơn độc, dùng thiết kết đặt bẫy, trận pháp bao vây. Chiến trận của Bạch Chu yêu tộc là xếp trên và dưới lòng đất hình thành, Chu Tháp Trảm Thần Trận, một tòa trận pháp nhu cần 2 vạn yêu bài bố. Trên mặt đất 1 Vienna, dưới lòng đất 1 vạn, nếu để chúng nó kết thành chiến trận thì nhân vật Niết Bàn đệ lục trọng thiên cũng không trốn thoát được. Điều động nhân viên dựa theo chiến trận cần, ví dụ cường giả trận hồn chủ trì đại trận, mỗi điểm mấu chốt bảo vệ đại trận không tán loạn. Cộng thêm số lượng Bạch Chu yêu tộc trong ổ yêu tộc, cuối cùng tính ra cường giả từ Niết Bàn đệ tam trọng thiên trở lên địa khái từ 60 đến 150 người. Chúng nó là đại quân tán loạn, chạy trốn đến nham hồng bí cảnh cao cấp, phân tích theo tình huống này thì số cường giả từ Niết Bàn đệ tam trọng thiên trở lên ít hơn ta dự tính. Thanh tế đại nhân nhướng mày. Bị cảm nhiễm bởi bộ dáng Phong Phi Vân chắc ăn kể ra. Đôi mắt thanh tế đại nhân tràn ngập linh tính nhìn thế giới ảo Phong Phi Vân tạo ra. Thanh tế đại nhân nói. Dù những lời ngươi nói là thật, giả thiết thành lập nhưng số lượng Bạch Chu yêu tộc quá nhiều. Bán yêu minh chúng ta bây giờ không đủ 100 người, thực lực cách biệt quá lớn, không chiến đấu được. Số lượng nhiều lắm sao? Ta mỗi giây có thể làm chúng nó chết hơn 40%, 10 vạn xác chết. Ngón tay Phong Phi Vân chỉ vào một dòng sông dung nham, tay vạch con sông. Dung nham nước chảy xiết đổi hướng đi, tuôn vào dãy núi, điên cuồng đổ ập vào ổ yêu tộc. Dung luyện dãy núi mấy vạn dặm này. Sông nước trong nham hồng bí cảnh cao cấp do dung nham tụ lại, dung nham này không phải do đá bình thường hòa tan mà là huyết hồng nham thạch đặc biệt trong nham hồng bí cảnh cao cấp hòa tan. Nhiệt độ cao hơn dung nham bình thường gấp mấy chục lần, có lộ ra không khí cũng không đông lại. Bạch Chu yêu tộc sợ lửa, có lẽ dung nham không luyện chết được yêu tộc cảnh giới Niết Bàn, nhưng 10 vạn tiểu yêu thiên mệnh đệ bát trọng, cửu trọng chắc chắn không sống sót. Chỉ cần tiêu diệt 10 vạn tiểu yêu, Bạch Chu yêu tộc muốn kết thành chiến trận sẽ rất khó khăn. Hơn nữa dung nham tuôn vào ổ Bạch Chu yêu tộc tạo ảnh hưởng rất lớn về tốc độ, sức chiến đấu của yêu tộc cảnh giới Niết Bàn, càng có lợi cho chúng ta. Thanh tế đại nhân đứng dậy, mắt sáng rực nói. Dù chúng ta dẫn sông dung nham vào cũng sẽ bị cường giả trong yêu tộc phát hiện ngay, dung nham chưa tuôn vào ổ Bạch Chu yêu tộc thì chúng nó đã chạy trốn. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Nếu trước lúc đó cường giả trong hang ổ Bạch Chu yêu tộc chết hết thì sao? Thanh tế đại nhân hỏi lại. Ý ngươi là sao? Đừng quên chúng ta là bán yêu, chuyện nhân loại không thể làm chúng ta có thể làm, ví dụ. Lẻn vào hang ổ Bạch Chu yêu tộc. Ngón tay Phong Phi Vân làm bút viết bí pháp trong không trung, phất tay áo, những cổ văn lơ lửng bay hướng thanh tế đại nhân. Phong Phi Vân nói, quyển bí pháp này có thể giấu hơi thở nhân loại trên người bán yêu, tu luyện nó trên người bán yêu chỉ còn lại yêu khí. Thanh tế đại nhân ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân, nhắm mắt tu luyện bí pháp. Hơi thở trên người thanh tế đại nhân yếu dần, yêu khí càng lúc càng mạnh. Cuối cùng yêu khí hoàn toàn bao phủ thanh tế đại nhân, thân hình yểu điệu. Yêu vân cuồn cuộn, nàng như biến thành đại yêu của yêu tộc. Thanh tế đại nhân tóc dài xanh biếc, da thịt tỏa sáng, mây yêu quanh thân, mắt lóe tia sáng yêu tính. Phong Phi Vân đứng nói. Ba vị binh trường tu vi cao siêu, nếu các người vào ổ Bạch Chu yêu tộc trước, ám sát một nửa cường giả yêu tộc. Dù còn lại một ít cường giả phát hiện dung nham đổ ngược, muốn cùng lúc điều độ hơn 20 vạn yêu tộc rời đi là chuyện cực kỳ khó khăn.
Dù chúng ta không thể giết hết Bạch Chu yêu tộc nhưng chém chết hơn một nửa, phá hủy một hang ổ yêu tộc, số quân công sẽ không ít. Tốt, ta thấy chuyện này làm được. Một nam nhân cao to toàn thân tỏa ánh sáng đồng bước ra từ hư không, cơ bắp như đúc bằng sắt tỏa ánh sáng đồng chói mắt, vai vác búa to, tựa lực thần xuất thế. Phong Phi Vân suýt bị kinh khí trên người nam nhân đẩy ra ngoài, âm thầm vận chuyển lực lượng bất tử phượng hoàng thân miễn cưỡng ổn định thân thể. Bán yêu thất giai này tên Khổng Hầu, có sức chiến đấu mạnh mẽ, trong bán yêu tựa như chiến thần. Phong Phi Vân sớm phát hiện hai bán yêu thất giai khác ẩn trong không khí, lắng nghe hắn nói chuyện. Có mấy lần bọn họ suýt hiện hình, không gian liên tục dao động. Bán yêu thất giai bức ứng đại nhân cũng đi ra, mái tóc đen bóng như tóc người trẻ tuổi, nhưng mặt nhăn nheo, lưng còng, già khú đế. Bức ứng đại nhân khen ngợi nhìn Phong Phi Vân. Không uổng là tinh anh bán yêu minh, khiến lão già ta đây khâm phục. Lứa tuổi như ngươi hiểu thấu sự việc, suy nghĩ chu đáo đã rất lợi hại. Nếu chứng thực điều ngươi nói là đúng thì ta cũng thấy cách này làm được. Ha ha ha, đã tới lúc để đám trung cổ thế gia nhìn bán yêu minh chúng ta với cặp mắt khác. Khổng Hầu đại nhân cười to bảo. Đâu chỉ lợi hại, ta thấy so sánh với 6 thiên kiêu 12 cảnh Tây Nam cũng không thua kém bao nhiêu. Bán yêu minh hiếm khi ra nhân tài thế này. Bồi dưỡng tỉ mỉ, qua mấy năm chắc chắn có thể so tài cao thấp cùng thiên kiêu đỉnh cao nhất 12 cảnh Tây Nam, dành thêm vinh dự cho bán yêu minh. Để đám trung cổ thế gia, tiên thành, thánh phủ nhìn xem bán yêu minh ta cũng có thiên kiêu xuất thế. Tiểu tử, người có đồng ý làm đồ đệ của ta không? Thanh tế đại nhân hơi bất mãn. Đương nhiên thanh tế đại nhân bất mãn, nói sao thì Phong Phi Vân là người của nàng, Khổng Hầu đại nhân cướp người ngay trước mặt nàng. Nếu không phải còn trong chiến trường vạn tộc thì chắc chắn thanh tế đại nhân đã đánh nhau với Khổng Hầu đại nhân. Khổng Hầu đại nhân ngoác miệng cười. Đùa, đùa chút thôi. Khổng Hầu đại nhân cảm nhận thanh tế đại nhân phát ra khí lạnh. Phong Phi Vân giỏi quan sát sắc mặt. Nhìn mấy chi tiết nhỏ vừa rồi liền hiểu cùng là bán yêu thất giai nhưng địa vị của thanh tế đại nhân cao hơn Khổng Hầu đại nhân. Trong bán yêu minh, thực lực quyết định địa vị. Nói vậy là thực lực của thanh tế đại nhân trên Khổng Hầu đại nhân. Mấy ngày tiếp theo, bức ứng đại nhân bán yêu thất giai đi gần hang ổ Bạch Chu yêu tộc dò xét, chứng thực tin tức Phong Phi Vân cung cấp. Bức ứng đại nhân kiểm tra các số liệu một lần, đến ngày thứ tư trở về, bí mật bàn bạc với thanh tế đại nhân. Khổng Hầu đại nhân. Mấy hôm nay Phong Phi Vân cổ tâm lý, ủng hộ sĩ khí, giảm bớt áp lực cho đám tinh anh bán yêu minh. Phong Phi Vân, Thạch Đại Khai mỗi ngày đi sớm về trễ, khi về người đầy máu, mang theo các xác yêu, mặt cười tâu toét. Thạch Đại Khai nói, hôm nay lão tử chém 12 con hổ lang yêu, tích lũy 3,9 điểm quân công. Thạch Đại Khai vác chùy to đỏ như máu, vạch áo lộ ngực, khinh thường liếc đám tinh anh bán yêu minh. Phần điện chiến truy dính máu yêu tộc, Thạch Đại Khai như đang nói nhìn thấy chưa? Lão tử có quân công. Phong Phi Vân xóa tóc dài ngang vai, người đầy vết máu, cười sang sảng nói. Hôm nay ta lời to, tích lũy 6,75 điểm quân công, cộng với quân công lúc trước tích lũy sắp đến 20 điểm. Chờ ta tích lũy đủ 100 điểm là có thể tham gia cảnh chủ tiên uy quân, khi đó có hàng đống cô nương để ôm, ăn thịt mỏi miệng, ha 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 ha. Thạch Đại Khai hỏi, chẳng phải hôm nay ngươi bắt được hai nữ yêu tinh xinh đẹp sao? Hay chia cho ta một người, ta đổi quân công với ngươi chịu không? Đừng nói chuyện nữ nhân với lão tử, muốn ngủ nữ yêu tinh thì tự đi mà bắt. Đêm nay hai nữ yêu tinh là của ta, ha 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 ha. Tay Phong Phi Vân kéo dây xích, sợi xích trói hai nữ yêu tinh. Bọn họ xinh đẹp quyến rũ, chân thon dài, ngực căng tròn. Mặc giáp dạ yêu đi qua trước mặt đám tinh anh bán yêu minh làm đám người nhìn chân chân. Vù 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 vù. Phong Phi Vân lấy roi ra quất vào người hai nữ yêu tinh, chửi ầm lên. Hai tiểu yêu tinh kia, đi chậm chạp vậy. Mau lên, tối nay tiểu gia ta sẽ CSO36 ơ nếm mùi. Hai nữ yêu tinh khóc thút thít, co người lại, như hai dê con bị Phong Phi Vân kéo đi. Thật xấu xa. Đám tinh anh bán yêu nghiến răng nhìn theo Phong Phi Vân, hai nữ yêu tinh đi xa. Miệng đám bán yêu mắng Phong Phi Vân cầm thú nhưng lòng cũng muốn cầm thú. Nơi này là chiến trường vạn tộc, dây thần kinh kéo căng, ai cũng muốn thả lỏng giảm áp lực. Một số tu sĩ tâm trí kiên định cũng động lòng. Bọn họ nhìn Phong Phi Vân, Thạch Đại Khai nào là tích lũy quân công,
ngủ nữ yêu tinh, làm người ta đỏ mắt. Một bán yêu chửi ầm lên. Bà nội nó, chúng ta đến chiến trường vạn tộc là để tích lũy quân công, trốn trong chỗ này như đàn bà. Bán yêu chửi cả chính mình, đứng bật dậy, chiến ý sôi sục, máu nóng sục sôi. Một thiếu niên tóc rối siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống đất. Đúng, đúng, ta cũng muốn đi bắt mấy nữ yêu tinh. Tía nó, thời gian này nhạt như nước ốc. Một trưởng lão bán yêu cốc đầu thiếu niên. Chúng ta đến chiến trường vạn tộc là để giành vinh dự, tích lũy quân công. Ngươi thật tệ, suốt ngày chỉ mơ nữ yêu tinh. Thiếu niên nghiêm nghị dõng dạc nói. Thì ta đang tăng dục vọng chiến đấu cho mình, nữ yêu tinh hay quân công cũng vậy, tưởng tượng là tốt rồi. Quan trọng là có dục vọng chiến đấu giết địch, bây giờ ta đã có. Mấy ngày nay bọn họ chịu hết nổi. Phong Phi Vân, Thạch Đại Khai khoe khoang trước mặt cả đám, nhiều người nhìn nhễu nước miếng, muốn đánh hai tên này bầm dập. Hai người cố ý muốn kích thích bọn họ sao? Trong khi mọi người sôi sục chiến đấu, muốn ra chiến trường giết địch, bắt nữ yêu tinh thì Khổng Hầu đại nhân xuất hiện, bí mật sắp xếp nhiệm vụ cho mỗi người. Phong Phi Vân, Thạch Đại Khai cũng đi ra. Khổng Hầu đại nhân đứng trong không trung, giọng âm trầm nghiêm túc nói. Nhiệm vụ đại khái là bấy nhiêu đó, chi tiết thì để Phong Phi Vân nói cho các ngươi. Nhớ nghe theo hắn sắp xếp, là mang vinh diệu trở lại hay chiến chết tại đây phải xem trận chiến đêm nay. Phục tùng mệnh lệnh của binh trưởng đại nhân. Đám bán yêu dù gì là tinh anh qua sàn lọc nghiêm khắc, trong lòng sợ yêu tộc thật nhưng tâm trí kiên cường, lúc đánh nhau tuyệt đối không run sợ. Bọn họ thầm rủa, tại sao ba binh trưởng giao quyền chỉ huy cho một người trẻ tuổi? Hắn có đáng tin không? Phong Phi Vân đứng trước mặt các bán yêu, biểu tình nghiêm nghị một. Từ bây giờ đến sáng sớm ngày mai mọi người phải nghe theo lệnh của ta. Nếu ai dám cãi lệnh rất có thể sẽ hại chết mọi người. Nên ta hy vọng mỗi người lập quân lệnh trạng. Một trưởng lão bán yêu già nao tỏ vẻ không tin tưởng Phong Phi Vân. Sao ta biết ngươi sẽ không hại chết chúng ta? Dù sao tu vi của Phong Phi Vân mới có niết bàn đệ nhị trọng thiên, không bằng đa số người có mặt tại đây. Đa số trưởng lão bán yêu không phục hắn. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng nhìn trưởng lão bán yêu già nua. Câu này hỏi rất hay. Nhưng không biết vị trưởng lão này nghi vấn về thực lực của ta hay không yên tâm năng lực của ta. Được ba bán yêu thất giai công nhận, năng lực của Phong Phi Vân là không thể nghi ngờ. Nhưng tu vi của Phong Phi Vân quá yếu, hắn cũng quá trẻ, làm nhiều người không mấy yên tâm. Trưởng lão bán yêu Tô Lập mắt lóe tia sáng nói. Muốn ta phục ngươi trừ phi đỡ được ba trưởng của ta. Gia chủ Lý gia là niết bàn đệ tam trọng thiên, củng cố cảnh giới đã hơn AB ngàn năm. Tu vi vô cùng sâu sắc. Tô Lập trưởng lão chưa chính thức ra tay người đã bộc phát sức mạnh hùng hồn dữ dội. Các bán yêu nhanh chóng tránh ra. Phong Phi Vân ung dung nói. Không thành vấn đề. Tô Lập trưởng lão biến thành cái bóng, bàn tay sinh ra ngọn lửa vỗ vào ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hành động mau hơn Tô Lập trưởng lão, tới sau mà đến trước. Phong Phi Vân đánh ra quyền ấn. Trên quyền ấn có ấn ký vạn thú vừa lúc va chạm vào lòng bàn tay của Tô Lập trưởng lão. Quyền trưởng giao nhau, kinh khí chấn động, hai người cùng thụt lùi. Tô Lập trưởng lão thầm giật mình, Phong Phi Vân dám cứng rắn đỡ đòn, lực lượng cường đại, nắm đấm như ngưng tụ lực lượng ức vạn man thú làm cánh tay Tô Lập trưởng lão tê dại. Song vượn hỗn nguyên trưởng. Hai cánh tay Tô Lập trưởng lão tỏa ánh sáng đen vô tận, biến thành cánh tay bạo vượn. Lực lượng khai thiên tích địa ngưng tụ trên bàn tay, biến ra hai đại ấn vượn cry màu đen khổng lồ. Phong Phi Vân không yếu thế, cánh tay ánh vàng như đúc bằng kim thiết, lại đập vào bàn tay Tô Lập trưởng lão, đánh văng ra xa. Trưởng thứ ba để ta đến đây. Phong Phi Vân vỗ trưởng thứ ba, sáu con thiên long bay ra từ bàn tay. Mỗi con thiên long ngưng tụ lực lượng ngàn vạn cân ném Tô Lập trưởng lão bay xa, đập vào vách đá, dính vách. Phong Phi Vân thu tay về. Chậm rãi đáp xuống đất, cười nói với Tô Lập trưởng lão dính vách. Vãn bối đắc tội. Không sao, không sao. Coi như tiểu tử nhà ngươi lợi hại, cảnh giới niết bàn đệ nhị trọng thiên mà phát huy ra sức chiến đấu như thế. Đệ tử trong trung cổ thế gia chưa chắc phát huy được cảnh giới niết bàn đệ nhị trọng thiên mạnh như thế. Tô Lập trưởng lão như trang giấy trượt xuống, che ngực thở hổn hển. Lực lượng của Phong Phi Vân quá mạnh, chấn nội tạng Tô Lập trưởng lão lộn xộn. Phong Phi Vân sẽ không kính dạ yêu trẻ vào lúc này. Khi cần mạnh mẽ thì phải bá đạo, dùng lực lượng làm người ta tôn kính,
dùng lực lượng chứng minh thực lực của mình. Quả nhiên đám tinh anh bán yêu minh bị biểu hiện thực lực của Phong Phi Vân Chấn. Bán yêu nào được chọn vào tinh anh doanh, mỗi người đều là đỉnh cao nhất một cảnh giới. Tô Lập trưởng lão là cường giả trong Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên, nhưng bị người trẻ tuổi Niết Bàn Đệ Nhị Trọng Thiên đánh bại trong vòng 3 trường. Lực lượng Niết Bàn Đệ Nhị Trọng Thiên và Đệ Tam Trọng chênh lệch lớn biết bao. Thanh niên này vượt qua một cảnh giới đánh thắng Tô Lập trưởng lão. Đây mới là thiên chi kiêu tử thật sự, sức chiến đấu cùng cảnh giới không thua gì những đệ tử trung cổ thế gia. Bán yêu mà phát huy ra sức chiến đấu như vậy, quá mạnh. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc, trong mắt tràn đầy uy nghiêm và bá đạo hỏi. Bây giờ còn ai không tin tưởng thực lực của ta? Mọi người không lên tiếng, ánh mắt nhìn Phong Phi Vân đã thay đổi. Người trẻ tuổi này vượt một cảnh giới đánh bay Tô Lập trưởng lão, tranh phong với đệ tử thiên tài trung cổ thế gia trong cùng cảnh giới. Phong Phi Vân đã tạo dựng hình tượng cường giả trẻ trong tinh anh bán yêu minh, để lại ấn tượng là, bán yêu không thua gì đệ tử của trung cổ thế gia. Nếu không có ý kiến gì khác thì bắt đầu hành động đi. Tối hôm nay là buổi trình diễn của chúng ta, cho đám người xem thường bán yêu nhìn xem chúng ta cũng có thể cướp quân công trên chiến trường vạn tộc. Đây là lần đầu tiên chúng ta vào chiến trường. Bóng đêm tối dần bao phủ mảnh đất hoang dã này, dung nham nguyên nham hồng bí cảnh cao cấp vẫn đang sôi trào vẽ ra từng khe rãnh đỏ rực. Cách Bạch Chu yêu tộc 8.000 dặm. Phong Phi Vân đứng trên ngọn núi đỏ rực nhìn phương xa, con người lấp lánh ánh lửa như có hai con phượng hoàng bay bên trong. Gió nổi thổi vạt áo Phong Phi Vân. Bạch Chu yêu tinh kia vẫn không nói câu nào, nằm sấp dưới đất, đầu cài viên minh châu. Cao quý lạnh lùng, mắt lạnh băng muốn nuốt Phong Phi Vân. Ngọc Đại cung kính đứng sau lưng, đuôi cá sáng lấp lánh, da trắng trẻo tựa như tiên thị xinh đẹp. Chủ nhân, ấn ký trong đầu nàng cực mạnh, có lẽ là đại hiền giả trong yêu tộc bảo vệ linh hồn nàng, không thể sử dụng pháp thuật khống chế tinh thần. Phong Phi Vân không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Vậy em mờ, à kệ đi, bộ dạng khá đẹp, chờ rời khỏi chiến trường vạn tộc hãy bán vào chợ đen, tuyên truyền một chút. Nói nàng là công chúa Bạch Chu yêu tộc chắc sẽ được giá trên trời. Mắt nữ yêu tinh Bạch Chu lóe tia hoảng loạn, không đợi nàng nói gì Phong Phi Vân đã bắt vào thiên quốc. Ngọc Đại từ dưới núi lao vọt lên trên, thật là nam nhân như cơn gió. Ngọc Đại hừng hực chiến ý hỏi. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nào hành động? Chờ chút nữa. Phong Phi Vân vẫn nhìn chằm chằm phương xa, nơi đó đen kịt, núi sông vạn tầng như làm bằng sắt đỏ. Cho cảm thấy vô cùng nặng nề. Đột nhiên cách 8.000 dặm bắn ra ánh sáng chói lòa, đất rung rinh, tiếp theo là tiếng gầm to lớn làm thiên địa mất tiếng, như thể bí cảnh cao cấp này sắp sụp đổ. Đây là tuyệt đỉnh cường giả ra tay bộc phát lực lượng, các ngọn núi cao bị lực lượng trùng kích tan nát như làm bằng cát. Phong Phi Vân vội dẫn động lực lượng miểu quỷ ban chỉ, thi triển năm bức thần đồ ngăn lại núi lớn đá to từ không trung bay tới. Trời đất quay cuồng. Cát bay đá chạy. Hành động. Lòng bàn tay Phong Phi Vân bay ra mây lửa bay lên tận trời, đốt đỏ bầu trời, như có biển lửa rực cháy trên không trung, cho người cảm giác rung động tâm hồn. Đám tinh anh bán yêu minh trông thấy tín hiệu của Phong Phi Vân thì hành động. Bên dưới, trên dòng sông dung nham rộng mấy vạn thước tràn ra dòng lũ, dậy sóng cao mấy trăm thước làm vỡ bờ đê khiến con sông đổi đường, ập hướng hang ổ Bạch Chu yêu tộc. 72 ngọn núi lớn di chuyển. Đây là một loại chu thiên đại trận, từ 12 trưởng lão bán yêu khống chế rời đất đai, khiến tốc độ dung nham chảy càng mau hơn. Dung nham chảy nhanh dưới đất, nơi đi qua các ngọn núi to bị nhiệt độ cao hòa tan, ngã xuống, đất thành biển dung nham. Trên bầu trời cuồn cuộn khói thuốc sống, không khí bị đốt vặn vẹo tràn ngập khói đặc, ngoài 10 trưởng khó thấy bóng người. Tu sĩ bán yêu minh đứng sau biển dung nham liên tục đánh ra thuật pháp tăng tốc độ chảy, đổ ập ngàn dặm. Ngọc Đại lo lắng hỏi. Tốc độ chảy vẫn quá chậm, lỡ bị Bạch Chu yêu tộc phát hiện ra chạy trước thì sao? Mặc dù dung nham đổ ập rất nhanh nhưng mới lao ra hơn 3.000 dặm, cách ổ Bạch Chu yêu tộc mấy ngàn dặm, rất có thể sẽ bị phát hiện ngay. Phong Phi Vân nhìn chân trời, hắn chỉ phương xa. Chúng ta nó đã bay sang bên này, các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu đi. Có thể tích lũy bao nhiêu chiến công thì nhìn xem bản lĩnh của các người bao nhiêu. Cuối trời. Mặt đất phủ đầy nhện trắng, ngàn vạn phô thiên cái đại bay sang đây. Chúng nó phát hiện sóng nhiệt trong không khí, thấy dung nham đỏ rực thì khựng lại, muốn xoay người bỏ chạy. Ha 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 ha.
để xem các ngươi trốn làm sao, đây là chín hồ dung nham ra ra chuẩn bị cho các ngươi. Ánh sáng màu đồng đuổi theo sau mấy chục vạn bạch chu yêu tộc, nhuộm thiên địa thành màu đồng thau. Cái đỉnh to cổ xưa lơ lửng trên đầu nam nhân, không biết cao bao nhiêu vạn trượng, bên trên tràn đầy thần hà, khí thế huy hoàng. Là Khổng Hầu đại nhân. Trong đỉnh to trên đầu Khổng Hầu đại nhân như có thế giới độc lập, thế giới bên trong toàn là dung nham. Trong miệng đỉnh khổng lồ không ngừng đổ dung nham xuống, như thác nước đỏ thẫm treo trên bầu trời. Đây là một trong các thần binh chấn minh của bán yêu minh, thiên địa đỉnh, bên trong tự thành thế giới. Khổng Hầu đại nhân thu dung nham trong chín hồ lớn vào đỉnh, một đường truy sát buộc hơn 20 vạn bạch chu yêu tộc chạy hướng này. Dung nham trong thiên địa đỉnh đổ sạch, đại quân bạch chu yêu tộc bị nhốt chặt trong biển dung nham. Nhân loại tồi tệ, dẫn biển dung nham đến. Một đại năng trong bạch chu yêu tộc hét to một tiếng. Kết trận, kết cái đầu ngươi. Bức ứng đại nhân đạp xuống, giẫm chết đại năng bạch chu yêu tộc thành đống thịt chìm vào dung nham. Mấy ngàn bạch chu yêu tinh xung quanh bị lực lượng của bức ứng đại nhân đè chết. Bạch chu yêu tộc không thể nào kết thành chiến trận, bởi vì chúng nó đã bị dung nham bao bọc, tiểu yêu tu vi hơi thấp người bốc khói xanh, bị dung nham dung luyện. Vỏ nhện trắng bị nướng thành màu đỏ rực nổi trên mặt dung nham. Những yêu cảnh giới niết bàn bị hạn chế lực lượng rất lớn trong dung nham, một số yêu tinh có thể biến hình người bay lên trời bỏ chạy nhưng bị thiên địa đỉnh lơ lửng trên cao giết, rơi như mít sụng vào biển dung nham. Nơi này hoàn toàn biến thành lò sát sinh của Khổng Hầu đại nhân, giơ tay nhấc chân giết mấy ngàn bạch chu yêu tộc. Đám tinh anh bán yêu minh thì đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyện tiếp theo là canh bên bờ hồ dung nham, thấy yêu tộc nhỏ chạy trốn liền giết, bạn rộn tích lũy quân công. Trong kế hoạch của Phong Phi Vân, muốn tiêu diệt bạch chu yêu tộc thì chủ yếu dựa vào ba bán yêu thất giai. Tinh anh bán yêu minh làm trợ thủ, giết tán yêu chạy trốn bên ngoài. Kêu bọn họ đi tác chiến với đại quân bạch chu yêu tộc thì không còn một mẩu xương. Đối với nhân vật đẳng cấp cỡ Khổng Hầu, Bức Ứng, Thanh Tế đại nhân, chỉ cần trận pháp niết bàn bị phá, giam cầm chúng nó thì một trong ba bốn nhân 10 mũ 7 có thực lực giết ấy chục vạn yêu quân. Nhưng nếu không nhờ Phong Phi Vân cung cấp tình báo, dạy bí pháp giấu hơi thở nhân loại cho bọn họ, nắm chắc điểm yếu bạch chu yêu tộc, khống chế nguyên kế hoạch tác chiến thì ba bán yêu thất giai không làm được điều này. Dù ba bán yêu thất giai biết hang ổ bạch chu yêu tộc, bọn họ vây công khó đem lại hiệu quả thế này, rất có thể chết trong chiến trận bạch chu yêu tộc kết ra. Đây là tác dụng của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bay đến bên mép biển dung nham, chiến đấu với mấy trăm bạch chu yêu tộc. Thiên tủy binh đảm biến thành mấy ngàn thanh kiếm nhỏ như mưa kiếm bay đi, xuyên thủng cơ thể hơn 100 bạch chu yêu tộc, xác chết nổi trên dung nham. Những xác chết trôi bị Phong Phi Vân thu vào giới linh thạch. Sáu cường giả bay ra từ đàn bạch chu yêu tộc, cảnh giới niết bàn đệ tam trọng thiên, cùng tung ra sáu yêu khí lục phẩm, có yêu kiếm, yêu tháp, yêu châu, yêu buồm. Mảng lớn dung nham xung quanh bị cuốn sạch, thành sóng to đỏ rực ngập trời. Phong Phi Vân lấy quan tài hoàng thạch ra, rót linh khí vào trong. Huyền văn trên quan tài cổ lấp lánh, hoa văn sống động, cho cảm giác cổ kính mà hùng vĩ. Đây là vũ khí giết người mấy trăm dặm. Bùm 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 bùm. Sáu linh khí lục phẩm bị đánh nát, sáu cường giả bạch chu yêu tộc niết bàn đệ tam trọng thiên cũng bị giết, rớt vào dung nham. Mấy trăm con bạch chu yêu tinh gần quan tài hoàng thạch nhất nổ thành huyết vụ, chỉ còn mấy vỏ nhện nổi trên dung nham. Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân kích hoạt lực lượng căn nguyên của quan tài hoàng thạch, đây là uy lực của linh khí thập phẩm, chỉ kích hoạt một chút nhưng uy lực rất đáng sợ. Phong Phi Vân suýt Kakako khống chế được nó. Giờ Phong Phi Vân đã đến cảnh giới niết bàn đệ nhị trọng thiên, tuy không thể phát huy uy lực mạnh nhất của linh khí thập phẩm nhưng hắn dư sức kích hoạt trong thời gian ngắn. Mặc dù rất tiêu hao linh khí, nhưng phát huy lực lượng hủy diệt rất tốt. Thạch Đại Khai trợn mắt há hốc mồm nhìn xác nổi trong dung nham. Kính nể ngó Phong Phi Vân. Phong huynh đệ, ngươi quá mạnh, mới rồi ngươi lấy bảo bối gì ra mà chớp mắt giết mấy trăm con yêu. Thạch Đại Khai là kỳ tài ngút trời, có thể vượt một cảnh giới giết địch. Nhưng Phong Phi Vân vừa ra tay giết một đống, Thạch Đại Khai kém quá xa. Cùng là thiên tài, cùng là niết bàn đệ nhị trọng thiên, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Phong Phi Vân hút xác yêu trong biển dung nham vào giới linh thạch, nói. Chỉ là cổ binh thất phẩm, có gì mà kinh ngạc. Phong Phi Vân không dám nói là linh khí thập phẩm, đến đẳng cấp thập phẩm thì khác hẳn,
uy lực linh khí cửu phẩm không thể sánh bằng. Nếu linh khí thập phẩm xuất thế, trung cổ thế gia cũng sẽ ra tay cướp. Bán yêu thất giai đại nhân của bán yêu minh toàn dùng linh khí cửu phẩm, đã được gọi là chiến binh chấn minh, từ đây thấy được linh khí thập phẩm có ý nghĩa gì. Nếu không phải đám bán yêu chưa từng thấy linh khí thập phẩm thì Phong Phi Vân không dám ngang nhiên sử dụng, sơ sẩy một cái là sẽ vời đến thế hệ trước chân áp. Thạch Đại Khai cười khờ. Thì ra là linh khí thất phẩm, cây búa của ta chắc mạnh hơn linh khí thất phẩm, nhưng lực lượng đã bị phong ấn. Đây là chiến chùy từng được một hiền giả vũ hóa cảnh sử dụng, không đến đẳng cấp thất phẩm mới là lạ. Âm 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 âm. Lại có một đoàn bạch chu yêu tinh chạy trốn hướng Phong Phi Vân, Thạch Đại Khai, chúng nó muốn trốn khỏi biển dung nham. Có hơn 1000 bạch chu yêu tinh, số lượng dày đặc, rầm rập bò đến gần phát ra tiếng bóc bóc khiến người rợn tóc gáy. Mỗi bạch chu yêu tinh cao hơn một thước, vỏ nhện sáng loáng, yêu khí dâng lên, hai mắt đỏ rực, sát khí sắc bén, phun ra tơ nhện phô thiên cái địa ập xuống. Tỏa hồn giới. Phong Phi Vân lấy chiếc nhẫn cổ xưa ra biến thành cái vòng sắt treo trên bầu trời, phát ra lực lượng cướp hồn người. Đây là linh khí thất phẩm cướp từ tay bạch chu yêu tinh kia, uy lực rất cường đại, có thể phát huy ra lực công kích 5-60 lần. Ánh sáng linh khí tuôn ra nhuộm bầu trời thành màu trắng, một tầng trời chìm xuống, chặn lại hàng ngàn tơ nhện. Ầm. Mắt Phong Phi Vân bắn ra hai luồng sáng vào tơ nhện, đốt cháy tơ nhện. Hàng ngàn bạch chu yêu tinh cùng đánh ra linh khí, hơn 1000 linh khí bay đầy trời. Linh khí lấp lánh ánh sáng, lực lượng khiếp người như muốn đập vỡ thiên địa. Lực lượng này buộc Phong Phi Vân nhanh chóng thụt lùi, ném thiên hỏa phù cuối cùng ra ngoài. Đây là phù lục một tấm giá 30 vạn linh thạch, mỗi tung ra một cái là lòng Phong Phi Vân nhỏ máu. Ầm. Phù lục nổ tung phát ra ánh lửa đầy trời. Biển lửa khổng lồ ập hướng 1000 bạch chu yêu tinh. Hơn 1000 bạch chu yêu tinh lấy linh khí ra nối thành phòng ngự chặn lại ung uy của thiên hỏa phù. Nhưng một số bạch chu yêu tinh tu vi thấp bị lửa đốt chết hoặc bị thương. Có mấy trăm xác yêu rơi vào dung nham. Đại lục thứ hai của ta. Phong Phi Vân khoác ra yêu, tay cầm vũ hóa phù lục lao vào đám bạch chu yêu tinh muốn vớt xác yêu trong dung nham. Bùm. Cánh tay Phong Phi Vân bao phủ ánh sáng trắng xóa, chói mắt tựa ngôi sao. Phong Phi Vân vỗ một chưởng đánh bay một bạch chu yêu tinh niết bàn đệ tam trọng thiên, nhẹ nhàng như đẩy người rơm. 7 bạch chu yêu tinh niết bàn đệ nhị trọng thiên xông lên từ sau lưng Phong Phi Vân, chân nhện như thần đao chém không khí nứt toạc. Chết đi! Phong Phi Vân hô tay, lực lượng vũ hóa đánh ra xé 7 con bạch chu yêu tinh thành mấy mảnh. Phong Phi Vân vừa chiến đấu vừa thu gom xác yêu rơi vào dung nham. Phong Phi Vân không nhớ đã góp nhặt được bao nhiêu xác yêu ném vào giới linh thạch. Một nữ yêu tinh biến thân hình người xinh đẹp đáp xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Nữ yêu tinh mặc giáp trắng, yêu khí ngưng tụ thành sông chảy dưới chân nàng, tóc dài bay lên cao, mỗi tấc ra tỏa linh quang. Phong Phi Vân cảm nhận áp lực khổng lồ như ngọn núi lơ lửng trên đầu tùy thời rơi xuống. Nữ yêu tinh biến thân hình người toát ra khí thế hùng hồn ngưng tụ thành thực chất ập xuống đầu Phong Phi Vân. Tại sao tỏa hồn giới nằm trong tay ngươi? Có phải phi viện công chúa bị ngươi bắt? Công chúa cái đầu ngươi. Phong Phi Vân bắn ra yêu ra ngoài, chữ yêu trên ra yêu tỏa ánh sáng chói mắt chân áp khung trời. Phong Phi Vân cướp tỏa hồn giới trong tay nữ yêu tinh yêu tộc, mặc dù nữ yêu tinh là một thủ lĩnh nhỏ nhưng tuyệt đối sẽ không là công chúa yêu tộc. Nói đùa, công chúa yêu tộc sẽ hạ mình đi dò hỏi tình báo. Đương nhiên Phong Phi Vân trực giác nữ yêu tinh yêu tộc có thân phận không nhỏ. Vì ấn ký linh hồn trong đầu nàng là đại hiền giả yêu tộc bày ra. Nữ yêu tinh bình thường không được đãi ngộ như thế. Nữ yêu áo trắng đột nhiên xuất hiện nói câu đó chắc vì sợ Phong Phi Vân làm thịt nữ yêu tinh phi viện nên mới chụp cho thân phận công chúa. Dám chủ động tấn công ta, muốn chết. Nữ yêu tinh kia thân hình yêu kiều, áo giáp sáng choang, cổ thon dài, eo nhỏ. Nữ yêu tinh lấy chiến kiếm ra, hai tay cầm kiếm chém xuống, chặt đứt một góc da yêu. Chữ yêu trên tấm da nhạt dần. Chữ yêu do đại yêu vũ hóa khắc vậy mà không ngăn nữ yêu tinh được. Nguy rồi, đạp phải đinh, đây là nữ yêu niết bàn đệ tứ trọng thiên. Phong Phi Vân thấy nữ yêu tinh ra tay liền phán đoán tu vi của nàng là niết bàn đệ tứ trọng thiên. Tu vi niết bàn đệ tứ trọng thiên ở trong Trung ương Vương triều thứ 6 có thể được phong làm lão tổ cổ tộc, từ đó đoán ra nữ yêu tinh cường đại thế nào.
Trong cảnh giới Niết Bàn mỗi cách biệt một cảnh giới thì chênh lệch lực lượng rất lớn. Đám yêu tam phẩm tuyệt đối không sánh bằng lão tổ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên được. Đây là một nữ yêu có thể trùng kích cảnh giới Niết Bàn. Gia yêu khắc chữ yêu vũ hóa bị kiếm của nữ yêu tinh chém rách, chữ yêu bị chém nát. Không biết Khổng Hầu đại nhân đánh nhau đến chỗ nào bạt tăm không bóng dáng, tinh anh bán yêu tụm năm tụm ba bận rộn, không cách nào giúp Phong Phi Vân ngăn cản nữ yêu tinh được. Ba binh trưởng không đáng tin chút nào, không giết hết yêu từ Niết Bàn đệ tam trọng thiên trở lên, rắc rối to rồi. Yêu Niết Bàn đệ tứ trọng thiên có thể phát huy ra lực lượng hủy diệt, sơ sẩy một cái là sẽ sạch tinh anh bán yêu minh. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc chìm xuống lòng đất, chạy ra xa. Còn muốn trốn. Nữ yêu tinh đuổi theo vào lòng đất, tốc độ siêu nhanh. Chiến kiếm bỗng chém xuống đất, kiếm khí dài mấy trăm dặm khuếch tán ra ngoài. Sớm biết thế này đã không đưa Mao Ô Quy vào thiên quốc. Kiếm khí rất sắc bén, cắt nham thạch như cắt đậu hủ. Phong Phi Vân đánh ra phù lục phòng ngự, dựng ba tầng màn sáng trắng bên trên đầu. Bùm bùm. Kiếm khí ập đến chém rách hai tầng màn sáng. Cơ thể Phong Phi Vân bị trùng kích vọt tới trước. Tốc độ Phong Phi Vân siêu mau, dù Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc cũng thua xa nàng, rất nhanh bị đuổi kịp. Phong Phi Vân dán côn bằng tật tốc phù trên chân, tốc độ tăng gấp 3 lần, dù trong nham thạch vẫn nhanh như mũi tên rời cung. Vù 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 vù. Một luồng kiếm khí chém tới, màn sáng cuối cùng trên người Phong Phi Vân bị chém rách, cắt một mảnh vải lưng áo hắn, để lại một vệt máu. Máu rơi tí tách xuống đất. Mụ đàn bà thối, chút nữa mà bị ta bắt sẽ lột từng lớp áo trên người của ngươi. Phong Phi Vân nghiến răng nghiến lợi. Vì chạy trốn hắn đã lãng phí một tấm phù lục phòng ngự, một tấm côn bằng tật tốc phù. Mấy thứ này đáng giá vài chục vạn linh thạch, số linh thạch đó có thể đi thánh địa cực lạc trong mấy tiên thành một vòng, chơi đùa nữ tu sĩ tiên môn cảnh giới Niết Bàn, uống linh rượu ngon vài bữa. Một người một yêu tốc độ siêu mau, rất nhanh xông ra mấy chục vạn dặm. Phong Phi Vân phá tan mặt đất xông lên trời, khoác áo da phượng vảy rồng. Phong Phi Vân bộc phát chiến khí hừng hực, uy thế mạnh mẽ. Bùm! Nữ yêu tinh từ dưới lòng đất vọt lên, cơ thể yêu kiều không dính một hạt bùi, ánh sáng trắng lấp lánh, tóc dài như thác nước trắng. Mắt nữ yêu tinh lạnh băng lóe yêu quang, từ trên cao chém xuống một kiếm. Kiếm khí như thiên hà. Phong Phi Vân mặc áo da phượng vảy rồng vào lực lượng tăng mảng lớn, hắn lấy thiên tủy binh đàm ra biến thành trường thương màu trắng đâm tới. Mũi thương đánh vào đao phong, lực lượng mãnh liệt từ cán thương ập đến, chấn cánh tay Phong Phi Vân rung lên. Nắm ngón tay suýt gãy. Niết Bàn đệ tam trọng thiên và đệ tứ trọng mặc dù chỉ cách một cảnh giới nhưng chênh lệch lực lượng xa xôi khó thể vượt qua. Niết Bàn đệ tứ trọng thiên tương đương một cửa ải, chặn vô số tu sĩ kệt bên dưới. Giống như bán yêu minh, trưởng lão bán yêu Niết Bàn đệ tam trọng thiên có hơn 10 hoặc mấy chục người trong mỗi vực, nhưng bán yêu Niết Bàn đệ tứ trọng thiên vô cùng hiếm hoi, được bảo vệ như động vật quý hiếm. Đương nhiên bán yêu nào có thể đến Niết Bàn đệ tứ trọng thiên toàn là tồn tại siêu cường đại. Phong Phi Vân mặc áo da phượng vảy rồng nhưng không vô địch, hắn suýt bị nữ yêu tinh chấn rách cổ tay, thụt lùi xa mấy dặm mới đứng lại. Nữ yêu tinh cũng thấy vất vả, mắt sáng ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Nữ yêu tinh cảm giác lực lượng của Phong Phi Vân đột phá gấp 5 lần, có thể đỡ nhát kiếm của nàng. Kiếm vũ. Phong Phi Vân ngưng tụ thiên tủy binh đàm thành hàng ngàn phi kiếm màu trắng. Mỗi kiếm to cỡ bàn tay như mưa sao xa bắn ra ngoài. Lang hoàn kiếm vực. Chiến kiếm trong tay nữ yêu tinh kéo dài 300 thước, biến thành một tòa kiếm sơn, thân kiếm phát hiện kiếm ý khổng lồ ngưng tụ thành kiếm vực. Tựa như núi thần hình kiếm lơ lửng trong không trung, không thể đâm vào núi kiếm, bị chặn ở bên ngoài. Sóng kiếm quay quanh núi kiếm. Kiếm khí ngưng tụ thành vực tựa như thế giới kiếm. Một khi tu vi đến Niết Bàn đệ tứ trọng thiên có thể tu luyện ra vực của riêng mình, tu luyện thành vực là ở thế bất bại. Lang hoàn kiếm vực minh mông, kiếm ý thổi quét không gian mấy trăm dặm, cho cảm thấy núi kiếm dắt ngang trời, thế giới kiếm ý lơ lửng. Nữ yêu tinh đến đỉnh núi kiếm, tóc dài trắng tinh rũ xuống gót chân, đôi mắt hai màu trắng và đen bắn ra kiếm ý hai màu, như hai kiếm long trùng kích. Một đen một trắng. Phong Phi Vân lấy quan tài hoàng thạch ra treo trên đầu. Quan tài cổ phát ra ánh sáng đỏ, thiên địa bị nhuộm màu máu, trông như ma vực đỏ. Mỗi hoa văn trên quan tài hoàng thạch như dùng thần đao, búa tiên chém vẽ ra các hoa văn ấn ký cổ xưa.
có như kim hống, như bệ ngạn, như thao thiết. Khí huyết ngưng tụ trên quan tài cổ. Đây là uy lực của linh khí thập phẩm, Phong Phi Vân kích hoạt lực lượng chấn động thiên địa vũ trụ. Một luồng sáng linh khí bay ra, biến thành thần thuẫn mai rùa to lớn đánh nát hai thanh kiếm trắng và đen, thành mảnh nhỏ kiếm ý. Quan tài hoàng thạch treo trên đầu Phong Phi Vân, chân đạp thiên địa luân hồi. Động đất oanh kích lang hoàn kiếm vực của Xích Đồng Thần Trùy, lay động núi kiếm khổng lồ. Quan tài hoàng thạch, lang hoàn kiếm vực va chạm, mấy ngàn dặm đất đai bị đánh nát, các nham thạch đỏ bị đụng vỡ vụn. Đất lún xuống, cát bay đá chạy, đất nứt nẻ, bụi mù bao phủ thiên địa. Linh khí thập phẩm. Nữ yêu tinh la ức người, nếu không nhờ lang hoàn kiếm vực bảo vệ rất có thể vừa rồi nàng đã bị đánh bay. Phong Phi Vân lại sử dụng quan tài hoàng thạch đánh vào lang hoàn kiếm vực, đập sụp các quy tắc kiếm vực. Thanh kiếm cổ biến thành núi kiếm nứt một cái khe, kêu tiếng bóp. Nữ yêu tinh mặt mày như chanh, khuôn mặt trắng nõn sinh ra sát khí đậm đặc. Nữ yêu tinh há mồm phun một viên linh châu màu trắng. Linh châu to cỡ viên thuốc, tràn ngập tơ máu đỏ rực, hơi thở khổng lồ như thể tay nữ yêu tinh cầm ngôi sao trắng. Phong Phi Vân đang công kích lang hoàn kiếm vực đột nhiên tim đập nhanh. Cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng cơ thể Phong Phi Vân như bị lực lượng vô hình đông lại, lỗ chân lông toàn thân giãn ra. Linh châu trắng nhấp nháy ánh sáng, chỉ lóe một tia sáng đã cực kỳ mạnh mẽ như thần hải thiên quang bắn ra. Phong Phi Vân hoàn toàn kích phát lực lượng quan tài hoàng thạch, bộc phát tử khí ngút trời va chạm với ánh sáng bắn ra từ linh châu. Lực lượng ăn mòn da thịt người đánh vào người Phong Phi Vân, như muốn hòa tan cơ thể hắn thành hạt cát. May mắn yêu khí bị áo da phượng vảy rồng chặn lại, không gây tổn thương lớn cho Phong Phi Vân. Linh châu màu trắng trong tay nàng ta chắc chắn là vô thượng yêu binh. Phong Phi Vân vác quan tài hoàng thạch nhanh chóng thụt lùi, âm ý đến ngoài mấy trăm dặm mới dừng bước. Mảng lớn kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kiếm ý cuộn trào thừa thiên hạ đổ ập xuống. Quan tài hoàng thạch ra, chín sợi xích đen bay ra, mỗi dây xích thô cỡ thùng nước, như thần long sắt thép bay xa mấy trăm dặm. Bùm 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 bùm. Phong Phi Vân và nữ yêu tinh vừa chiến vừa bay, rời đi 10 vạn dặm, dọc đường đánh chết bao nhiêu là yêu tộc. Mặt đất lồi lõm, sông lớn bị chém đứt, địa hình thay đổi. Yêu nghiệt trên mảnh đất này sợ hãi chạy trốn. Ủa? Nữ yêu tinh đột nhiên rút chiến kiếm về, cơ thể thành cái bóng chui xuống đất, biến mất. Nữ yêu tinh bỏ trốn. Phong Phi Vân cất quan tài hoàng thạch, đáp xuống đỉnh núi, người chảy máu ròng ròng. Phong Phi Vân khom người cúi đầu hướng vách núi khác. Bái kiến Thanh Tế Đại Nhân. Thanh Tế Đại Nhân hù nữ yêu tinh kia bỏ chạy. Đoàn lửa xanh hiện ra trên đỉnh núi, lửa tựa gióa sen trắng to lớn, trong sen có bóng dáng nữ nhân, mảnh khảnh xinh đẹp. Thanh Tế Đại Nhân nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Ta lần theo dấu vết chiến đấu tìm các ngươi, may mắn đến kịp lúc. Nếu Thanh Tế Đại Nhân chậm một lúc nữa thì ta không chống đỡ nổi. Tu vi của nữ yêu tinh rất mạnh, hơn Phong Phi Vân hai cảnh giới lại cầm thần vật yêu tộc. Phong Phi Vân nhờ vào áo da phượng vảy rồng nếu không đã chẳng thể ngăn cản nữ yêu tinh lâu như vậy. Đương nhiên nữ yêu tinh muốn giết Phong Phi Vân cũng rất khó khăn, hắn mà khởi động trùng động linh thạch hay sử dụng thanh đồng cổ thuyền là chạy thoát. Phong Phi Vân không tin tưởng Thanh Tế Đại Nhân, dù gì hắn mới sử dụng linh khí thập phẩm. Với ánh mắt của Thanh Tế Đại Nhân chắc chắn nhận ra linh khí thập phẩm. Nàng có ra tay cướp không? Tuy cùng trong bán yêu minh nhưng đó dù gì là linh khí thập phẩm, chỗ này chỉ có hai người. Nếu Thanh Tế Đại Nhân giết Phong Phi Vân rồi cướp quan tài hoàng thạch, trở về nói cho mọi người hắn chết vào tay nữ yêu tinh thì sao? Chuyện này rất có thể xảy ra. Nếu Thanh Tế Đại Nhân thật sự muốn giết Phong Phi Vân, dù hắn cầm trùng động linh thạch, thanh đồng cổ thuyền cũng không thoát được, cơ hội duy nhất là nhảy vào quan tài hoàng thạch. Mở con đường thiên quốc, tạm trốn vào thiên quốc. Đây là đường sống duy nhất Phong Phi Vân nghĩ ra trong phút chốc. Chưa chắc Thanh Tế Đại Nhân sẽ làm như vậy nhưng không thể không phòng người. Thanh Tế Đại Nhân đứng trong hao sen lửa xanh, dáng người yểu điệu, mắt lóe yêu hoa nhạt. Thanh Tế Đại Nhân nhìn kỹ quan tài hoàng thạch lơ lửng trước mặt Phong Phi Vân, ánh mắt kỳ lạ. Thần kinh Phong Phi Vân căng thẳng. Thật lâu sau Thanh Tế Đại Nhân mở miệng nói. Không ngờ cơ duyên của ngươi lớn như thế, được vị tồn tại kia thưởng thức. Phong Phi Vân lòng máy động, nghiền ngẫm ý câu nói của Thanh Tế Đại Nhân. Phong Phi Vân thầm nghĩ.
Không lẽ nàng biết lai lịch quan tài hoàng thạch, cho rằng ta là truyền nhân của Diêm Vương? Mặt Phong Phi Vân không biểu tình, không nói tiếng nào, tránh cho càng nói nhiều càng lộ sai sót. Để Thanh Tế đại nhân nghĩ lầm hắn là truyền nhân của Diêm Vương cũng tốt, vậy thì nàng sẽ không cướp báu vật. Thanh Tế đại nhân thấy Phong Phi Vân im lặng thì nói. Ngươi đừng thấy áp lực, ta sẽ không nói chuyện này với ai. Về sau cố gắng đừng dùng tà quan trước mặt người khác, nếu bị người trong Phật môn Thái Cổ Thánh Phật Miếu biết ngươi là truyền nhân của hắn thì bán yêu minh cũng không che chở ngươi được. Phong Phi Vân nói. Đa tạ Thanh Tế đại nhân giữ kín dùm ta. Thanh Tế đại nhân nói. Bây giờ ngươi là người của ta, miễn ngươi không gây lớn chuyện quá đáng thì ta sẽ hết sức bảo vệ ngươi. Tất cả vì vinh dự của bán yêu minh, ta tin ngươi sẽ tranh một hơi cho ta, để mọi người thấy bán yêu chúng ta không phải kẻ yếu. Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, biết Thanh Tế đại nhân không định cướp quan tài hoàng thạch. Phong Phi Vân âm thầm cất quan tài cổ đi, có chút hảo cảm với Thanh Tế đại nhân. Nữ yêu tinh kia không biết dùng cách gì mà chớp mắt biến mất không còn bóng dáng, Thanh Tế đại nhân không tìm ra nàng được. Phong Phi Vân, Thanh Tế đại nhân quay về ổ Bạch Chu yêu tộc, nơi này đã hoàn toàn biến thành biển dung nham. Đại chiến kết thúc, biển dung nham đầy xác yêu, đám tinh anh bán yêu minh đang vớt xác, những xác yêu này toàn là quân công. Bức Ứng đại nhân bước tới nói với Thanh Tế đại nhân. Thủ lĩnh Bạch Chu yêu tộc đã trốn thoát, tu vi rất mạnh, không thể ngăn nàng được. Trận đại chiến này ba binh trưởng bán yêu minh phân công như sau, Khổng Hầu đại nhân phụ trách tiêu diệt đại quân Bạch Chu yêu tộc. Bức Ứng đại nhân lo đối phó thủ lĩnh của Bạch Chu yêu tộc, Tuyết Lang đại nhân. Thanh Tế đại nhân thì không ở trong chiến trường mà đi kiềm chế Hổ Lang yêu tộc cách chỗ này rất gần. Hổ Lang yêu tộc, Du Tử Lang sống trên cùng một mảnh đất, lỡ như người bán yêu minh đang công kích Du Tử Lang bị Hổ Lang yêu tộc tấn công thì nguy hiểm. Phải có cường giả đi kiềm chế Hổ Lang yêu tộc. Tu vi mạnh nhất đương nhiên là Thanh Tế đại nhân. Khổng Hầu đại nhân nói. Trốn thì kệ nó, dù sao chúng ta kiếm được một đống quân công, Khải Hoàn trở về, ha 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 ha. Khổng Hầu đại nhân rất hưng phấn, có hơn 10 vạn yêu tộc chết trong tay gã, sát khí đang bốc ngùn ngụt. Ánh mắt Bức Ứng đại nhân sâu thẳm hỏi. Phân phối chiến công lần này nên chia thế nào? Mặc dù Khổng Hầu đại nhân giết nhiều nhất, tích lũy nhiều chiến công nhất nhưng không dám chiếm công hết. Khổng Hầu đại nhân lên tiếng. Đây là kết quả mọi người cùng hợp tác, đương nhiên chia đều. Phong Phi Vân đứng bên dưới góp lời. Ba vị binh trưởng, vãn bối có một câu không biết có nên nói không? Ba binh trưởng rất có hảo cảm với Phong Phi Vân, nếu không nhờ hắn thì bán yêu minh tuyệt đối không tích lũy được nhiều chiến công như thế. Thanh Tế đại nhân bảo. Ngươi nói đi. Phong Phi Vân nói. Ta cho rằng đừng nên chia đều chiến công, địa vị bán yêu minh chúng ta lúng túng trong quốc gia nhân loại, cần tạo ra một chiến vương. Chiến vương là tồn tại tích lũy một vạn điểm quân công. Lúc này tinh anh bán yêu minh đang vớt xác yêu tim rớt cái bịch thầm nghĩ. Chiến vương, chẳng lẽ bán yêu minh chúng ta sắp sinh ra chiến vương? Chiến vương có vinh dự và địa vị rất cao trong quốc gia nhân loại. Những tộc lão cổ tộc thấy chiến vương đều phải cung kính hành lễ, xem chiến vương như thần thánh. Nếu bán yêu minh lần đầu tiên vào chiến trường vạn tộc có người trở thành chiến vương sẽ ủng hộ lòng người rất nhiều. Hơn nữa một chiến vương có quyền nói chuyện trong chiến trường vạn tộc, tương lai giúp đỡ nhiều cho tu sĩ bán yêu minh vào chiến trường vạn tộc. Còn một điều quan trọng nhất là nếu tương lai người Trung Cổ Thế Gia dám đến khiêu khích bán yêu minh, chỉ cần chiến vương ra tay có giết đệ tử Trung Cổ Thế Gia thì Trung Cổ Thế Gia không dám trả thù chiến vương. Bởi vì chiến vương là công thần của nhân loại, nếu ai không có chứng cứ chắc chắn mà tấn công chiến vương sẽ bị nguyên nhân loại công kích. Nói tóm lại nếu bán yêu minh sinh ra một chiến vương sẽ tăng địa vị, hình tượng lên mảng lớn. Qua hơn 20 ngày, bán yêu minh trở về binh doanh 875. Nơi này là binh doanh thứ 875 trong Mộc Thần Giá chiến khu. Tụ tập mấy ngàn vạn tu sĩ nhân loại. Mỗi binh doanh có một trọng trần hậu cần bổ sung, tại đây không chỉ dễ tu sĩ từ chiến trường vạn tộc trở về nghỉ ngơi, cũng có thể đổi quân công, mau tài liệu tiêu hao trên chiến trường. Các ngươi nhìn kia, đó là đàn bán yêu minh Diệp Hồng Cảnh phải không? Ha 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 ha, thật sự là bọn họ, không chết hết trên chiến trường, may mắn thật. May gì? 500 người vào chiến trường vạn tộc bây giờ chỉ còn mấy chục người trở về, chết 80%. Chắc sợ teo tim trốn về.
bởi vì bán yêu minh có đặc điểm riêng khiến nhiều tu sĩ trong binh doanh 8-7 năm vây xem. Trong đó có thanh niên tài tuấn cổ tộc, một số kiệt xuất trung cổ thế gia. Bọn họ cười nhạo các tu sĩ bán yêu minh nhìn đám chó cụp đuôi trốn về. Con người luôn thích vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt là đám đệ tử cổ tộc cao cao tại thượng. Bọn họ khinh thường sinh vật ti tiện bán yêu, giờ trêu chọc và cười nhạo lớn tiếng nhất. Tu sĩ bán yêu minh người đầy máu, nhiều người bị thương, trong đó có bị thương nặng được bán yêu khác nâng về. Đám tu sĩ không chút đồng tình, còn công kích bằng ngôn ngữ, xem tinh anh bán yêu là con khỉ làm xiếc, bán yêu minh càng nổi điên thì bọn họ càng sung sướng. Đây là tâm tính, bắt nạt kẻ yếu, của đa số người. Nếu yếu đuối, nhượng nhịn thì càng bị ăn hiếp, bị người cho rằng dễ khinh khi. Trong đó cũng có người đồng tình tu sĩ bán yêu minh. Một lão nhân tiên phong đạo cốt mắng môn nhân của mình, lên tiếng. Dù sao bọn họ chiến đấu vì nhân loại, dù thua, chết, tổn thương, tàn cũng đã giỏi, đáng làm người ta tôn kính. Một nữ truyền nhân thánh phủ cưỡi tiên hạc đồng tình nói. Bán yêu minh vốn yếu thế, chỉ có 500 người ra chiến trường, bị nhân loại bài xích, xa lánh, không được minh quân trợ giúp. Có thể trốn về đã rất giỏi, các ngươi bớt nói đi. Tu sĩ bán yêu minh hi em mờ lặng đi vào binh doanh, tuy hơn 80% tu sĩ chết trận, mỗi người đầy vết thương nhưng bọn họ hừng hực tâm huyết, vẻ mặt không hề sợ hãi và hèn nhát, ánh mắt kiêu ngạo bất khuất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.